chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 31. Hắn tâm để lọc nhảy 7-8 lần nàng có đại thuận vương triều hoàng đế thân bút thư. Hòa thân sách. Bây giờ, nàng vu nhược yên là tương lai danh chính ngôn thuận thái tử phi. Bất luận kẻ nào cũng không thể đưa nàng thái tử ca ca từ bên người nàng cướp đi. Gọi những người kia hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta nhất định muốn gặp đến tô huyển đầu người. Vu nhược yên ánh mắt ngoan lệ, khắp khuôn mặt là không phù hợp 14 năm tuổi tình thế bắt buộc. Có bắt buộc. Giết chết chặn đường người. Giết mấy cái lưu phạm lại có làm sao? Lạc Tây bị nàng đáy mắt hận ý chấn động. Mở miệng, "Công chúa." Kỳ thật chiếu nô tỳ nhìn, ngài không cần vì một cái tù nhân hao tổn tinh thần, cho dù đại thuận thái tử đối nàng sinh ra mấy phần tình ý, nhưng nàng dù sao đã không ở kinh thành, thân phận cũng chỉ là cái tội thần chi nữ. Căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực lại chiếm được thái tử điện hạ. Ngươi biết cái gì? Nhất định phải nhổ cỏ nhổ tận gốc. Vu Nhược yên trệ miệng đánh gãy, hoảng sợ tập nhập trong đầu kiếp trước. Lạc Tây nhíu nhíu mày lại, nàng còn chưa nói cho dù Tô Huyễn không phải lưu phạm, bị thái tử thu nhập trong phủ, lấy thân phận của nàng, nhiều nhất chính là cái thị thiếp. Mà thái tử sẽ là tương lai đại thuận hoàng đế, hoàng đế có mấy cái nữ nhân không phải rất bình thường sao? Chỉ cần bây giờ đại thuận hoàng đế cùng bọn hắn đông anh hoàng đế còn có phần này làm bằng sắc giao tình tại. Nàng mãi mãi cũng là tôn quý nhất thái tử phi, tương lai hoàng hậu. Không ai có thể dao động vì sao như vậy kiên kỵ một cái nho nhỏ thứ nữ. Vua Nhược Yên nhìn thoáng qua Lạc Tây không hiểu lông mày, nhắm lại mắt. Thanh tuyến chậm vì ngày thường nhu hòa, bốn năm trước, ta cùng Hoàng Huynh được mời đến Đại Thuận làm khách, chỉ cái nhìn kia liền đối với Thái tử ca ca không thể tự thoát ra được. Hiện tại ta thân là Đông Anh công chúa. Chính là hắn thiên tuyển vợ. Ở trước đó, ta không hy vọng có người phá hư, về phần về sau, có lẽ ta có thể tiếp nhận bên cạnh hắn xuất hiện những nữ nhân khác, nhưng bây giờ coi như vì chúng ta đông oanh mặt mũi cũng tuyệt đối không được thái tử sẽ có những nữ nhân khác dựa vào kiếp trước trải qua không có khả năng một đời kia thái tử chết sớm tô gia lưu vong nửa năm sau cũng không biết từ chỗ nào đạt được cái tính vật liền đi tìm cái kia tô huyễn cũng không trở về nữa nàng không thể để cho một đời kia bi kịch trình diễn càng không có thể làm cho mình bi kịch trình diễn Khi thật đáng sợ Mặc dù nàng không biết vì sao Thượng Thiên cho nàng một lần cơ hội sống lại. Nàng nhất định phải tóm chặt lấy. Dùng năng lực của mình thay đổi một thế này vận mệnh. Vũ Châu. Khoảng cách kinh thành 200 dặm. Là cái lấy dược liệu và mỹ thực làm chủ trọng yếu thành trấn. Lưu vong phạm nhân phải qua đường. Cũng là thẩm thị duy nhất ôm lấy hy vọng địa phương. Nhà mẹ đẻ của nàng ngay tại Vũ Châu. Mà đối với Tô Huyễn đến nói, nơi này là nàng một đời kia vận mệnh nhiều thăng trầm bước ngoặt vào đêm, bọn hắn tiến cửa thành, được đưa tới lâm thời giam giữ lưu vong dịch trạm. Mà mặt nham giác hàng độc, lần nữa phát tác. Lần thứ nhất phát tác, hắn còn có thể tô huyển trước mặt cố giả bộ trấn định, nhưng lúc này đây, thực cốt cảm giác đau gấp bội đánh tới, trải qua vô số da thịt thống khổ hắn, cũng có chút khó mà chống đỡ, mồ hôi ướt nhẹp rối tung tóc dài, đau lòng từ dịch nước mắt chảy ra không ngừng. Tô huyển tất cả đều nhìn ở trong mắt, đối với loại độc này, nàng hiểu rõ, người trúng độc có thể đều không phải là bởi vì phát tác mà chết mà là bởi vì chịu không được kia cổ toàn tâm thống khổ mà cắn lưỡi tự sát nàng kính hắn là tên hán tử cũng cảm ơn với hắn bất chấp hậu quả đứng ra vũ châu dịch trạm xem như dọc theo con đường này điều kiện chỗ tốt nhất gian phòng nhiều mặt đất rộng càng thêm thuận tiện nàng tiến hành bước kế tiếp động tác ở trước đó nàng nhất định phải ổn định mặt nham giác hàng độc đau khổ trước mắt bao người tô huyển không để ý tới bất luận kẻ nào ánh mắt khác thường trực tiếp đem mặt nham giác đưa vào căn phòng độc lập. Thẩm thị Tô Ninh, cô nam quả nữ còn thể thống gì? Tô Thường Châu cất bước liền phải đuổi theo, bị Thẩm thị giữ chặt, "Lão gia, từ gia công tử cũng là vì cứu Lục nha đầu, Lục nha đầu quan tâm một chút không gì đáng trách." "Quan tâm?" Mẫu thân nói quan tâm là thế nào cái phương pháp? Tô Ninh thêm mắm thêm muối. Tô Thường Châu mặt tối sầm. "Tiểu Lục sẽ châm cứu." nàng là giúp đỡ từ đại công tử giải độc đi. Đám người kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện tô lão thái thái. Ta làm sao không biết. Nàng lúc nào sẽ y thuật rồi. Tô thường châu rõ ràng không tin. Tô lão thái thái giơ lên bả vai, ngươi lại không quan tâm nàng. Đương nhiên không biết. Thẩm thị hoài nghi, cùng tô ninh đối mặt, có chút câu môi, cho dù biết chút châm. Cứ cũng nói không là cái gì, thiếu y thiếu thuốc, còn có thể làm ra hoa dạng gì. Từ đại ca, ngươi cảm giác thế nào cô huyển một bên xoa nắng mặt nham giác ngạch đỉnh ngân châm một bên ôn nhu hỏi thăm mặt nham giác ánh mắt thâm thúy cô gái trước mặt mang cho hắn không chỉ là kinh ngạc đơn giản như vậy hắn cũng sẽ y thuật cái này châm cứu bộ pháp cùng hạ châm độ chính xác để hắn theo không kịp tốt hơn nhiều hắn thở ra một hơi hàng khí mặc dù lạnh hàm răng rung lên lại là tâm đầu hỏa nóng ngươi liền không lo lắng dạng này đem ta đưa vào gian phòng sẽ dẫn tới chỉ trích có hại danh tiết của ngươi. Người tô gia lời ra tiếng vào hắn nghe được, một phương diện đang lo lắng, một phương diện khác tại nộ phóng, rất mâu thuẫn. Danh tiết. Hừ, có làm được cái gì sao? Nhân mạng trước mắt, quan tâm những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật làm gì? Chỉ cần trong lòng ta không thẹn, cái gì đều không để ý. Tô huyển nhẹ như mây gió, ngữ khí thoải mái, nhật nhạt lúng đồng tiền cùng với thơm ngọt khí tức, thấy mặt nham giác có chút say mê. Hắn tâm để lọt nhảy bảy tám lần. Chương 32, Nữ nhi của ta Thẩm thị mua được Lý Thanh Tùng, cải trang thành nông phụ đi thẩm phủ. Tô Huyễn không hề bị lay động. Chậm đợi hết thảy phát sinh. Chẳng qua chỉ là không có sai biệt mạch đường. Mẹ! Thẩm thị nhìn thấy bạch kính vân bỗng nhiên một quỳ, nước mắt lập tức phun ra ngoài. Mau dậy đi! Ta đáng thương nữ nhi a. Bạch kính vân tay run run, đem người đỡ dậy. Để nương lo lắng, nữ nhi bất hiếu, có thế nhìn thấy liền tốt yên tâm nương sẽ không ngồi nhìn mặt kệ ngươi ca ca đã đem lý đại nhân mời đi nương sẽ nghĩ biện pháp giúp ninh nhi thoát thân bạch kính vân lau lau hai mắt đẫm lệ thanh âm nghẹn ngào ừm thẩm lan xuân gật đầu hai tay nắm thật chặt bạch kính vân tay nương có biện pháp gì tốt sao ngươi còn nhớ rõ chúng ta vũ châu cái kia nổi danh phú thương sao hắn năm ngoái chết vợ cả hiện tại nghiễm nhiên một thân nếu như ninh nhi nguyện ý cho hắn sinh cái một nhi nửa nữ ta không đồng ý. Thẩm Lan Xuân mở miệng đánh gãy, nàng không nghĩ tới mẫu thân nói vậy mà là cái này biện pháp. Người lão hán kia năm nay đều 50 tuổi, năm đó còn nguyện ý ra trọng kim cưới nàng, nhưng nàng sao có thể tiếp nhận dạng này không có quyền thương nhân nhà, dựa vào mỹ mạo của nàng muốn gả cũng hẳn là là gả vào quan gia. Sĩ nông công thương, thương gia địa vị thấp nhất, còn tốt nàng bị Tô Thường Châu nhìn trúng, cuối cùng trở thành quan to tam phẩm chính thê. Nhưng mình nữ nhi sao có thể? còn lại là năm đó đối nàng thèm nhỏ giải cái kia lão nam nhân. Bị người nói ra, chẳng phải là cười đến rụng răng, quá châm chọc. Đến lúc nào rồi? Ngươi lại còn quan tâm những cái kia. Thẩm gia không gánh nổi một cái lưu phạm. Ra xuống tới chắc chắn thụ liên lụy. Hắn mặc dù thân là một giới phú thương, nhưng hắc bạch hai đạo quyền thế không thấp. Biết con gái không ai bằng mẹ, bạch kính vân quét mắt một vòng, liền biết thẩm lan xuân đang suy nghĩ gì. Mẫu thân, tô phủ xảy ra chuyện, dư luận xôn xao. Chúng ta thẩm gia mặt cũng coi là mất hết. Hiện tại toàn bộ vũ châu đều dùng ánh mắt gì nhìn nhà chúng ta ngươi biết không? Cũng chính là đại ca ngươi, coi như không chịu thua kém. Dựa vào mở mấy cái này dược đường, chiếm được không ít thanh danh tốt. Không phải, chúng ta thẩm gia đều sẽ bị nước bọt cho chết đuối. Ngươi ngược lại là gã vào quan gia, kết quả là rơi vào cái kết cục gì? Bạch Kính Vân thay đổi trong mắt thương tiếc, uy nghiêm hiển thị rõ, trong lời nói tất cả đều là gõ đề điểm lãnh ý thế nhưng là người kia dù sao cũng là năm đó năm đó cùng thẩm gia cầu hôn muốn cưới nàng nữ nhi của nàng mới bao nhiêu lớn làm sao có thể đi cho người làm sinh dục công cụ cũng là bởi vì hắn đối ngươi còn có như vậy mấy phần nhớ nghe xong tô gia xảy ra chuyện liền chạy tới cùng ta hỏi han ân cần nếu như không phải là bởi vì có như thế điểm tình nghĩa ngươi cho rằng ai dám đi vất một cái tội thần chi nữ Thẩm Lan Xuân chớp chớp hai mắt đẫm lệ, hít mũi một cái, trong mắt tràn ngập tính toán, mẫu thân vất vả. Lại không nguyện ý, nàng cũng không thể đắc tội lão phu nhân. Dù sao đây là trợ giúp Ninh Nhi thoát khỏi tội thần chi nữ đường ra duy nhất. Qua vũ châu liền không ai có thể lực. Muốn làm chuyện này, nhất định phải có người lấy ra trọng kim khơi thông quan hệ. Còn muốn đi tìm một cái thân hình tuổi tác nhất trí nữ tử. Tối thiểu bây giờ thẩm gia làm không được. Coi như làm được, Thẩm Lan Xuân hiểu rõ Bạch Kính Vân. Sẽ không vì cái ngoại tôn nữ bí quá hóa liều. Trầm mặt chốc lát, Thẩm Lan Xuân nhãn châu xoay động, mẫu thân. Khi tiết huy thế nhưng là cũng chưa gặp qua Ninh Nhi A. À. Bạch Kính Vân nhíu mày nhìn về phía nàng, ta cùng hắn trò chuyện đầy miệng, liền miệng đầy đáp ứng. Chỉ vì nghe nói là con gái của ngươi. Thẩm Lan Xuân khóe môi tô lên một vòng âm tà độ công, nữ nhi của ta. Ta là tô gia mẹ cả, các nàng đều là nữ nhi của. Ta, Chương 33, Ngũ Ca, Tô Huyễn tỷ tỷ quá đáng thương, chúng ta đem nàng trực tiếp trộn đi đi. Ý của ngươi là? Bạch Kính Vân vẫn đục ánh mắt lung lay. Thẩm Xuân Lan trong mắt lóe lên ác độc, mẫu thân còn nhớ rõ Tô Huyễn sao? Tô Huyễn? Bạch Kính Vân lẩm bẩm, đột nhiên đôi mắt trợn to, ngươi nói là Tô Thường Châu cái kia. Thẩm Thị hơi có thâm ý gật đầu, đúng. Bạch Kính Vân nhíu nhíu mày lại, nàng ngược lại là đi qua mấy lần Tô Phủ, cũng đã gặp cái nha đầu kia, dáng dấp gọi là một cái xinh đẹp thế nhưng là không cảm thấy đáng tiếc sao thẩm thị biểu môi có gì có thể tiếc đều đi qua lâu như vậy cũng không biết tô thường châu đến cùng là như thế nào dự định một mực giữ lại cái nha đầu kia ăn không ngồi rồi dáng dấp còn xinh đẹp như vậy đem nữ nhi của ta đều so tới lòng đất xuống dưới bạch kính vân vặn chặt lông mày hoàn toàn chính xác nha đầu kia dáng dấp thực sự là ngươi có phải hay không dự định thẩm thị câu cười, để nàng thay Ninh Nhi đi bồi bồi cái kia Tiết Huy đi. Một công đôi việc, đã khả năng giúp đỡ Tiết Huy đạt thành nguyện vọng, lại có thể lợi dụng hắn đem Tô Ninh cứu ra. Tiết Huy không thể đắc tội, nếu như chỉ là để Tô Ninh lá mặt lá trái khẳng định không được, như vậy thay sinh hạ dòng giỏi cái này sự tình phải có người đi làm. Nàng ngược lại là cái người tốt vô cùng chọn. Ai? Người kia đối ngươi còn tại nhớ mãi không quên, ba phen mấy bận nháo đến thẩm phủ. Năm đó ta đều lo lắng bởi vì chuyện này, hắn có thể hay không sinh ra oán niệm. Về sau nghe nói hắn thành thân, cái này trong lòng cũng liền an tâm. Cái này sự tình, ta đến thu xếp, tiết gia có cái vứt bỏ diêu nhà máy, bên kia phòng hoang phế thật lâu, ngươi chỉ cần nghe ta bên này lời nói, đem tô huyễn mang đến diêu nhà máy, về phần lý đại nhân bên này, ngươi ca ca tự có biện pháp có thể ngăn chặn. Tại Vũ Châu dừng lại cá biệt trời không là vấn đề. Bạch Kính Vân tỉnh táo dị thường, mặc dù là thẩm lan xuân đột nhiên toát ra chủ ý nhưng mẫu nữ liên tâm rất nhanh nàng liền đưa ra đối sách kết quả là thẩm xuân lan trên mặt nhụn thấm ra định liệu trước nụ cười vẫn là mẫu thân tốt chúng ta thẩm gia huyết mạch không thể bị làm bẩn hai người trong phòng mật đàm thật tình không biết bên ngoài có hai người đã đem những cái này nhận không ra người chuyện xấu xa toàn bộ nghe đi một cái là nguyên chiêu lợi dụng kinh công phụ thân nóc nhà chìm xuống lông mày cắn răng hàm nhếch môi nhẹ nhàng đóng về để lộ mảnh ngói mà đổi thành một cái chính là lợi dụng không gian không có sợ hãi đứng tại ngoài cửa sổ tô huyển. Châu tròn ngọc sáng miệng nhỏ không có ngày xưa đỏ hồng, có chút trắng bệt, tinh xảo cầm kéo căng, lạnh lùng khóe môi trào phúng hơi câu, nàng biết thẩm thị lần này ra tới nhất định là đến tìm Bạch Kính Vân, vũ châu duy nhất nhà mẹ để chỗ dựa, nhưng khi nàng nghe rõ ràng chuyện kia phía sau chân thực tính toán, một cổ buồn nôn cảm giác chắn phải lòng ngực thấy đau nở. Nguyên lai like. Đem nàng đưa đến lão hán kia trên giường, chỉ là thay thế tô ninh trở thành người khác thay thế công cụ cốt một viên bẩn thiểu tâm nàng tưởng rằng đưa nàng bán đi đổi ít bạc thuận tiện vứt bỏ nàng cái này vướng víu nguyên lai like cái này phía sau mục đích đúng là không chịu nổi mà lúc trước đối với chuyện này đổ thêm dầu vào lửa bên tai giật dây hống liên tục mang uy hiếp hung nhất người chính là tô thường châu thật đúng là một đám người cặn bã nguyên chiêu đương nhiên không nghĩ tới tô huyễn cũng tại nghe xong âm liền lặng yên không một tiếng động rời đi Tô Huyển cũng thế. Thẩm thị là đạp trên bóng đêm ra ngoài, lúc trở lại, Tô Thường Châu Tuyệt không ngủ chìm. Một mực chờ lấy nàng mang về tin tức. Hai người nhỏ giọng nói thầm một trận, Tô Thường Châu cuối cùng nói nói, nếu quả thật khả năng giúp đỡ Ninh Nhi thoát thân, cái này đích xác là cái tốt biện pháp. Chính là không biết ngươi cái kia lão. Đến lúc đó có thể hay không? Yên tâm. Cái này sự tình ta tự nhiên sẽ thu xếp thỏa đáng. Tô Thường Châu nghe xong, thở dài một hơi, gật gật đầu, dò xét mắt hướng ở giữa nhất bên cạnh góc tường, nằm tại chiếu rơm bên trên đưa lưng về phía bọn hắn Tô Huyển nhìn thoáng qua, cười đến có thâm ý khác, như thế rất tốt. Vậy cũng là nàng vì Tô Gia là một điểm cống hiến, nuôi không nàng nhiều năm như vậy, ha ha. Tô Huyển hiếp hiếp mắt, như phiến nồng đậm ô tiệp nửa che kính tụ tập đầy u ám mắt đen, không có bất kỳ cái gì sáng ngời trong con mắt chậm rãi ngưng kết ra một giọt nước mắt thuận khóe mắt trượt xuống đến sợi tóc. Nàng đến cùng có lỗi gì? Vì sao Tô Thường Châu nói ra những cái này so phỉ nhổ một cái tên ăn mày còn muốn tàn những lời nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở người hầu viện tử, ăn người hầu cơm canh, mặc quần áo cách ăn mặc cũng cùng nha hoàng không khác, chẳng lẽ trong mắt bọn hắn, đưa nàng sinh ra cũng chỉ là một cái công cụ. Tô Huyển nắm chặt tay, thở sâu, khắc chế hết ầm đứng dậy, trực tiếp đem hai người kia một đao. Mất mạng xúc động. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Đã không phải lúc đó, đã bọn hắn như thế thích, như vậy nàng sẽ giúp bọn hắn một chút sức lực. Ngươi nói cái gì? Mặt nham giác sơn mắt lạnh lẽo. Nguyên chiêu sụ mặt, nghiêng đầu nhìn sang một bên, đến bây giờ hắn còn có chút không chịu nhận, cái này lòng dạ hiểm độc nát phổi dự định. Hổ dữ không ăn thịt con. Cái này tô Huyễn đến cùng phải hay không tô thường châu thân sinh. Níp nữ là người, chẳng lẽ thứ nữ cũng không phải là sao? Mặc dù thân là thái tử thân vệ, mà dù sao cũng chỉ là cùng hắn đi lên chiến trường, đao thương kiếm ảnh tiến thẳng một mạch. Nữ nhân loại này tâm tư xấu xa, nguyên chiêu đã lớn như vậy đều chưa có tiếp xúc qua. Trong hoàng thành, chỉ có một vị hoàng hậu, cũng chính là mẫu thân của thái tử. Sinh sáu đứa con trai, nghe nói, mỗi lần mang thai đều khắp nơi thắp hương bái Phật khẩn cầu là cái nữ nhi, làm sao cũng không có đạt được ước muốn. Sinh lục hoàng tử mặt tích minh thời điểm trải qua khó sinh, kém chút không có đem hoàng thượng hù chết, lục hoàng tử bình an giáng sinh về sau, hoàng thượng đau lòng hoàng hậu, Tìm thần y làm kia không tiếp tục để nữ tử mang thai trị liệu, trở thành toàn cái hoàn thành nổi tiếng thâm tình giai thoại. Ngũ hoàng tử thái tử vị trí cũng là mấy người ca ca không muốn đẩy lên trên người hắn, năm gần 10 tuổi thời điểm cũng đã là sự thật không thể chối cãi. Cho nên tại bọn hắn những cái này thân vệ trong mắt, thái tử chưa từng có trải qua đích thứ ở giữa người lừa ta gạt. Sinh hoạt hoàn cảnh cũng là ấm áp có yêu đại gia đình. Ngay tiếp theo tâm tư của bọn hắn đều đơn giản vô cùng, trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Mặt tích minh trong mắt bao lấy hai bao nước mắt, cố gắng thắt chế không để nước mắt đến rơi xuống, ngũ ca, tô huyển tỷ tỷ quá đáng thương, chúng ta đem nàng trực tiếp trộn đi đi. Chương 34, bản cung cảm thấy hắn dự tính ban đầu cũng không phải là như thế. Từ dịch lão mắt cũng theo mặt tích minh câu nói này bày ra, lục hoàng tử nói không sai. Đã tô gia đối đãi như vậy tô lục tiểu thư, chẳng bằng. Cho nên nói. Tô Thường Châu trước đó nói Tô huyễn đã chết rồi, hoàn toàn chính là vì gạt ta bỏ đi đối ý nghĩ của nàng. Mặt nham giác phản phất không có nghe được hai người đề nghị, mắt sắc u chìm, phân tích tô thường châu lừa gạt sau lưng của hắn mục đích. Từ dịch khẽ giật mình, khả năng chính là tư tâm tác quái, cũng không hy vọng cái này thứ nữ phong mang che lại nó nữ nhi của hắn. Mặt nham giác nhíu mày, môi mỏng nhất, lắc đầu, bản cung cảm thấy hắn dự tính ban đầu cũng không phải là như thế. Từ dịch phân tích là thông qua những ngày này tiếp xúc được đi ra, cái này tô huyễn tại tô gia là thật không được sủng ái gần như là người người đều nghĩ dẫm lên một chân nhưng mặt nham giác chính là cảm thấy tô thường châu tâm tư cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy coi như lo lắng thứ nữ phong mang che lại đích nữ nhưng khi đó hắn tự mình hạ lưu trường giang nam điều tra lũ lục một chuyện đã ngôn ngữ đã cảnh cáo tô thường châu tô thường châu lại không ngốc lúc trước đưa ra muốn tô huyễn thời điểm tô thường châu hoàn toàn có thể nhờ vào đó nói ra điều kiện nhưng lại không chút do dự trực tiếp liền nói Tô Huyễn chết. Vẻ mặt và ngữ khí, không có trêu đến hắn nửa điểm hoài nghi. Đem những chuyện này một lần nữa suy nghĩ lại một chút, mặt nham giác mười phần không hiểu, Tô Thường Châu lúc ấy thế nhưng là từ bỏ duy nhất có thể bảo trụ Tô Phủ cơ hội, từ bỏ lợi dụng Tô Huyễn trở thành thẻ đánh bạc. Mặt nham giác tâm lý đã có chuẩn bị, biết dạng này mở miệng yếu nhân, Tô Thường Châu sẽ công phu sư tử ngoạm. Nếu như lúc kia Tô Thường Châu nói ra điều kiện, có thể hắn thật có thể mở một mặt lưới, cho tô gia một lần bổ cứu công trình lúng cơ hội. Có thể. Bây giờ đâu? Tô thường châu vậy mà vì cái tô ninh, đem tô huyễn đẩy đi ra làm thế thân. Đến cùng là toàn bộ tô phủ trọng yếu, vẫn là tô ninh cái này đích nữ trọng yếu. Thông minh như hắn, chẳng lẽ không biết như thế nào cân nhắc sao? Nghĩ đến đây, mặt nham giác chỉ có thể đạt được một cái kết luận, tại tô thường châu trong lòng, cái này thứ nữ tuy rằng không trọng yếu, nhưng ai cũng có thể, chỉ có hắn thái tử không được, bảo vệ tốt nàng. Người tô gia, muốn tìm cái chết, không dễ dàng như vậy. Lãnh đạm bỏ xuống một câu, mặt nham giác tựa ở một bên nhắm lại hai con ngươi. Nguyên chiêu sững sờ, ý là gậy ông đập lưng ông. Hót phân, hót phân, tức chết ta. Ngươi thật là quá tốt tính. Nếu như ta ở đây trực tiếp cắn đứt cổ họng của bọn hắn. Lục mau thử lấy răng, vây quanh tô huyển xoay quanh vòng, lưng lông đều dẫn đến dựng đứng lên quá mức. Vậy mà nghĩ ra xấu xa như vậy bẩn thiểu thủ đoạn đối phó hắn số khổ chủ nhân. Đây là người làm sự tình sao. Súc sinh không bằng. Tô huyễn sờ sờ lục mau đầu, cười khẽ, cắn đứt cuốn họng. Đây chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn. Ngươi muốn làm gì? Lục mau trừng mắt mắt lạnh lẽo, răng lạc lạc rung động. Tô huyển nhíu mày, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, đương nhiên là. Lấy đạo của người, trả lại cho người bọn hắn không phải nghĩ mượn cơ hội này trợ giúp người lão hán kia kéo dài hương hỏa sao? Tốt như vậy ý nghĩ, chúng ta phải giúp bọn hắn thực hiện không phải? Hôm sau, Thẩm lang nụ cười chân thành đưa cho Tô Huyển hai cái bánh bao chay. Chứa hiền lành sắc mặt chân thành mà nói một phen nói nhảm. Tô Huyển buông thỏng mắt, không lên tiếng, nhìn xem trong tay bánh bao, lâm vào hồi ức. Đạo cụ vậy mà sớm rồi. Một đời kia, bọn hắn lưỡi rực rỡ liên hoa, nàng kháng cự liên tục. Thẩm thị bất đắc dĩ, lấy ra bánh bao, Tiểu Lục A, à, ngươi đã như thế không nguyện ý thì thôi, làm mẫu thân không nói, thời gian dài như vậy, ngươi cũng chưa từng ăn qua một hơi lương thực tinh, chắc hẳn những cái kia bánh ngô cũng chán ăn, đem cái này ăn đi. Những lời kia đừng để trong lòng, chúng ta kỳ thật cũng là vì muốn tốt cho ngươi, bao nhiêu lưu phạm nghĩ có cơ hội như vậy còn cầu không được đâu. Nàng ngay lúc đó thật là quá đói. Mỗi ngày một cái bánh ngô, có đôi khi còn không chiếm được nàng nhìn xem bánh bao không ngừng nuốt nước miếng, cho là mình kiên trì để bọn hắn đánh trống lui quân. Không kịp chờ đợi tiếp nhận bánh bao, vội vàng cắn một cái rưng rưng gật đầu, cùng cái ngu xuẩn giống như đầy mắt cảm động, tạ ơn mẫu thân. Ta chết cũng sẽ không gả cho người khác, ta biết thân phận của mình, có thể. Nàng xấu hổ mang e sợ, trong mắt cúc cúc mở mở, tựa như trước mặt thẩm thị thật là hết thảy đều đang vì nàng dự định mẫu thân. Thái tử điện hạ kéo qua ta tay, còn. Còn thân hơn qua mặt của ta, ta đã là hắn người, cho dù hắn không quan tâm ta, chết cũng là hắn quỷ. Về sau ta liền đi theo phụ thân bên người mẫu thân hiếu thuận các ngươi, không có khả năng tái giá người. Thẩm thị cứng đờ gượng cười, cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, hảo hài tử. Mẫu thân biết, người một nhà, có nạn cùng chịu. Một hồi ta để ngươi nhị ca từ chối bà ngoại hảo ý, yên tâm đi a. À. Nếu như một đời kia, tô huyển máy ảnh gfl thêm chút tâm ngẩng đầu nhìn một chút thẩm thị trong mắt âm hàng tính toán coi như chết đói cũng sẽ không ăn kia bánh bao chay không bao lâu nàng mất đi ý thức tỉnh lại thời điểm đầu não u ám nổ tung đã bị tô tiếp lưng đến lão hán cửa nhà nàng lúc ấy dọa đến chỉ muốn vừa chết cũng không nguyện ý nam nhân khác đụng nàng tại bị tô tiếp ném tới trên giường thời điểm nàng từ trong khóe mắt nhìn về phía bên giường đặt vào lưu ly giá nến vốn là dự định theo vào đến nam nhân liều mạng kết quả nghe được cổng tiếng nói chuyện muội muội của ngươi ở bên trong Thanh âm thô trọng, cùng loại phá la, nghe xong chính là niên cấp không nhỏ, còn cùng với dị dạng hưng phấn. Tại Tại Ăn thuốc mê, còn không có tỉnh. Tô Tiếp lấy lòng hèn mọn. Thuốc mê. Như vậy sao được, vạn nhất có, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh, ta vào xem. Trời đánh. Một đời kia nàng thật quá yếu. Đừng nói liều mạng, nàng liền ngồi cũng không ngồi nổi. Mọi loại dưới tình thế cấp bách nàng chỉ có thể lựa chọn dùng lưu ly vạch nát mặt mình. Dù sao nàng về sau cũng căn bản sẽ không lấy chồng. Giữ lại gương mặt này, đổ thành tai họa. Nghĩ đến một đời kia đủ loại, tô huyễn hốc mắt dường như có lửa tại đốt. Nàng dùng sức nhắm lại mắt, lại lần nữa mở ra, đáy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Suy nghĩ trở về, nàng ngước mắt đối đầu thẩm thị ánh mắt, ước lượng trong tay bị thêm qua liệu bánh bao, người hiền bị bắt nạt, một thế này bánh bao đều sau một đời kia cái lớn khả năng tại thẩm thị trong mắt, nàng không còn khúng đúng, để nàng sinh lòng bố trí phòng vệ, cũng không dễ đối phó đi. Mới tỉnh lực thuyết phục quá trình, trực tiếp đưa nàng mê choáng được rồi. Vậy liền. Đa tạ phu nhân. Chương 35, chúc mừng ngươi. Cô huyễn đem bánh bao đưa đến bên miệng, không có trực tiếp há miệng. Hừ. Chỉ là phổ thông thuốc mê. Một đời kia, mình rốt cuộc là quá cùi bắp. Nát đường cái thủ đoạn đều có thể đem mình mê choáng. Tại thẩm thị dưới mí mắt, Tô Huyển cắn một cái. Ừm. Ăn ngon. Thẩm thị cười đến ngọt ngào, nhân lúc còn nóng ăn. Lạnh liền không thể ăn. Tô Huyển gật đầu. Cái này vũ châu dịch trạm thật đúng là tốt. Rốt cục có thể tắm. Ngoài cửa truyền đến Tô Ninh cùng Tô Kỳ hai người nói chuyện động tĩnh. Tam tỷ tỷ đi trước tẩy đi. Chờ một chút ta lại tẩy. Lời này là Tô Kỳ nói thẩm thị cũng không có lưu ý động tĩnh bên ngoài mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa kỳ thực trong lòng vô cùng khẩn trương tô huyễn cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy tốt lắm huống hồ sẽ còn một điểm châm cứu nàng lo lắng kia bánh bao bên trong thêm liệu có thể hay không bị nàng phát giác ôi một cái bánh bao còn không có ăn xong tô huyễn đột nhiên nhíu nhíu mày lại làm sao rồi thẩm thị hỏi tô huyễn khuôn mặt nhỏ vặn ba một chút ăn có chút gấp quá lâu không ăn được như vậy tỉ mỉ mặt trắng bụng có đau một chút đau bụng sặc gió rồi thẩm thị giật mình mắt chỉ nghe đại ca nói ăn kia dược hội choáng đầu không nghe nói sẽ đau bụng a à. ôi ôi ta muốn đi một chút tịnh phòng dứt lời Tô huyển nhất chân liền hướng tô ninh mới vừa tiến vào tịnh phòng chạy tới thẩm thị một mặt kinh ngạc nhìn về phía chờ ở một bên tô tiếp tô tiếp nhún vai sẽ không kéo ra ngoài đi. Cửu cửu thế nhưng là chỉ cấp ta một bọc nhỏ. Thẩm thị nhíu mày, hướng phía xung quanh nhìn một chút, trừng mắt về phía tô tiếp, đè ép thanh âm, không có nhanh như vậy. Hoàn toàn chính xác. Không đến nửa chén trà nhỏ, tô huyễn liền vuốt bụng ra tới. Có vẻ như đã khá nhiều. Còn đau không? Thẩm thị giả ý lo lắng. Tô huyễn vuốt vuốt bụng, cảm thụ một chút, không thương ta còn lo lắng cái này thật vất vả ăn được một lần bánh bao chay, vạn nhất tiết ra đi, chẳng phải là phụ lòng phu nhân có ý tốt. Lời nói đi, tô huyển thuần thục, cầm trong tay nửa cái bánh bao nhét vào trong miệng, không chút nào ghét bỏ mang theo nó tiến vào tịnh phòng chạy một vòng. Thẩm thị nhìn xem trong tay nàng rỗng tuyết, tâm cũng đi theo rơi xuống, ăn từ từ. Đừng nghẹn lấy. Tô huyển nổ lấy miệng, mơ hồ không rõ, ăn ngon. Ăn quá ngon. Ta vừa mới cụ hụ cụ hụ cụ hụ cụ 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 nói còn chưa dứt lời giống như nghẹn lại thẩm thị trào phúng câu môi hừ liền chút tiền đồ này thấy rõ ràng rồi mặt nham giác từ phá ốc nóc phòng kinh công xuất khiếu đứng ở một góc có thể đem tô huyễn bên này tình hình thấy rõ rõ ràng ràng, ràng trên đại thụ lá cây rậm rạp liền xem như tô huyễn cũng không có phát giác hắn vẫn đang ngó chừng nàng nguyên chiêu gật đầu ừm lục cô nương ăn thẩm thị cho bánh bao mặt nham giác tự nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, rất cơ linh cái tiểu nha đầu, chẳng lẽ liền không có một chút cảnh giác sao? Cho cái gì đều ăn. Gấp chết hắn. Nguyên bảo đứng được cao hơn chút, lục tiểu thư có phải hay không là tại tương kế tự kế? Mặt nham giác chìm lông mày, biết sao? Sau đó thì sao? Vạn nhất kia bánh bao có vấn đề, nàng chẳng phải là bị mang đi. Mặt nham giác đáy lòng siết chặt, một trận hoảng sợ đánh lên lưng còn tốt. Hắn đi theo bên người nàng. Nếu như hắn không tại, khi tô huyển chẳng phải là bị những người này cho hại rồi. Mặc dù tiểu nha đầu kia nhu nhu nhược nhược, cũng không khó cảm giác là tính tình cương liệt. Hắn quay đầu bố trí nguyên chiêu hai người. Một khi tô huyển bị mang đi. Liền cho bọn hắn đến cái treo đầu dê bán thịt chó. Vừa an bài tốt, chỉ nghe trong nội viện nơi hẻo lánh bịch một tiếng. Tô huyển nằm xuống đất mặt nham giác bộ mặt cơ bắp đi theo hung tận vạn vẹo một chút. Lòng có điểm đau. Nhanh lên. Thẩm thị thấy thế, hướng phía cổng chờ lấy tô tiếp nhanh chóng khoát tay. Thời gian cấp bách. Thừa dịp Lý Thanh Tùng bị đại ca mời đi uống rượu, cái khác quan sai lười biến thời điểm đem tô huyển vác đi. Tô huyển hít mắt, sốc nảy tại tô tiếp trên bờ vai. Làm nàng nhìn thấy xuất hiện trước mặt cái kia quen thuộc cửa gỗ, môi anh đào câu lên khẽ cong lạnh lùng. Không sai chính là chỗ này nhớ không lầm, cái kia lưu ly châu trên đài điểm vẫn là viên đỏ ngọn đến đâu. Đến đỏ chập chờn, xuân sắc kiều diễm. Tô Ninh. Chúc mừng ngươi. Chương 36, lão đến tử có hy vọng. Mặt nham giác chăm chú cùng tại tô tiếp sau lưng. Mắt cũng không dám chớp. Tô tiếp thể lực chẳng ra sao cả, chạy cũng không nhanh. May mà cái chỗ kia cũng không quá xa. Không bao lâu người liền đến một cái không đáng chú ý cửa viện lúc này nguyên bảo khinh công chạy đến điện hạ tịnh phòng không ai mặt nham giác nhíu mày thấy rõ ràng rồi tô gia cái kia ba không phải tiến đi vào sao nguyên bảo hồng đầu trướng mặt hắn đã bốc lên ảnh vệ anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát nguy hiểm đầu không tiến vào trưởng liền vỗ tới chính là nghĩ đến đem cái kia tô ninh một trưởng bổ choáng bao vây lại mang tới kết quả bổ cái không tịnh phòng bên trong căn bản cũng không có người có phải hay không là bị phát hiện rồi nguyên chiêu ghét bỏ chút chuyện như vậy không làm xong thật cho hắn cái này thân vệ thống lĩnh mất mặt nguyên bảo gãi gãi đầu thuộc hạ thực sự nói thật thật không ai được rồi bản cung đi đem huyển nhi mang ra mặt nhăm giác không rảnh đi muốn vì gì tô gia ba không có tại tịnh phòng hắn cũng lười đi quản chỉ cần tô huyển an toàn là được thuộc hạ cùng ngài đi nguyên chiêu theo sát phía sau hai người trực tiếp rơi vào tiểu viện nóc nhà. Tổng truyền đến Tô Tiếp cùng một nam tử trung niên tiếng nói. Ngươi là Tô Tiếp. Phải. Muội muội của ngươi ở bên trong. Tại. Tại. Ăn thuốc mê, còn không có tỉnh. Thuốc mê. Như vậy sao được, vạn nhất có, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh, ta vào. Xem. Điện hạ. Đây không phải. Không phải. Tô gia cái kia ba sao. Nguyên Chiêu thấy rõ nữ tử tướng mạo. Mặt nham giác nhíu mày. Bọn hắn là nhìn tận mắt Tô Huyển bị Tô Tiếp gánh tiến đến. Đảo mắt làm sao liền thành Tô Ninh. Mặt nham giác lạnh lùng nhìn lướt qua trên giường nữ nhân. Khóe môi cong lên hàng ý. Đi. Nguyên Chiêu hướng phía Tô Ninh nhìn thoáng qua, liếc một cái miệng. Hai người nhanh chóng lật ra cửa sau. Cành cây một tiếng. Cũ kỹ một cửa bị đẩy ra. Tiếp huy hèn mọn cười một tiếng, hít sâu một hơi ua còn tắm rửa qua rồi trở tay đóng kỹ cửa rơi xuống một cái chốt tiếp huy hướng phía bên giường dựa vào bước chân nhìn xem cổ kia tuổi trẻ thân thể có lồi có lõm nằm nghiêng nuốt một chút nước bọt hắn đã năm mươi có một không nghĩ tới còn có một ngày như vậy có thế ép cái trước hoa quý thiếu nữ mà nữ tử này vẫn là thẩm lan xuân nữ nhi nghĩ đến yêu mà không được thẩm lan xuân lại nghĩ tới mình sắp già mới có con trong cơ thể khô nóng khó nhịn hắn hướng phía nữ tử kia thân thể bỗng nhiên nhào tới cũng không lo được thuốc mê không thuốc mê ninh nhi đi đâu rồi thẩm thị trong lòng cái này sảng khoái a à. bàn tính toán thời gian đợi lát nữa đại ca liền sẽ phái người đến cùng tô ninh trao đổi nghĩ đến nàng ninh nhi sắp cao chạy xa bay nàng liền tiếng nói đều ức chế không nổi vui sướng liễu di nương nhìn thoáng qua nữ tử tịnh phòng phương hướng giống như đang tắm tô kỳ nhàm chán vuốt vuốt ngón tay tam tỷ tỷ cũng thật là Nói xong tẩy xong gọi ta, đều tẩy một nén hương. Từ khi ra khỏi thành, bọn hắn những người này thế nhưng là cho tới bây giờ không có tắm, đều thối. Khách khí khách khí tặng cho cái này đích tỷ tỷ, người ta thật đúng là không khách khí. Chờ xuống liền phải ngủ. Mọi người cũng đều không có tẩy bên trên tắm. Nam nhân không quan trọng, nhưng nữ tử liền một lời khó nói hết. Thẩm thị nhíu mày, một nén hương rồi. Đây là có bao nhiêu bẩn a? À? dông dài. Tô kỳ chua chua địa. Thẩm thị giật mình trong lòng, chẳng biết tại sao, có loại không tốt dị dạng. Không chờ nàng nhấc chân, tô huyển định lấy mấy cây rơm rạ liền từ cổng đi đến. Thẩm thị đôi mắt khẽ giật mình, thân hình rung lên bần bật, tiểu lục. Ngươi! Ngươi làm sao ở chỗ này? Tô huyển thần sắc ở một giây lát, không hiểu nhìn về phía xung quanh đám người, ta. Ta không nên ở đây sao? Vừa mới tại cửa ra vào quảng một giấc, giống như quảng choáng vẫn là từ gia đệ đệ đem ta nâng đỡ a à? đúng thế tỷ tỷ cái này như thế bẩn ngươi làm sao nằm tại cửa ra vào mặt tích minh một mặt không hiểu thẩm thị trong lòng lột bột một tiếng Bắt chân lên cổ chạy hướng tịnh phòng làm cho mấy người đưa mắt nhìn nhau nàng làm sao rồi tô kỳ trong mắt mang theo kinh ngạc liễu di nương lắc đầu không biết tô thường châu đôi mắt khẽ động cũng vội vàng đi theo mặt nham giác cũng không biết từ chỗ nào đi tới, đôi mắt rơi vào tô huyển trên mặt, rối tung tóc che kín trong mắt lo lắng, sau lưng còn đi theo nguyên chiêu, trợn mắt hốc mồm, chẳng qua cũng rất nhanh che giấu dị dạng thần sắc. Huyển, tô cô nương, mặt nham giác đầu lưỡi thắt nút, tô huyển tiệp vũ nhẹ dơ lên, đối mặt cặp kia bị hơi rối tung tóc cắt ngang trán che trắng mắt đen. Là nàng nhìn lầm sao? Nàng đọc được trong mắt của hắn lo lắng. Từ đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Ta vừa mới tại trên mặt cỏ phát hiện một loại thảo dược, đối người hàng độc có ức chế tác dụng. Nha! Kia! Làm phiền cô nương! Mặt nham giác tâm theo cái nhìn kia bốn mắt nhìn nhau, nhiều rạo rực. Bởi vì tâm hư, lo lắng Tô Huyển phát hiện bộ mặt thật của hắn, hắn nhanh chóng chính là né tránh tránh đi. Tô Huyển đi theo cao hơn chính mình ra hai cái đầu từ đại công tử đi phòng của hắn. Liễu Di Nương nhìn thoáng qua Tô Kỳ, Kỳ Nhi, ta thế nào cảm giác cái kia tô huyển? Tô kỳ nhíu mày, cũng không quan tâm, nàng trước kia rất phiền tô huyển. Cảm thấy nàng vô não, lại hèn mọn. Nhưng những ngày này, nàng đáng ghét hơn thẩm thị cùng tô ninh. Chương 36, lão đến tử có hy vọng. Mặt nham giác chăm chú cùng tại tô tiếp sau lưng. Mắt cũng không dám chớp. Tô tiếp thể lực chẳng ra sao cả, chạy cũng không nhanh. May mà cái chỗ kia cũng không quá xa, không bao lâu người liền đến một cái không đáng chú ý cửa viện. Lúc này Nguyên Bảo Kinh Công chạy đến. Điện hạ. Tịnh phòng không ai. Mặt nham giác nhíu mày. Thấy rõ ràng rồi. Tô gia cái kia ba không phải tiến đi vào sao. Nguyên Bảo Hồng đầu trướng mặt, hắn đã bốc lên ảnh vệ anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát nguy hiểm, đầu không tiến vào, trưởng liền vỗ tới. Chính là nghĩ đến đem cái kia tô ninh một trưởng bổ choáng, bao vây lại mang tới. Kết quả, bổ cái không tịnh phòng bên trong căn bản cũng không có người. Có phải hay không là bị phát hiện rồi? Nguyên Chiêu ghét bỏ. Chút chuyện như vậy không làm xong, thật cho hắn cái này thân vệ. Thống lĩnh mất mặt. Nguyên Bảo gãi gãi đầu, thuộc hạ thực sự nói thật. Thật không ai. Được rồi. Bản cung đi đem huyển nhi mang ra. Mặt nham giác không rảnh đi muốn vì gì tô gia ba không có tại tịnh phòng, hắn cũng lười đi quản, chỉ cần tô huyển an toàn là được thuộc hạ cùng ngài đi nguyên chiêu theo sát phía sau hai người trực tiếp rơi vào tiểu viện nóc nhà tổng truyền đến tô tiếp cùng một nam tử trung niên tiến nói ngươi là tô tiếp phải muội muội của ngươi ở bên trong tại tại ăn thuốc mê còn không có tỉnh thuốc mê như vậy sao được vạn nhất có chẳng phải là sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh ta vào xem điện hạ đây không phải không phải. Tô gia cái kia ba sao. Nguyên chiêu thấy rõ nữ tử tướng mạo. Mặt nham giác nhíu mày. Bọn hắn là nhìn tận mắt tô huyển bị tô tiếp gánh tiến đến. Đảo mắt làm sao liền thành tô ninh. Mặt nham giác lạnh lùng nhìn lướt qua trên giường nữ nhân. Khóe môi cong lên hàng ý. Đi. Nguyên chiêu hướng phía tô ninh nhìn thoáng qua, liếc một cái miệng. Hai người nhanh chóng lật ra cửa sau. Cành cây một tiếng. Cũ kỹ một cửa bị đẩy ra. Tiết Huy hèn mọn cười một tiếng, hít sâu một hơi. Ua, còn tắm rửa qua rồi. Trở tay đóng kỹ cửa, rơi xuống một cái chốt. Tiết Huy hướng phía bên giường dựa vào bước chân, nhìn xem cổ kia tuổi trẻ thân thể, có lồi có lõm nằm nghiêng, nuốt một chút nước bọt. Hắn đã năm mươi có một, không nghĩ tới còn có một ngày như vậy, có thế ép cái trước hoa quý thiếu nữ, mà nữ tử này vẫn là Thẩm Lan Xuân nữ nhi. Nghĩ đến yêu mà không được Thẩm Lan Xuân lại nghĩ tới mình sắp già mới có con trong cơ thể khô nóng khó nhịn hắn hướng phía nữ tử kia thân thể bỗng nhiên nhào tới cũng không lo được thuốc mê không thuốc mê ninh nhi đi đâu rồi thẩm thị trong lòng cái này sảng khoái a à. bàn tính toán thời gian đợi lát nữa đại ca liền sẽ phái người đến cùng tô ninh trao đổi nghĩ đến nàng ninh nhi sắp cao chạy xa bay nàng liền tiếng nói đều ức chế không nổi vui sướng liễu di nương nhìn thoáng qua nữ tử tịnh phòng phương hướng giống như đang tắm. Tô Kỳ nhàm chán vuốt vuốt ngón tay, tam tỷ tỷ cũng thật là. Nói xong tẩy xong gọi ta, đều tẩy một nén hương. Từ khi ra khỏi thành. Bọn hắn những người này thế nhưng là cho tới bây giờ không có tắm. Đều thối. Khách khí khách khí tặng cho cái này đích tỷ tỷ, người ta thật đúng là không khách khí. Chờ xuống liền phải ngủ. Mọi người cũng đều không có tẩy bên trên tắm. Nam nhân không quan trọng. Nhưng nữ tử liền một lời khó nói hết. Thẩm thị nhíu mày, một nén hương rồi. Đây là có bao nhiêu bẩn a? À? Dông dài. Tô kỳ chua chua địa. Thẩm thị giật mình trong lòng, chẳng biết tại sao, có loại không tốt dị dạng. Không chờ nàng nhấc chân, tô huyển đỉnh lấy mấy cây rơm rạ liền từ cổng đi đến. Thẩm thị đôi mắt khẽ giật mình, thân hình rung lên bần bật, tiểu lục. Ngươi! Ngươi làm sao ở chỗ này? Tô huyển thần sắc ở một giây lát, không hiểu nhìn về phía xung quanh đám người, ta, ta không nên ở đây sao? Vừa mới tại cửa ra vào quảng một giấc, giống như quảng choáng. Vẫn là từ gia đệ đệ đem ta nâng đỡ a. À? Đúng thế tỷ tỷ. Cái này như thế bẩn. Ngươi làm sao nằm tại cửa ra vào? Mặt tích minh một mặt không hiểu. Thẩm thị trong lòng lột bột một tiếng. Bắt chân lên cổ chạy hướng tịnh phòng. Làm cho mấy người đưa mắt nhìn nhau. Nàng làm sao rồi? Tô Kỳ trong mắt mang theo kinh ngạc. Liễu Di Nương lắc đầu, không biết. Tô Thường Châu đôi mắt khẽ động, cũng vội vàng đi theo. Mặt nham giác cũng không biết từ chỗ nào đi tới, đôi mắt rơi vào Tô Huyển trên mặt, rối tung tóc che kín trong mắt lo lắng, sau lưng còn đi theo Nguyên Chiêu, trợn mắt hốc mồm, chẳng qua cũng rất nhanh che giấu dị dạng thần sắc. Huyển Tô Cô Nương Mặt nham giác đầu lưỡi thắt nút Tô Huyển tiệp vũ nhẹ dơ lên, đối mặt cặp kia bị hơi rối tung tóc cắt ngang trán che chắn mắt đen. Là nàng nhìn lầm sao? nàng đọc được trong mắt của hắn lo lắng từ đại ca ngươi cảm giác thế nào ta vừa mới tại trên mặt cỏ phát hiện một loại thảo dược đối ngươi hàng độc có ức chế tác dụng nhà kia làm phiền cô nương mặt nham giác tâm theo cái nhìn kia bốn mắt nhìn nhau nhiều rạo rực bởi vì tâm hư lo lắng tô huyển phát hiện bộ mặt thật của hắn hắn nhanh chóng chính là né tránh tránh đi tô huyển đi theo cao hơn chính mình ra hai cái đầu từ đại công tử đi phòng của hắn Liễu Di Nương nhìn thoáng qua Tô Kỳ, Kỳ Nhi, ta thế nào cảm giác cái kia Tô Huyễn? Tô Kỳ nhíu mày, cũng không quan tâm, nàng trước kia rất phiền Tô Huyễn, Cảm thấy nàng vô não, lại hèn mọn. Nhưng những ngày này, nàng đáng ghét hơn thẩm thị cùng Tô Ninh. Chương 38, đừng lo lắng, Tô Tiếp về không được. Cố ý cho hai người đằng địa phương mấy người, từ sau tường phá cửa sổ bò vào, nhìn thấy thái tử che miệng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào không có một ai cổng, thật giống như bị người thi định thân thuật. lần nữa im lặng ngũ ca tô huyển tỷ tỷ đối ngươi thật tốt mặt tích minh là nhìn ra chỉ cần nâng lên tô Huyễn tỷ tỷ ngũ ca liền sẽ cao hứng mà hắn cũng có thế trôi qua dễ chịu chút không bị niệm cũng không bị phạt hắn quyết định nhất định phải giúp ngũ ca đem tô Huyễn tỷ tỷ đuổi tới tay mặt nham giác quay đầu lại nhìn thấy cái cuối cùng từ cửa sổ bò vào đến nguyên bảo mặt tối sầm các ngươi đây là làm gì nguyên bảo bọn hắn dễ dàng sao? Bị cắn mấy cái bao? Tô huyển. Ninh Nhi ở đâu? Không đợi mấy người khôi phục nén cười thần sắc, thẩm thị cùng loạn thanh âm liền vang vọng mà lên. Mặt nham giác ánh mắt rung lên, đứng dậy đi ra ngoài. Phu nhân đang nói cái gì? Tam tỷ tỷ không gặp rồi. Tô huyển bị ngăn ở cửa phòng, một mặt vô tội. Thẩm thị dáng vẻ có chút chật vật, tóc rối tung, hoàn toàn không có đương gia chủ mẫu dung nhan, ánh mắt ngoan lệ, trừng mắt Tô Huyển. Chỉ có ngươi tiến vào tịnh phòng. Ninh Nhi đi đâu rồi? Hiển nhiên thẩm thị là thật sốt ruột, nói năng lộn xộn vấn đề đem tất cả mọi người nghe mộng. Tô Huyển khẽ giật mình, lập tức triển khai một vòng ngọc chết người không đền mạng cười lạnh, ta là tiến vào tịnh phòng. Lúc kia tam tỷ tỷ đang tắm, lời này của ngươi hỏi được thật đúng là kỳ quái. Chân dài tại tam tỷ tỷ trên thân, nàng muốn đi đâu cũng cho tới bây giờ không có cùng ta báo cáo qua. Thẩm thị ngón tay phát rung, thấy lạnh cả người bò lên trên đỉnh đầu nhưng nàng không thể nào phản bác tô huyễn nói cũng không sai nàng là một người ra tới căn bản không nhìn thấy tô ninh mà lại không bao lâu nàng liền bị tô tiếp bắt đi trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được nhưng thẩm thị chính là cảm thấy rõ ràng tô huyễn bị mang đi lại đột nhiên xuất hiện mà ninh nhi không gặp cái này sự tình khẳng định cùng với nàng có quan hệ liễu di nương cùng tô kỳ nghe được động tĩnh hất lên quần áo cũng đi ra nhìn thấy Tô Thường Châu đứng tại một bên, sắc mặt không tốt. Mẫu nữ hai người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được nói cái gì Tô Ninh không gặp. Ai nha? Ta vừa mới tại bên cạnh giếng múc nước thời điểm, giống như nhìn thấy nhị công tử khi một người chạy. Lời này là Tôn Di Nương nói. Căn cứ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ, đối cái gì đều mắc biết tai ngơ, cho nên nhìn thấy lúc ấy cũng không có lên tiếng. Lúc này cảm giác sự tình không đúng lắm thẩm thị đôi mắt lấp lóe quốc ức muốn chết tâm cũng gấp nhanh lửa cháy tô thường châu đi tới chỉ hướng tô huyễn ngươi vừa mới đi đâu rồi tô huyễn đối đầu tô thường châu lặng lẽ đáy lòng băng lãnh một mảnh đi giúp ân nhân cứu mạng đổi thuốc một câu ân nhân cứu mạng giống một gốc bị mặt trời chiếu sáng qua nhụy hoa rơi vào mặt nham giác đáy lòng đầy đất bày vẫy không phải vừa mới là trước kia trước đó a à. tô huyễn cố ý dừng một chút trong mắt trượt vào giảo hoạt trước đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, ăn phu nhân cho một cái bánh bao, liền ngã tại cổng, chẳng lẽ là quá lâu không ăn lương thực tinh nguyên nhân. Hung hăng càng quấy ai không biết. Ngã tại cổng. Tô huyển vào cửa chính là như vậy nói, chẳng lẽ là tô tiếp không có đem người gánh ổn cho ném rồi. Nhưng Ninh Nhi đâu? Ninh Nhi đến cùng đi đâu rồi? Thẩm thị mặt mũi tràn đầy đều là hoài nghi. Tô Thường Châu tức giận nhìn về phía thẩm thị, hung hăng trừng nàng liếc mắt. Thành sự không có, bại sự có dư. Rõ ràng không có an bài tốt. Hiện tại dơ chân có làm được cái gì? Tựa như ngửi được một cổ không tầm thường, Tô Kỳ ý tứ sâu xa cùng Liễu Di nương liếc nhau. Lo lắng tai bay vạ gió, hai mẹ con cánh rất nhanh. Tô Thường Châu chỉ vào thẩm thị, râu ri nhếch lên, còn không mau đi tìm một chút. Thẩm thị một cái giật mình, liền hướng tổng chạy. Ngươi một vị phụ nhân có thể làm gì? Để Tô dục đi. Tô Thường Châu đau đầu một mặt ghét bỏ. Trừ tham tài, cái này thẩm thị thật sự là làm không được đại sự. Thẩm thị tâm toàn loạn, vội vội vàng vàng đi tìm tô dục. Tô dục vừa tới cổng, Lý Thanh Tùng mang theo tùy tùng một mặt hồng quan trở về, uống rất đẹp bộ dáng, nhìn thấy nhiều như vậy người hơi kinh ngạc. Thẩm thị kế hoạch, Lý Thanh Tùng đương nhiên không biết, chỉ là thẩm gia tìm tới hắn, ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi, còn cho nhét 50 lượng ngân phiếu, đơn giản chính là thẩm thị gặp nhau người nhà mẹ đẻ. Đại nhân, nữ nhi của ta. Nàng, nàng bị tô tiếp mang theo đi xem đại phu, ta muốn để tô dục đi tìm một chút. Thẩm thị úp úp mở mở. Lý Thanh Tùng ngưng lông mày nhìn về phía đang trực quan sai. Tiểu quan kém lập tức nói nói là tô hai cổng người ra ngoài. Lý Đại Nhân có bàn giao, cái này tô gia mẹ cả nhà mẹ để tại Vũ Châu, để bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, mọi người thuận tiện. Tạo thuận lợi không có vấn đề, nhưng vạn nhất nếu là người chạy, hắn coi như chịu không nổi. Thẩm thị đi gặp người nhà mẹ đẻ cũng coi như, làm sao từng cái đều không có sợ hãi ra bên ngoài chạy. Coi là cho cái 50 lượng liền có thể như thế không chút kiên kỵ sao. Thật không để hắn vào trong mắt. Các ngươi mang hai người đi cùng. Lý Thanh Tùng trong lời nói rõ ràng có chút tức giận. Thẩm thị gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, ngón tay cuộn tròn gấp, dùng sức chụp lấy trong lòng bàn tay, khuyên bảo mình đừng nóng vội, gửi hy vọng ở Tô Ninh tuyệt đối không được có việc chỉ cần tô tiếp trở về, hết thảy tự sẽ biết được. Tô huyễn mắt lớn trừng mắt nhỏ chày trong chốc lát, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, thấy cũng không ai phản ứng nàng, quay người liền hướng phòng đi vào trong. Đừng lo lắng, tô tiếp về không được. Nhàn nhạt một câu tại tô huyển vang lên bên tai, trầm thấp mà có từ tính. Tô huyển môi đỏ khẽ nhếch, một mặt ngơ ngác nhìn về phía mặt nham giác, từ đại ca, ngươi. Mặt nham giác câu môi cười yếu ớt, dưới ánh trăng một đôi tinh mâu chiếu sáng rạng rỡ, bọn hắn muốn hại ngươi, loại người này nhất định phải đạt được giáo huấn. Chương 39, cải biến thái tử điện hạ người, đáng đời. Khoảng cách thành nam một gian rách nát diêu nhà máy, tại lâm thời nghỉ ngơi nhỏ phá trong viện, tiết huy ngay tại quên mình hăng hái tiến tới. Tô Ninh tỉnh, nhìn thấy đè ở trên người lão nam nhân, cả khuôn mặt đều vặn vẹo đến cùng một chỗ. Cũng không biết là bị mồ hôi cùng nước mắt rửa sạch bao nhiêu lần. Tiết Huy mới bò lên. Đem một khối vải rách rệ đến trên người nàng, che lại trên người nàng xen lẫn ấn ký. Không gì hơn cái này. Tiết Huy kéo quần lên, bắt đầu hệ đai lưng. Tô Ninh cắn môi, tâm đều đang run rẩy. Nàng căn bản không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa mở mắt, trong sạch liền không có, dưới thân dinh dính nhân nhất, Tô Ninh sờ một tay máu. Tiết Huy mặc quần áo tử tế ngồi vào một bên, bưng lên nước trà trên bàn nhấp một miếng, nhìn về phía trên giường nữ tử kinh thường hừ nhẹ, mẹ ngươi tiện. Ngươi sao mẹ ngươi càng tiện lúc trước nàng vứt bỏ ta lựa chọn tô thường châu bây giờ lại như thế nào còn không phải bị tô thường châu liên lụy đến bị xét nhà lưu vong tô ninh mở to hai mắt đẫm lệ không thể tin nhìn về phía vừa mới tại nàng thân bên trên phát tiết xong nam nhân có ý tứ gì chẳng lẽ đây hết thảy đều là thẩm thị thủ bút không phải nói đã khơi thông tốt quan hệ vào đêm liền sẽ có người đem nàng đổi đi sao vì sao vừa mở mắt đúng là cảnh tượng này là mẹ ta đem ta đưa đến nơi này Tô Ninh không thể tin được. Không cần thiết như vậy nhìn ta. Là ngươi ca tự mình đem ngươi gánh đến. Dung mạo ngươi ngược lại là cùng tiện nhân kia giống nhau đến mấy phần. Nàng vì cái gì phải làm như vậy? Tô Ninh lòng đang rỉ máu. Lúc đầu ta là dự định để nàng tới bồi bồi ta, ai biết chính nàng nói đem nữ nhi đưa tới thay ta nối dõi tông đường. Khả năng chính là hối hận gả cho Tô Thường Châu đi. Không mặt mũi thấy ta. Tiết Huy cười nói, một mặt đắc ý Ánh mắt lưu chuyển tại Tô Ninh tuyết trắng cái cổ, chẳng qua nói thật, ngươi cùng ngươi nương so ra, còn kém như vậy điểm. Phong tình. Trước kia nàng cùng lão tử trong rừng mật hội thời điểm, nhưng so sánh ngươi hăng hái nhiều. Một cổ buồn nôn vọt tới Tô Ninh trong cổ, có chút muốn ói. Cho nên, các ngươi chính là dùng loại phương thức này giúp ta thoát thân. Tô Ninh nhìn về phía nóc nhà, trong lòng hận ý ngập trời cuồn cuộn. Hừ. Kia chỉ bất quá là nàng đơn phương dự định Tiết Huy lộ ra hèn mọn sắc mặt, cà lơ vất vơ lung lay đầu. Tô Ninh sợ hãi, ngươi. Ngươi như là đã chiếm thân thể của ta. Còn muốn đổi ý hay sao? Việc đã đến nước này, Tô Ninh không có lựa chọn nào khác, mượn cơ hội này rời đi lưu vong con đường, thoát khỏi tội thần chi nữ thân phận, về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Đầu óc của ngươi ngược lại là chuyển rất nhanh. Vừa mới còn dữ dằn, hận không thể giết ta, giờ khắc này còn rất hiện thực. Tiết Huy nhìn nàng tựa như một con đợi làm thịt cá, không sợ hãi chút nào. Đối mặt Tô Ninh thức thời, trong mắt xem thường càng sâu mấy phần. "Ngươi nói thay đổi chủ ý, là có ý gì?" Tô Ninh muốn tóm lấy sau cùng rơm rạ, vào đã mẻ không sợ rơi. "Nếu là nối giỏi tông đường, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không." Tiết Huy cười nói, một hơi răng vàng khè bị nến đỏ lắc đen sì. Tô Ninh tức giận đến toàn thân phát run. Tô tiếp nhưng tiêu sái. Tại hoa mãn lâu ăn xong bữa tiệc, bên cạnh bàn cô nương đối nàng vứt mị nhãn, hai người lăn đến trên giường đang chuẩn bị vui sướng, đột nhiên cái cổ mắt lạnh, một cái lóe chói mắt hàng quang lưỡi đau liền nằm ngang ở trên cổ của hắn. Ngươi, các ngươi là ai? Hắn từ trên giường lăn xuống dưới, một mùi nước tiểu buồn nôn gây mũi. Phủ nha đi một chuyến đi. Nha dịch ghét bỏ nhíu mày. Phủ. Phủ nha. Ta, ta không có phạm cái gì sai a. À tôi tiếp dọa đến lập tức quỳ xuống đất không có phạm sai lầm vậy cái này là cái gì ngươi vì cái hoa khôi độc hại thường đại nhân hắn đã đột phát bỏ mình phủ nha từ y phục của hắn tay áo túi lật ra một bao thuốc bột độc độc phát tôi tiếp cái tráng toát mồ hôi lạnh không thể tin nhìn xem nha dịch trong tay thuốc bột cái này không là của ta đại nhân quan quũng a à, cái này nhất định là có người vu oan nha dịch cười lạnh ngươi là ai a à? vị nào quan lớn nhà công tử sao nhìn ngươi cái này cách ăn mặc cũng không giống a à. cô tiếp bó lấy rộng mở áo bào y phục này là hắn mượn gió bẻ măng cũng không thể đến hoa mãn lâu tìm cô nương còn mặc lưu phạm quần áo đi cô nương hắn nhìn về phía dựa nghiêng ở cô gái trên giường có phải hay không là ngươi là ngươi hãm hại ta đúng hay không công tử ngươi nói cái gì a à? ta lại không biết ngươi tại sao phải hãm hại ngươi nữ nhân kia dọa đến dùng chăn mình nắm thật chặt cái cổ. Không còn nói nhảm. Tô tiếp bị nha dịch trực tiếp xách chạy ra ngoài. Nguyên tài mặt không biểu tình nhìn xem tô tiếp bị mang đi, nghiêng môi hơi câu. Giám động thái tử điện hạ người, đáng đời. Chương 40, cùng chung chí hướng yêu thích. Cái này thường viên ngoại, mượn nắm giữ một phương y dược cùng áo lương quyền lợi, tham không ít. Thái tử điện hạ đã sớm muốn thu thập hắn. Chỉ vì gia tộc của hắn căng cơ quá sâu, làm người lại giảo hoạt cái mông xác cũng đã làm chỉ toàn khó mà bắt được cái chui duy nhất đặc điểm chính là háo sắc vừa vặn cùng tô tiếp yêu thích nhất trí mà mấy ngày này thường đại nhân thế nhưng là hoa mãn lâu khách quen cũng đã từng là mới lên hoa khôi khách quý khi hoa khôi là người phương nào còn không phải liền là hướng về phía thường viên ngoại bạc trong tay chỉ cần cho bạc trẻ tuổi tiểu tử nàng tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt thái tử điện hạ bố trí nhanh chóng để nguyên tài kính để không thôi hắn nhìn như tại lưu vong trong đội ngũ không có việc gì kỳ thực mỗi đến một chỗ đều sẽ để bọn hắn thám thính bản địa tin tức ngầm nhất là cái này vũ châu ngư long hỗn tạp thế lực khắp nơi giao hội phức tạp đang quyết định đem tô huyển đổi lúc đi ra liền đã suy xét đến phía sau làm sao đối phó tô tiếp về phần thường đại nhân thuốc đương nhiên là nguyên tài bỏ vào hắn cùng chung chí hướng tô tiếp trong tay áo nhân tang cũng lấy được Ai bảo hắn háo sắc đâu. Chờ đến cơ hội liền hướng kỹ viện bên trong chui. Tô Dục đi theo kia hai cái quan sai đi tìm Tô Tiếp cùng Tô Ninh. Trực tiếp đi thẩm phủ. Thẩm tự sơn cũng chính là thẩm thị đại ca đang chuẩn bị mang theo dễ tốt cho nữ tử đi đổi Tô Ninh. Kết quả liền nghe được tỳ nữ thông truyền quan sai đến tìm, còn rất cấp bách. Nhìn thấy Tô Dục, hắn hơi kinh ngạc. Bọn hắn cũng không có giao tập, cũng chính là đi Tô Phủ thời điểm gặp qua như vậy một hai mặt. Nghe được Tô Dục là đến tìm Tô Tiếp cùng Tô Ninh, tâm không khỏi lột bột trầm xuống. Không nên A. À. Tô Tiếp không phải được an bài đem nha đầu kia mang đến tiết huy diêu nhà máy sao. Đợi bên kia làm xong việc, lại đem người cho mang về A. À? Tô Ninh không phải hẳn là tại dịch trạm chờ hắn sao. Lúc trước cho Lý Thanh Tùng 50 lượng, đang chuẩn bị lại cho 50 lượng. Mượn cơ hội này, đem dịch dung người đưa qua, lặng yên không một tiếng động đổi đi Tô Ninh. Chẳng lẽ là thẩm lan xuân sốt ruột, thay đổi kế hoạch, sớm đem Tô Ninh lấy đi rồi. Sau đó để Tô Dục diễn một màn này, đem giả Tô Ninh mang về. Xem bộ dáng là. Thẩm tự sơn đầu óc xoay chuyển nhanh, chỉnh ngay ngắn thần sắc, nhìn lướt qua đi theo Tô Dục bên người quan sai, Ninh Nhi nghĩ tổ mẫu, là tại phủ thượng. Lúc đầu ta còn muốn lấy đem người đưa trở về, ngươi liền đến. Có điều. Tô tiếp cũng không tại. Hắn chỉ chuẩn bị, tô ninh, liền kia dịch dung cũng có phần phí chút công phu, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị một cái khác tô tiếp a à. tiểu tử này có phải là nhân cơ hội này chạy trốn rồi mẹ nó đây không phải hố bọn hắn thẩm phủ mà dù sao hắn không thấy được tô dục nghe được tô ninh tại ngược lại là thở dài một hơi đại thuận luật pháp phi thường khắc nghiệt một khi lưu phạm chạy trốn cả nhà đều đi theo gặp nạn đang nghe tô tiếp không tại tâm lại nâng lên cổ họng a à. tiếp nhi không tại thẩm tự sơn nhíu nhíu mày hiện tại cũng không thể kết luận tô tiếp có phải là thật hay không chạy vừa vặn vì tô tiếp thân đại cửu đối cái kia cháu trai hắn vẫn có chút hiểu rõ tham ăn háo sắc nhát gan nếu như nói chạy trốn hắn ngược lại là cảm thấy khả năng không lớn coi như chạy hắn cũng tới tìm hắn cái này đại cửu cậu cầu cứu căn bản không có một chút bản lĩnh ra ngoài cũng là chết đói nhanh chóng phân tích một chút thẩm tự sơn có chút mở miệng có thể hay không đi chơi rồi đây là hắn đối tô tiếp nhận biết. Vừa có cơ hội liền hướng kia yên hoa liễu hạng chui, thật đúng là không chừng. Thẩm thị thấy lão thái thái, cầm ngân phiếu, tô tiếp đại biểu sự tình, khẳng định cũng không có phí công hắn, càng nghĩ khả năng. Này càng lớn. Nếu không đi hoa mãn lâu tìm xem. Vũ Châu nhất là nóng nảy địa phương. Tô tiếp cốt cái này miệng, đi ra ngoài tùy tiện sau khi nghe ngóng, là người đều sẽ dẫn đầu nói cho hắn cái chỗ kia. Được. Đi thôi. Hai cái quan sai có chút không kiên nhẫn, ta nói thẩm đại công tử, các ngươi đây là dắt chó chân đâu. Cái này đều giờ nào? Các ngươi có phải hay không? Phàn nàng nói còn chưa dứt lời, trong tay riêng phần mình nhiều một cái triểu nặng thỏi bạc. Hai vị vất vả, đều tại ta kia không hiểu chuyện cháu trai. Ta và các ngươi lý đại nhân giao tình rất sâu, đây không phải đến nhà mẹ đẻ nha, đứa bé kia có thể là rất cao hứng, chạy tới chơi. Nếu không ta phái người đi tìm, hai vị đại nhân nghỉ ngơi một chút. Thẩm tự sơn là người làm ăn, tiền đúng chỗ, lời nói cũng phải nói thật dễ nghe, vài câu xuống tới, quan sai sắc mặt lập tức liền mềm mại, nắm chặt bạc tay nắm thật chặt, nhét vào trong túi, ha ha, chúng ta đều là ban sai, cũng không dám nghĩ, ngươi cũng biết, tô gia dù sao cũng là cấp trên nhìn chầm chầm lưu phạm. Thẩm tự sơn gật đầu, một mặt khéo hiểu lòng người, vâng, cũng không dễ dàng, nếu không ta phái người trước tiên đem tô ninh đưa trở về, hai vị quan sai đi tìm tô tiếp. Tiểu quan kém đối mặt. Cuối cùng, thẩm tự sơn phái hai người mang theo Tô Ninh cùng trong đó một cái quan sai về dịch trạm, một cái khác thì là đi theo đám bọn hắn đi hoa mãn lâu. Chương 41, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đến cổng, thẩm tự sơn có chút ngạc nhiên. Trong ngày thường thâu đêm suốt sáng ca múa ồn ào náo động địa phương, lúc này bị quan binh vây chặt đến không lọc một giọt nước. Chuyện gì xảy ra? Hắn giữ chặt một cái người xem náo nhiệt nghe ngóng. Chết người. Vì tranh một cái hoa khôi, thường đại nhân bị độc chết. Thẩm tự sơn ngưng lông mày, thường đại nhân. Thế nhưng là thường viên ngoại. Đúng vậy. Ngỗ tác ở bên trong, đem chúng ta đều đuổi ra ngoài. A. À. Thật đúng là thường viên ngoại. Người kia hắn nhưng quen. Toàn bộ Vũ Châu phủ y dược cùng áo lương đều thuộc về hắn quản. Hoàn toàn chính xác chỉ có ngần ấy ham muốn nhỏ, không nghĩ tới lại. Nhân tang cũng lấy được, thế nhưng là mất đầu tội a. À. Không phải liền là nữ nhân nha lần này tốt. Có phải là liền gọi chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. kia hoa khôi hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Bên tai tiếng nghị luận âm thanh, tô dục không lắm để ý, dò xét lấy đầu tìm kiếm tô tiếp thân ảnh. Ta cái kia phủ nha bằng hữu nói, tội phạm giết người tựa như là cái đang lẫn trốn lưu phạm. Thẩm tự sơn nghe vậy nhíu nhíu mày lại, ngươi nói cái gì? Lưu phạm. Bao lớn niên kỹ. Người qua đường sững sờ, quan sát một chút ra hỏi người mặt, có vẻ như cũng liền 18 19 tuổi đi. Thẩm tự sơn con ngươi rung lên. Thẩm thị trên giường lật qua lật lại. Hoảng hốt lợi hại. Nàng ngồi dậy, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mông lung trong đêm, nhờ ánh trăng hướng phía Tô Ninh nhìn một chút, thở dài. Người khác có thể không có phát giác, nhưng nàng là Tô Ninh mẫu thân, chỉ liếc mắt liền biết cái này người là đại ca đưa tới. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đại ca đã đem Tô Ninh cho thu xếp tốt rồi? không phải cũng sẽ không đem cái này thế thân cho đưa tới nàng hiện tại ngược lại là lo lắng tô tiếp nhiều hơn một chút cũng không biết lưng cái gì liền chạy cả đêm vẫn chưa trở lại phụ thân mẫu thân không tốt thẩm thị cũng không biết mình là lúc nào mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên bị một tiếng này vội gọi bừng tỉnh a à. làm sao rồi tô thường châu cũng tỉnh thanh âm không nhỏ đám người nhao nhao tỉnh lại phụ thân ra đại sự tô tiếp. Tô dục có vẻ như chạy có chút gấp, đại đại thở thở ra một hơi, tô tiếp bị phủ nha bắt giam. Thẩm thị trừng lớn hai mắt, bắt giam. Có ý tứ gì, chúng ta đều đã bị lưu vong. Vì sao bị bắt giam? Hắn đi hoa mãn lâu, vì một cái hoa khôi, đem. Đem thường viên ngoại hạ độc chết. Biết được bị bắt đi người chính là tô tiếp thời điểm, tô dục cũng là dọa sợ. ầm một tiếng. Thẩm thị thân thể mềm nhũng, mắt tối sầm lại, từ trên giường lăn đến trên mặt đất. Tên súc sinh này. Tô Thường Châu muốn rách cả mí mắt, ba một tiếng, hướng phía ván giường hung hăng vỗ một cái. Đừng nói thẩm thị bị tin tức này dọa cho co quắp, liền nghe động tỉnh Tô Huyển cũng rất khiếp sợ. Nàng hiếp hiếp mắt, đột nhiên nhớ tới từ đại ca tối hôm qua cùng lời nàng nói, đừng lo lắng, Tô Tiếp về không được. Cùng hắn có quan hệ sao? Là bút tích của hắn sao? Vì sao hắn ngay lúc đó ngữ khí như vậy khẳng định? Hiện tại Tô Tiếp liền bị bắt rồi. Khẳng định không phải trùng hợp. Từ gia thế lực có như thế lớn sao? Coi như bị xét nhà lưu vong, còn có thể Vũ Châu làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tô Huyễn có chút mê hoặc. Nếu quả thật chính là từ gia thủ bút. Khi nàng không phải lại thiếu thật lớn một cái nhân tình rồi. Giải cái. Độc mà thôi, lại nói hắn độc hay là bởi vì nàng bên trong, không cần thiết giúp nàng như thế đại ân đi. Kỳ thật Tô Huyễn căn bản không có đem Tô Tiếp để vào mắt có thể nói trừ tô lão thái thái toàn bộ người tô gia nàng đều không có làm cái cái rắm lá mặt lá trái cũng tốt thẳng thắn cũng được nàng căn bản không quan tâm cùng cái đi lại độc dược bình còn tại hồ một cái tô tiếp nói hưu nói vượng mặc dù nghĩ như vậy rất sảng khoái chẳng qua từ đại ca ra tay hoàn toàn chính xác cho nàng giảm bớt không ít phiền phức thật vạch mặt thẩm thị sẽ sinh ra cực đoan hành vi tô thường châu cũng sẽ không bỏ qua nàng náo lên chỉ là nhân ngôn, đều đủ nàng ăn một bình, đến lúc đó bị chầm chầm chết, nàng muốn mang lấy tô lão thái thái thoát thân liền không dễ dàng. Báo thù nha, đương nhiên chu tâm tới càng khiến người ta hả giận. Liền giống với hiện tại. Tô huyễn nhàn nhạt câu môi, nhìn về phía gần như muốn điên thẩm thị. Ta muốn đi tìm đại ca. Xem hắn có quan hệ hay không có thế cùng phủ nha người nói chuyện. Tiếp nhi làm sao có thể giết người đâu. Không có khả năng, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Thẩm thị rung tay viện thành giường bò lên. Tô dục mặt gần như xoay thành một đoàn, mẫu thân. Vô dụng. Nhân tan cũng lấy được, tô tiếp là bị nha dịch tại chỗ đuổi bắt, còn. Còn từ trên người hắn tìm ra chứng cứ phạm tội. Tô dục nói. Chứng cứ phạm tội. Tội gì chứng? Thẩm thị căn bản không tin tưởng. Độc dược. Cùng thường đại nhân trong chén trộn lẫn giống nhau như đúc. Tô huyễn miếng miếng môi, ha ha, cái này biện pháp tốt. Thật hợp nàng tâm ý. Từ đại ca nói hắn cũng hiểu chút dược lý, từng. Người trong đồng đạo. Thẩm thị mắt trợn tròn, răng môi cứng đờ run run. tiếp nhi ở đâu ra độc dược A. À? Là có người hay không vu oan A. À? Đại cửu cậu nói, ngươi tuyệt đối không được đi tìm hắn, quan phủ đang tra những thuốc kia lai lịch, hiện trường đại phu nói gọi là cái gì vệ du tán, mà loại thuốc này tại Vũ Châu, chỉ có hắn dược đường có thẩm thị. Tô phủ không có, nếu như thẩm gia lại bị liên lụy trong đó, kia. Vậy làm sao bây giờ a? À? Đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương sao. Chương 42, tối nay không ngủ. Tô huyển đối với cổ đại dịch dung thuật cũng không hiểu rõ lắm, tại xã hội hiện đại sinh hoạt kia thời gian mười mấy năm bên trong, không có tiếp xúc đến. Cho dù nàng không hiểu, cũng có thế liếc mắt nhìn ra cái này, tô ninh, dị dạng. Ánh mắt né tránh, động tác cứng đờ, chỉ có điều mọi người bị tô tiếp bị bắt giam tin tức cho nện mộng, còn không có chú ý tới nàng. Kỳ thật tô huyễn còn thật tò mò tô ninh tình huống bên kia, cũng không biết kia kéo dài dòng dõi vĩ đại nhiệm vụ tiến hành như thế nào. Ha ha! Nếu không phải xung quanh quá nhiều người, tô huyễn thật muốn bỏ chạy đi nhìn một cái. Tô thường châu cuối cùng cũng ngồi không yên. Nói đùa, đây chính là tội càng thêm tội, nếu như tô tiếp tội giết người đi bị ngồi vững, còn giết đến mệnh quan triều đình, như vậy hắn cái này làm cha làm mẹ, tội phạm giết người trực hệ huyết thống, sẽ trực tiếp bị liên lụy. Đây chính là đại thuận luật pháp. Cha không dạy con chi tội, cũng không biết từ lúc nào chế định. Thẩm thị là chân chính lo lắng đến mình cái này một cái duy nhất nhi tử. Tô Thường Châu bắt đầu là lo lắng, lúc này nghĩ tới những thứ này, hắn ngược lại là thật muốn nhanh lên rời đi Vũ Châu, dù sao Dần Châu bên kia thế nhưng là có người đang chờ hắn. Đã thẩm tự sơn nói không để nàng đi tìm hắn. Thẩm Lan Xuân cũng chỉ có thể ngồi đợi tin tức. Tô Huyễn vốn là dự định đến Vũ Châu đi thẩm gia khố phòng đi một vòng, nhìn xem có thể hay không thu chút đồ tốt. Nhưng bây giờ, băng cúc hàng cần thiết giải dược bên trong, có một vị thuốc từ gia biểu thuốc cũng không có mua được. Vị thuốc kia bảo tồn không dễ, nhất định phải mới mẻ, muốn tồn tại ở băng hàng chi địa, bây giờ còn không có nhập thu, tìm ra được quả thật có chút khó khăn. Nàng quyết định đi trước thẩm tự sơn nơi ở nhìn xem, có lẽ trong nhà hắn có hầm băng. Y dược nhà giàu, Tô Huyển phân tích trên tay hắn nhất định có rất nhiều trân quý dược liệu. Nghĩ như vậy, Tô Huyển từ không gian lấy ra một nhỏ nén hương. Trước đó nàng một mực không dùng đến cái đồ chơi này, mỗi ngày vào đêm, mọi người mệt ngã trái ngã phải, rất nhanh liền ngủ, nàng có thể lặng yên không một tiếng động bỏ chạy. Nhưng mấy ngày nay, thẩm thị một phương diện muốn gặp người nhà mẹ đẻ, một phương diện khác cho Tô Ninh trải đường bỏ trốn, để thẩm tự sơn chuẩn bị ngăn chặn bước chân, những người khác không có việc gì, tự nhiên cũng không có mệt mỏi như vậy. Hoặc thật hoặc giả, Liễu Di Nương còn hầu ở thẩm thị bên người an ủi nàng, lúc này đều tỉnh dậy. Lửa nhỏ tinh lặng yên không một tiếng động dấy lên. Không ra một chén trà, có người trong nhà đều nằm vật xuống. Tô huyễn hiếp hiếp mắt, trước cho mới tới, tô ninh lục soát cái thân. Quả. Nhiên, giả chết thuốc. Đem nàng đưa cho lão hán bồi qua đêm, sắp xếp người dịch dung tiếng vào lưu vong đội ngũ thật đúng là vì Tô Ninh nghĩ chu đáo, chắc hẳn cái này người giả cho dù bại lộ, như vậy chân chính Tô Ninh chỉ sợ cũng đã cao chạy xa bay đi. Tô huyễn tâm càng ngày càng lạnh. Nàng thật không rõ, đều là Tô Thường Châu Nữ Nhi, vì cái gì dạng này chà đạp nàng. Kiếp trước nàng tự hủy dung mạo, phá hư bọn hắn mánh khóe, bị lão hán kia xem như quỷ cho ném đi ra, bị Tô tiếp tức hỗn hỉnh lưng trở về, Tô Thường Châu kém chút không có bị nàng đầy người máu cho tức chết. Từ đó về sau, Tô Thường Châu cùng Thẩm thị biến đổi phát ra tấn nàng. Ngôn ngữ Vũ Nhục, muốn đánh thì đánh. Tô Thường Châu không đau lòng nàng tự hủy dung nhan, càng bất kể nàng đáy lòng tuyệt vọng, ngược lại giống như nàng gương mặt này đối với hắn trọng yếu bao nhiêu giống như. Nhận rõ điểm này về sau, Tô hủy ngược lại là cao hứng, tối thiểu bọn hắn sẽ không lại đánh nàng chủ ý, tối thiểu nàng có thể bảo trụ trong sạch chi thân. Nhưng về sau, người vô dụng bị nhận đối đãi lại là càng thêm tàn nhẫn. Có lẽ là tức cảnh sinh tình đi hiện đại nàng, rất ít nhớ tới sự tình trước kia, nhưng trở lại tô gia về sau, những cái kia không muốn lại chạm đến ký ức mỗi lần càng phát ra rõ ràng. Cách một gian trong phòng mấy người cũng không ngủ, mặt tích minh cùng mặt nham giác nói chuyện, từ dịch thì là cầm một cây tú hoa châm ghé vào giá nến bên cạnh cho lục hoàng tử khâu biết tất. Nguyên chiêu nguyên bảo tựa ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, mặt nham giác lập tức che mặt tích minh miệng mũi, không quên nhắc nhở. Đính thở. Là mê hương. Nguyên chiêu nguyên bảo bỗng nhiên mở mắt, lập tức nín thở. Từ dịch thì là bị một tiếng này kinh ngạc một chút, ngón tay rung lên, bị châm nhói một cái, hắn tê một tiếng, đầu trầm xuống, ghé vào trên bàn. Mặt nham giác kẹp lên mặt tích minh nhanh chóng từ cửa sổ nhảy ra. Nguyên chiêu hai người lập tức bay lên nóc nhà điều tra tình huống. Cái gì cũng không có. Phòng rất phá, bốn bề thọ địch. Sáu gian phòng lều cỏ nóc nhà cơ hồ là tương thông. Hương vị tự nhiên là tán ra tô huyễn tỷ tỷ mặt tích minh nhìn về phía một bên khẩn trương mắt to trợn tròn mặt nham giác đem mặt tích minh nhét vào trong viện nhanh chóng đi vào tô huyễn ở phòng ngủ say tô lão thái thái bên người đã không có một ai mà tô huyển vị trí nơi hẻo lánh ngay tại đốt một chi hương mặt nham giác cái này hương là tô huyển điểm quan sát cẩn thận mặt nham giác lách mình ra gian phòng thật sâu hô hấp mấy lần nguyên chiêu phi thân mà xuống rơi xuống đất im ắng, điện hạ, không có khả nghi. Ừm. Mặt nham giác gật gật đầu. Rất nhanh cũng rõ ràng nàng vì sao muốn làm như thế. Trước đó biến mất, là thừa dịp tất cả mọi người ngủ thời điểm, mà tối nay tô gia không ngủ. Nửa đêm canh ba, nàng lại đi đâu rồi? Chương 43, thân bất do kỹ, không tự làm chủ bản thân được. Phản phất trước đó cái kia kiều kiều yếu ớt tiểu nha đầu cùng hiện tại tô huyển quả thực tưởng như hai người nàng bây giờ cũng sẽ thỉnh thoảng lộ ra làm hắn quen thuộc xinh xắn bộ dáng nhưng phần lớn thời gian nàng biểu hiện ra ngoài đều là gặp nguy không loạn xử sự, sự không sợ hãi tỉnh táo thần sắc nguyên chiêu cùng bản cung đi tìm người nguyên bảo lưu lại chăm sóc lục hoàng tử vâng mặt tích minh nhìn xem phi thân mà ra rất nhanh biến mất hai người tiểu đại nhân nhẹ giọng thở dài một hơi đặt mông ngồi vào trên bậc thang nâng cầm lên vẻ mặt buồn thiêu nguyên bảo cũng ngồi vào bên cạnh hắn Nguyên đầu nhìn một chút tiểu hài mân mê miệng, làm sao rồi? Ta rất lo lắng tô huyễn tỷ tỷ. Mặt tích minh xoa lấy lấy tay nhỏ. Nguyên bảo nhíu nhíu mày, yên tâm đi, điện hạ sẽ không để cho tô cô nương xảy ra chuyện. Ngươi nói ta ngủ ca là thật tâm thích tô huyễn tỷ tỷ sao? Nguyên bảo khẽ giật mình, cái này. Hẳn là đi. Không phải, thân là một nước thái tử, sao có thể làm ra loại này để người ngoác mồm kinh ngạc sự tình? Khi vì sao không trực tiếp mời chỉ, đem tô huyễn tỷ tỷ tiếp đi chẳng phải được rồi. Mặt tích minh thực sự không nghĩ ra. Nguyên bảo nuốt khô một chút, cũng không biết trả lời thế nào, nói nghe thì dễ. Mặt tích minh chu môi, là không phải là bởi vì đông anh cái kia công chúa. Hừ, ta không thích nàng, ta thích tô huyễn tỷ tỷ. Nguyên bảo một ngàn, a Nhưng, kia dù sao cũng là hai nước đã sớm quyết định hôn ước. Thái tử Điện Hạ không thể vi phạm ý chỉ hoàng thượng. Hừ. Hôn ước cũng không phải cùng với nàng. Nàng chính là cái tên giả mạo. Khi Đông Anh công chúa không phải rất nhỏ liền ném sao. Mình tiểu hài không có bảo vệ tốt, hết lần này tới lần khác muốn nhận người khác tiểu hài làm công chúa. Mặt thích Minh rất tức giận. Nguyên Bảo nhìn một chút kính râm Minh, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chung lịch sử, cũng chính là bọn hắn hoàng thượng cùng Đông Anh đế hậu cung sạch sẽ nhất, nuôi ra hài tử tâm tư. Cũng đơn thuần hắn căn bản không rõ hai đế ở giữa đã từng kết xuống hữu nghị là thế nào, cũng là bởi vì phần này làm bằng sắc giao tình, mới khiến cái khác vài quốc gia căn bản không dám tới phạm. Nhất là Đông Anh công chúa Giáng sinh thời điểm kia phần thông gia sách, càng làm cho hai nước tại sau này mấy chục năm đều có thể an ổn bình tĩnh. Đối cái khác mấy cái muốn phá hư hai nước quan hệ giả tâm quốc gia đưa đến không nhỏ lực chấn nhiếp, khiến bọn hắn không dám có chút ý nghĩ. Đáng tiếc, làm Đông Anh quốc cả nước chúc mừng công chúa tuổi tròn thời điểm đứa bé kia liền ném thuận đế rất cảm thấy gặp nhau, thay lão hữu đau lòng, phái rất nhiều người giúp đỡ tìm thật lâu cũng không có hạ lạc. Người sáng suốt đều biết, ở trong đó nhất định có gây rối người dở trò, ý đồ phá hư hai nước quan hệ, làm sao Đông Anh cử quốc chi lực đều không thể tìm tới công chúa. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Đông Anh hoàng hậu nhận làm con thừa tự muội muội mình cùng tuổi nữ nhi, trở thành duy nhất Đông Anh công chúa. Sự tình cũng coi như lắng xuống. Mà cái kia công chúa cũng đã tới đại thuận hai lần, Hoàng thượng phi thường hài lòng. Nếu như lúc này, thái tử đưa ra thích khác nữ tử, vẫn là cái tội thần thứ nữ. Hoàng thượng là chắc chắn sẽ không đồng ý, khó mà nói sẽ làm ra tổn thương Tô huyễn sự tình. Nguyên Bảo sờ sờ mặt Tích Minh đầu, an ủi, ngươi ngủ ca là thái tử, có chút sự tình thân bất do kỹ, không tự làm chủ bản thân được, muốn đem Tô cô nương tiếp đi, sợ rằng cũng phải đợi đến hai nước thông gia về sau. Nếu như Đông Anh công chúa đồng ý, điện hạ mới có thể ở trước đó, thái tử không thể nạp phi cưới vợ, đây là đại thuận phép tắc, cũng là căn cứ đối đông anh tôn trọng nguyên tắc. Đã như vậy, kia ngũ ca vì cái gì còn muốn thích tô huyển tỷ tỷ Nhìn xem nàng bị người khi dễ. Nếu như tô huyển tỷ tỷ biết ngũ ca là như vậy người, chắc chắn sẽ không để ý đến hắn. Mặt tích minh lòng đầy căm phẫn. Hắn sinh hoạt tại một chồng một vợ trong gia đình, không chịu nhận, ngũ ca có hôn ước còn đi thích người khác loại sự tình này. Nguyên bảo một ngành, á khẩu không trả lời được. Chuyện tình cảm hắn nào hiểu a? À? Hắn còn chưa từng có thích qua cô gái nào, cũng lý giải không được thái tử điện hạ cái này sống thao tác cuối cùng muốn kết thúc như thế nào. Hừ. Nếu như ngũ ca không thể lấy tô huyễn tỷ tỷ, vậy ta liền đem tô huyễn tỷ tỷ cưới, tức chết hắn. Mặt tích minh chính nghĩa nói thẳng, trong mắt tất cả đều là kiên định. Nguyên bảo. Chương 44, mặt đầu sát A. À. Hót phân, ngươi phải cẩn thận. Tô Huyển nhưng không biết đã có người đang vì nàng bên vực kẻ yếu. Mũi có chút ngứa, nhất hồi lâu cũng không có đánh ra cái này hát gì. Lục Mao quay đầu nhìn một chút nàng, ánh mắt hỏi thăm. Cô Huyển hướng phía nó lắc đầu. Hai con động tác nhất trí, ghé vào thẩm tự sơn môn sổ nghe âm. Tìm hồi lâu cũng không tìm được hầm băng, Tô Huyển có chút không cam tâm, liền dẫn Lục Mao sờ đến thẩm tự sơn nơi ở. Dược liệu không tìm được, nghe một chút hắn sau này thế nào dự định Tô tiếp sự tình. Kết quả nghe nửa ngày, người ta thẩm tự sơn từ đầu đến cuối đều không quan tâm tô tiếp, mà là một mực đang tại chỗ gấp xoay quanh, lo lắng thẩm phủ bị liên lụy. Cái này sao, tô huyễn cảm thấy có ý tứ nhiều. Nàng mới không nghĩ thẩm gia mượn mình tại Vũ Châu Y dược phương diện thế lực, đem tô tiếp cho vớt ra tới. Hiện tại quan phủ muốn ra chúng ta dược đường, lão gia tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý đi. Thẩm tự sơn nghe quản gia lời nói vẻ mặt buồn thiêu. Những thuốc kia hoàng phải nhanh một chút tiêu hủy, tuyệt đối không thể bị ra được. Đầu năm cái gọi là bệnh dịch, kỳ thật chỉ là đột phát phổ thông lạnh chứng, bởi vì thẩm tự sơn độc quyền vũ châu thuốc nghiệp thị trường, cùng thường viên ngoại cùng một chỗ nói chuyện giật gân nói là cái gì truyền nhiễm cực cao bệnh dịch chứng, mục đích nha, đương nhiên là bán ăn không chết người thuốc giả. Bách tính còn đại đại ca tụng quan phủ cùng thẩm gia. Bởi vì lúc đầu trên thị trường giá trị hai lượng bạc một bộ thuốc, thẩm gia dược đường thương cảm bách tính chỉ lấy một lượng bạc. Còn kiêu căng tuyên bố, coi như bồi thường tiền cũng nhất định phải giúp bách tính vượt qua nan quan. Thường đại nhân ra mặt, muốn tới triều đình phụ cấp, mỗi người mỗi phó thuốc phụ cấp cho thẩm gia dược đường một ngàn văn tiền. Có thể nghĩ, Vũ Châu thường trú bách tính nói ít cũng có 50 vạn, còn không bao gồm xung quanh thôn trang trấn nhỏ cộng lại, thẩm gia tất nhiên là hung hăng vớt lên một bút. Mà bây giờ mỗi nhà dược đường còn chất đóng không ít những cái kia còn lại dược hoàng. Vừa nghe đến thẩm tự sơn cái này chột dạ lời nói, tô huyễn liền hiểu khó trách thường viên ngoại xảy ra chuyện hắn khẩn trương như vậy. Nàng chỉ đem mục tiêu đặt ở thẩm gia, vậy mà xem nhẹ thẩm gia dược đường. Điện hạ. Ngài nhìn kia ngồi sổng ở góc tường người có phải? Là tô cô nương. Nhưng bên người nàng cái kia là cái thứ đồ gì? Nguyên chiêu thấp giọng nói. Là nàng. Lúc đầu chỉ là nghĩ xa xa dò xét một chút thẩm phủ, thử thời vận, không nghĩ tới thật ở đây nhìn thấy tô huyển. Mặt nham giác nhìn khắp bốn phía, đại viện tường cao, bên ngoài cũng không ít thị vệ trông coi, nàng là thế nào tiến đến. Còn có bên cạnh cái kia giống như thú không phải thú, là cái gì? Lục mau lỗ tai một lập, cảnh giác nhìn về phía xa xa khu rừng. Hót phân. Có người. Tô huyễn nhíu mày, lôi kéo lục mau thuận góc tường ẩn vào hắc ám. Chớ khẩn trương, có lẽ là thẩm gia thị vệ. Tô huyễn không có bất kỳ cái gì bối rối. Lục mau lỗ mũi lại là một tấm một tấm, dần dần phóng đại. Tiền mùi vị rất quen thuộc tiền mùi vị. Cái này mùi vị thật tốt nghe. Tô Huyển còn không có nghe rõ thẩm tự sơn tiếp xuống dự định, đổi cái địa phương tiếp tục. Kết quả một giây sau, cổ áo liền bị người sách ở. Lục mau bay nhào tiến lên, hướng về phía người tới thử ra răng nanh. Từ. Xuyệt. Mặt nham giác ngón tay chống đỡ tại Tô Huyển trên môi. Tô Huyển lập tức đưa tay. Lục mau phanh lại, mắt long long nhìn về phía mặt nham giác. Nếu như không phải hót phân nghiêm lệnh không để nó phát ra tiếng vang, giờ khắc này cánh tay của hắn liền đoạn mất. Ha! Chẳng qua cái này người mùi trên người quả nhiên là quá làm cho nó quen thuộc. Ba người một chó, lẫn nhau đối mặt. Tình cảnh có chút quỷ dị. Nguyên chiêu tay cầm chui kiếm, vẫn sức chờ phát động, nhìn về phía đen xì thú nhỏ có chút ngây người. Đây là... Chó! Tô huyển chỉ chỉ một bên tường viện, ánh mắt ra hiệu ra ngoài nói. Mặt nhâm giác hiểu, đưa tay nắm ở eo của nàng chớp mắt đem tô huyển mang rời khỏi tại chỗ khinh công lên xuống ra thẩm phủ nguyên chiêu lục mao, nguyên chiêu nhìn về phía thú nhỏ hai con mắt lớn trừng mắt nhỏ hắn bất đắc dĩ thanh kiếm chui đẩy lên một bên hết lên mặt ý là có thể cố mà làm dẫn hắn bay ra ngoài lục mau lường hắn một cái liền chạy lấy đà đều không có tại chỗ lên nhảy chui lên gần như ba mét cường viện một điểm thanh âm đều không có nguyên chiêu mắt trợn tròn cái này tô cô nương thú nhỏ lợi hại a à? Từ đại ca, làm sao ngươi tới rồi? Không phải, làm sao ngươi biết ta ở đây? Tô huyễn từ trong ngực của hắn lui ra ngoài, như không có việc gì lây một chút quấn ở hắn cái cổ sợi tóc, hoàn toàn không có bị người tại chỗ bắt được xấu hổ. Như tơ lụa sợi tóc xẹt qua cầm, hương thơm rời xa, mặt nham giác mí mắt thình thịt trạo rực, ngón tay cuộn tròn rụt lại, vẫn chưa thỏa mãn kia đầu ngón tay mềm mại xúc cảm. Vừa mới mang nàng kinh công vượt tường thời điểm, thế nhưng là không có chút nào cảm nhận được tô huyễn có nội lực, thân thể mềm như vậy, cũng sẽ không kinh công, nàng là thế nào sờ đến thẩm phủ. Gặp hắn nhếch môi không nói một câu, tô huyễn biết hành vi của mình để hắn mê hoặc. Cái kia, đây là ta khuyển, lục mao, Nó, giúp ta tìm tới nơi này. Khuyển, không phải chó. Tô huyễn đem hết thảy đều đẩy lên lục mau trên thân. Lục mau con mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về tuần sát, dây hiểu hót phân ý đồ không gian thế nhưng là thiên đại bí mật. Hóc Vân không nghĩ nói cho cái này đầy người tiền vị nam nhân. Lục mau hết cái cổ, một mặt ngạo kiều gật đầu. Mặt nham giác không thể tin cùng nguyên chiêu đối mặt, quyển thú nhỏ. Sẽ còn gật đầu. Đây là cái gì thần thú? Hóc Vân. Nam nhân này có tiền. Đầy người hơi tiền. Cô huyển miếng môi, không chút biến sắc dò xét liếc mắt mặt nham giác, khuyên bảo lục mau, đây là từ đại ca, là bằng hữu nếu là bằng hữu, không thể quyển người ta, lục mau hiểu rõ. Ta phát hiện ngươi không gặp, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ngươi tới nơi này làm gì? Sau khi kinh ngạc, mặt nham giác tìm về thanh âm của mình. Từ khi gia nhập lưu vong đội ngũ về sau, tô huyển cho hắn chấn kinh thực sự nhiều lắm. Hắn viên này tâm có vẻ như đều không phải mình. Đến cho ngươi tìm thuốc A. À? Điểu thuốc ngươi không phải không mua được sao? Cho nên dự định đến thẩm phủ tìm xem. Mặt nham giác khẽ giật mình, trong lòng mềm nhũng thanh âm cũng ôn nhu không ít ngươi tìm thuốc có thể nói với ta ta có thể để nguyên nhị đệ đến tìm ngươi một người như vậy ra tới quá nguy hiểm hóa ra là vì hắn nhảy cẩn ở trong lòng nổ tung hoa mặt nham giác trong mắt tràn lên một vũng thanh tuyền câu huyển nhìn về phía nguyên chiêu hắn có thế nghe được sao có thế có nàng lục mao mũi dễ dùng sao nguyên chiêu sững sờ nhìn một chút lục mao biểu thị cũng không thể đáng tiếc không tìm được. Vị thuốc kia không phải tại núi tuyết chính là tại hầm băng. Toàn bộ thẩm phủ cũng không có hầm băng. Tô huyễn có chút quể oải. Không sao. Ngươi cho ta ăn những cái kia ức chế độc phát dược hoàng cũng rất hữu hiệu. Mặt nham giác nhịn không được, đưa tay sờ một chút tô huyễn đầu. Lục mau. Cờ mờ nờ. Mặt đầu sát A. Hóc phân, ngươi phải cẩn thận. Tô huyễn. Ánh mắt cảnh cáo lục mau, đây là đại ca ca, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta muốn đi thẩm gia dược đường nhìn xem. Vừa mới nghe được một chút tin tức, cảm thấy không thích hợp. Tô huyễn không để ý cái gì mặc đầu sát không mặc đầu sát, mặc nham giác cho cảm giác của nàng, tựa như một vị đại ca, thay nàng ngăn đỡ mũi tên, còn âm thầm giúp nàng, phát hiện nàng không gặp, còn có thế ra tới tìm nàng, cũng là duy nhất đối nàng không sai người. Giờ khắc này, tự nhiên mà vậy, Tô huyễn đã nhận định từ đại ca, người bạn này, trong lòng trước nay chưa từng có ấm áp. Chương 45, không biết chính nghĩa từ đại ca về có tới không? Tin tức gì? Mặt nham giác hỏi. Thật giống như là muốn tiêu hủy thuốc gì hoàng? Nghe rất kỳ quái. Tô huyển như nói thật nói. Dược hoàng. Mặt nham giác nhìn về phía nguyên chiêu, thẩm gia gần đây dược đường ở đâu? Ra ngõ nhỏ liền có một nhà. Mấy người đi vào thẩm gia dược đường. Tô huyển không thể dùng không gian, chỉ có thể bị mặt nham giác mang theo. Mặc dù kinh công võ công loại vật này nàng luyện qua, nhưng cổ thân thể này thể chất còn không được, muốn đạt tới nàng tại hiện đại cái chủng loại kia công lực, cũng không phải một sớm một chiều. Rất nhanh, lục mau không có chút nào sai lầm tìm được tất giữ dược liệu nhà kho. Hóc phân, nơi này có chút rác rưởi. Cô huyển nhanh chóng đi qua, móc ra cái bật lửa. Lạch cạch một tiếng, yếu ớt ánh lửa dưới, nàng phấn bạch khuôn mặt nhỏ liền hiển hiện ra, Mặt nham giác nhìn về phía trong tay nàng, đá đánh lửa, biểu lộ có chút vi diệu, nhìn chầm chầm nàng tay, còn có chút lo lắng. Tô huyển phát giác, cười khang một tiếng, đây là kiểu mới đá đánh lửa. Chờ xuống tặng cho ngươi. Nhất thời quên đi, chẳng qua nàng càng không khả năng lấy ra cái nạp điện đèn pin đi. Đưa ta. Mặt nham giác có chút ngốc, hắn chỉ có điều hiếu kỳ một chút, huyển nhi liền nói đưa cho hắn. Đây có phải hay không là nói rõ nguyên chiêu tại một bên trên kệ nhìn thấy rất nhiều mới tinh đóng gói phúc nguyên Đan. đại ca đây không phải đoạn thời gian trước vũ châu bệnh dịch chứng trị liệu thần dược sao dừng a cái gì thần dược chính là một đống vô dụng rác rưởi cô huyễn cười nhạo cầm lấy một viên đặt ở lòng bàn tay ngửi ngửi chắc hẳn thẩm tự sơn muốn tiêu hủy chính là những thứ này từng ta nghe nói vũ châu náo dịch chứng thường viên ngoại đã từng hướng triều đình thỉnh cầu chống bệnh dịch tiền khoản dùng cho trợ giúp thẩm gia dược đường chế tác loại này dược hoàng. Mẹ nó, vẫn là hắn tự mình phê. Mặt nham giác lông mày khóa gấp. Ha ha, cấp trên người thật đúng là vô não, cũng không dưới đến điều tra điều tra. Những cái này thuốc căn bản là trị không là cái gì bệnh, chẳng qua cũng ăn không chết người. Chi phí nha, nhiều nhất chẳng qua 3 năm cái tiền đồng. Tất cả đều là tiền nhân công. Tô huyễn biểu môi. Mặt nham giác cắn cắn môi, mặc có chút quýnh lúc trước vũ châu phong thành tất cả bách tính không thể ra vào truyền đi tin tức chính là nội bộ dịch chứng tô huyển sách môi cho nên a à, thường viên ngoại xảy ra chuyện sâu thẩm tự sơn liền kinh hóa ra là đóng cửa nháo quỷ đối ngoại tuyên bố bệnh dịch chứng truyền nhiễm đối nội tuyên bố thần dược chữa bệnh còn bởi vậy được cái thanh danh tốt gặp nạn vẫn là bách tính dưới tình huống bình thường một bộ thuốc căn bản trị không hết bệnh dịch chứng tối thiểu cũng cần năm phó lên nói không chính xác tại mỗi người trên thân vơ vét bao nhiêu đâu. Vậy làm sao bây giờ? Một khi thẩm tự sơn tiêu hủy những vật này, coi như... Tô huyễn ngưng lông mày. Mặt nham giác lãnh mâu rùng mình, muộn. Hắn không kịp. Tô huyễn khẽ giật mình, bị trong mắt của hắn hàng ý truyền nhiễm, chợt thấy âm phong trận trận. Mặt nham giác để Nguyên Chiêu đem Tô huyễn đưa trở về, mình thì là đi tri phủ. Đến dịch trạm, Nguyên Chiêu quay đầu không nhìn thấy thú nhỏ, còn bốn phía tìm tìm. Tô Huyển vừa cười vừa nói, đừng tìm. Nó ném không được, mình đi chơi. Nguyên Chiêu kinh ngạc, mình đi chơi rồi. Như thế tùy ý. Nó sẽ đi theo ta. Ta đến đó nó đến đó. Nhà. Nguyên Chiêu chấn kinh, trong mắt tất cả đều là ao ước, hắn phải có một con dạng này thú nhỏ liền tốt. Thật huyển. Mặt nham dắt phi thân mà xuống, một chân đá văn tri phủ Phạm Kỳ cửa phòng. Phạm Kỳ bừng tỉnh, nhìn thấy một đạo cao lớn bóng đen đứng ở trước cửa còn tưởng rằng là diêm la đến đòi mệnh dọa đến từ trên giường lăn xuống tới diêm vương tha mạng ngu xuẩn bản cung nhìn ngươi cái này tri phủ là làm đến cùng bản cung thanh âm này phạm kỳ tranh thủ thời gian đốt nến thấy rõ người tới tướng mạo a à. thái tử điện hạ bịch một tiếng tiết kỳ quỳ nằm rạp trên mặt đất trung lẫy bảy thái tử điện hạ ngài muộn như vậy vì sao đại giá quan lâm? Bớt nói nhảm. Lập tức phái người bọc đánh thẩm gia tất cả dược đường. Truy nã thẩm tự sơn. Trong vòng một đêm. Vũ Châu động tỉnh không nhỏ. Hôm qua hoa mãn lâu bị. Vây, trời còn chưa sáng đâu. Thẩm gia lại xảy ra chuyện. Ngửi được hương vị người đều cảm thấy giữa hai bên có chút quan hệ. Nhất là tham dự qua thường viên ngoại chống bệnh dịch một chuyện mấy cái quan viên, càng là nơm nớp lo sợ. Chục dạ không dám ra ngoài. Tô huyển sau khi trở về liền nằm ngáy o o. Lần nữa tại thẩm thị hoảng sợ gào thét bên trong bị đánh thức. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô lão thái thái cũng tỉnh, nhíu nhíu mày lại. Nghe tiểu quan kém nghị luận, nói là. Thẩm phủ xảy ra chuyện. Liễu di nương nói đầy miệng. Lão thái thái không hiểu, thẩm phủ. Nhà ai a? À? Thẩm thị nhà mẹ đẻ. Tô huyển tâm tình không tệ. Tô lão thái thái nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời nhớ không nổi thẩm thị là ai, xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện. Làm gì lớn như vậy hô gọi nhỏ. Liễu di nương miếng miếng môi, lộ ra vẻ ưu sầu, kỳ thực trong lòng phản phất giải thở ra một hơi. Nhiều năm như vậy, thẩm thị tại tô phủ làm mưa làm gió, không chỉ là ý vào mẹ cả thân phận, càng nhiều hơn chính là ý vào nhà mẹ để thế lực. Phụ thân của nàng cũng đã từng là cái quan tam phẩm viên, chẳng qua chết sớm đem nhân mạch để lại cho đại nhi tử thẩm tự sơn thẩm tự sơn không có đi hoạn lộ mà là lựa chọn kinh doanh y dược không hề giống tại phổ thông thương nhân thông qua kê đơn thuốc đường chiếm được không ít thanh danh tốt cũng thật là thật vất vả về cái nhà mẹ đẻ thẩm gia liền đổ lời này là tô huyển nói cũng chính là liễu di nương muốn nói ai dính vào người đó không may tô huyển đi tới trước cửa sổ dò xét lấy đầu kỳ thực con mắt không thể ức chế hướng lấy mặt nham giác phòng nhìn một chút không biết từ đại ca về có tới không, đây nhất định lại là bút tích của hắn A. Tối hôm qua không có đồng thời trở về, hôm nay trước kia thẩm gia liền bị thu thập. Xem ra từ gia tại Vũ Châu quan hệ rất rộng A. Nếu như mỗi cái thời đại đều nhiều một ít dạng này hành hiệp trượng nghĩa chính nghĩa chi sĩ. Khi quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, cũng không phải là khó như vậy sự tình. Mặc dù nàng có không gian, nhưng báo cáo thẩm gia dược đường cái này sự tình nàng cũng muốn giúp mà chẳng giúp được, bởi vì không ai sẽ tin A. À. Đến lúc đó, thẩm tự sơn tiêu hủy chứng cứ, cũng là bạch dày vò. Từ đại ca cũng thật là lợi hại. Thật làm cho người kính nể. Tô Ninh trước kia bị lão hán kéo lấy liên chiến đến một cái đen như mực vứt bỏ hầm trú ấn. Nàng dãy dụa đá đạp lung tung, thanh âm quể oải, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta thế nhưng là thẩm tự sơn thân ngoại sinh nữ. Nếu như bị hắn biết, ngươi sẽ chịu không nổi. Ngươi bỏ bớt khí lực đi ngươi hẳn là may mắn. Loại thời điểm này còn có thể lưu tại nơi này. Tiết Huy mệt thở hỗn hển, đem nàng ném vào chỉ có một cái cửa hang hầm trú ấn. Tô Ninh áo rách quần manh, chật vật lăn một thân cho, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Thẩm gia xảy ra chuyện. Thẩm tự sơn hôm nay trước kia liền bị bắt. Ta thật sự là gặp vận đen tám đời. Dính vào các ngươi người thẩm gia. Lúc đầu hắn làm hắn mua bán cùng thẩm gia nước giếng không phạm nước sông cũng là bởi vì muốn trả thù một chút thẩm lang xuân ngủ một giấc nữ nhi của nàng mới đồng ý khoản giao dịch này đem tô ninh mang ra vũ châu kết quả cùng ăn con ruồi giống như gây một thân tanh quan phủ bên kia huy động nhân lực một khi nếu là ra được hắn cùng lưu phạm làm giao dịch lại bị thẩm lang xuân bị cắn ngược lại một cái hắn đời này cũng liền hủy ngươi nói bậy. không có khả năng ta đại cửu cậu thế nhưng là vũ châu nổi danh thuốc thương khẳng định là ngươi đổi ý không muốn giúp ta thoát thân mới cố ý nói như vậy hù dọa ta tô ninh run rẩy không có chút nào tin tưởng lão hán này muốn tin hay không tóm lại hiện tại ngươi cái kia cũng không thể đi hảo hảo ở tại cái này đợi nói xong tiếp huy dùng xích sắc đem tô ninh cổ chân khóa phải rắn rắn chắc chắc liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt quay người đi ra hầm trú ấn Bịch một tiếng cửa sắt rơi khóa thanh âm truyền đến. Tô Ninh mắt trợn tròn, tuyệt vọng bò hướng cổng phương hướng, xích sắt rất ngắn, nàng liền cạnh cửa đều đủ không đến. Chương 46, Thái tử đến Vũ Châu. Ai, còn tốt Ninh Nhi xem như thoát thân. Thẩm Lan Xuân Dung nhan tiều tụy, nói đến Tô Ninh trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Tô Thường Châu một mặt nộ khí, ngươi còn nói. Nếu như không phải là bởi vì nàng, tôi tiếp cũng sẽ không có cơ hội đi cái gì hoa mãn lâu trong lòng oán khí trùng thiên vì khả năng giúp đỡ tô ninh thoát thân đem nhi tử gốc đi vào lại bởi vậy điều tra thẩm gia dược đường chuyện này là sao a à? thẩm thị cũng hối hận cũng không phải là hối hận giúp tô ninh mà là hối hận tô tiếp kính thời điểm ra đi nàng hẳn là theo tới dạng này tên tiểu tạp chủng kia liền chấp cánh khó thoát còn có thể đem tô tiếp kịp thời mang về hiện tại tốt cũng không biết ninh nhi bên kia thế nào rồi thẩm tự sơn vào tù liền cái có thể nghe ngóng người đều không có lão nhị nàng dâu, ngươi đừng khóc. Tiếp nhi nhất định sẽ trở về. Thẩm Lan Xuân bị tô tiếp nàng dâu khóc đến tâm phiền, không kiên nhẫn nói đầy miệng, căm hận hướng lấy đứng trong sân cùng từ gia tiểu nhi tự nói chuyện tô huyễn trừng mắt liếc. Nàng phải thật tốt phút phút, tiếp xuống nên làm cái gì? Lý Thanh Tùng đều nhanh hù chết. Đắp lên bên cạnh thông báo, lưu phạm tạm thời tại Vũ Châu chờ đợi xử lý. Tô tiếp tự tiện rời đi, còn xông ra như thế đại họa, hắn khó từ tội lỗi liền không nên ham thẩm tự sơn điểm kia bạc. Hiện tại hối hận cũng không kịp, chỉ có thể chờ đợi. Tiểu lục A, chúng ta vì cái gì không đi rồi. Đã qua vài ngày, tô lão thái thái rất là không hiểu. Tô huyễn cười cười, tổ mẫu. Không cần mỗi ngày đi đường còn không tốt. Tô lão thái thái nháy mắt mấy cái, không phải nói tô gia bị lưu đày tới dần châu sao. Đây không phải dần châu A. Nhưng tô tiếp xảy ra chuyện A. Bên trên người đang điều tra, cho nên chúng ta muốn nghe đi sau rơi cô huyễn nhẹ nhõm tự tại cô lão thái thái nhéo nhéo lông mày trầm giọng ồ một tiếng cô huyễn kinh ngạc nhìn về phía nàng thế nào tổ mẫu rất muốn đi dần châu cô lão thái thái đôi mắt khẽ động ho khan một tiếng từng hả dần châu ở đâu cô huyễn cười khẽ lắc đầu cho nàng trong tay nhét cái bao tử ăn cơm trước đi đây là từ đại ca cho cô lão thái thái nhìn xem trong tay bao tử có chút trố mắt từ đại ca. Từ lý chính đại nhi tử, người khác vừa vặn rất tốt. Cô lão thái thái không ăn, nhìn xem bao tử đang ngẩn người, người khác cho đồ vật không nên tùy tiện ăn. Cô huyễn không lắm để ý, yên tâm đi. Từ lý chính người một nhà đều rất không tệ, bọn hắn giúp ta rất nhiều. Vẫn là muốn cẩn thận, dù sao hắn là nam tử, mà ngươi vẫn là cái chưa kịp ráp cô nương. Cô huyễn im lặng lão thái thái này khi thì thanh tĩnh khi thì hồ đồ bộ dáng ngẫu nhiên còn nói một chút để người không giải thích được. Nàng chỉ coi nàng là lão niên si ngốc không định kỳ phát tác. Chẳng qua lão thái thái nhắc nhở nàng ngược lại là nghe vào, từ gia một nhà nam đinh, tiểu minh còn nhỏ, đổ không quan hệ, cái khác nam tử đều đã trưởng thành, tại hiện đại anh của nàng nhóm nhiều, cũng không có loại này lo lắng, dù sao cũng là cổ đại, nam nữ thụ thụ bất thân tư tưởng thâm căn cố đế. Nàng không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào, lão thái thái đệ điểm nàng không thể không nhìn tổ mẫu nhưng là chân chính yêu thương nàng người, nhất định phải tôn trọng. Ta biết, tổ mẫu. Băng cúc hàng giải dược liền kém mấu chốt nhất kia một mực băng liên, đem hắn độc giải, cũng coi như còn rất người ta phần ân tình này. Rất nhiều chuyện thái phát triển thoát ly kiếp trước quỷ tích, hiện tại thẩm phủ xảy ra chuyện, khẳng định sẽ liên lụy đến tô phủ người, nhưng cùng người từ gia không quan hệ, vẫn là ít đến hướng, cũng miễn cho cho từ đại ca gây phiền toái. Mặt nham giác đợi đã lâu, cũng không gặp tô huyễn đến tìm hắn. Cuối đầu nhìn một chút cánh tay ngoại thương, cơ bản đã khỏi hẳn, bao tử cũng đưa, tìm không ra lý do khác đi nói chuyện phím, một người có chút buồn vô cớ ngồi dưới tàn cây, đầy mắt ngốc trệ. Ngũ ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Mặt tích minh ủi đến bên cạnh hắn, dơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía hắn. Mặt nham giác nhìn xem tây hạ trời chiều, không có gì. Còn không thừa nhận, ngươi nhìn chầm chầm vào tô huyễn tỷ tỷ cửa phòng. Mặt tích minh nói trúng tim đen. Ngũ ca, ngươi liền định một mực cái này dạng làm bộ đi theo nàng sao? Mặt nham giác tức giận quét hắn liếc mắt, đại nhân sự việc. Tiểu thí hài ít hỏi thăm. Mặt tích minh biểu biểu môi, vạn nhất bị tô huyễn tỷ tỷ biết ngươi cải trang lừa nàng, cẩn thận nàng cũng không để ý tới ngươi nữa. Mặt nham giác cao mày, bắt đầu hắn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ chứng thực nàng có phải là còn sống. Biết nàng chưa hết hy vọng bên trong cảm giác rất rung động. Sau đó liền may mắn, còn rất cảm kích trời xanh, nghĩ thêm gần một bước tới gần, gây nên chú ý của nàng. Lừa nàng. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn gạt nàng. Người nói nếu để cho nàng biết thái tử đến Vũ Châu, nàng sẽ như thế nào? Mặt tích minh trợn to hai mắt, có chút hưng phấn, ngủ ca. Người rốt cục nghĩ thông suốt. Trực tiếp đem tô huyễn tỷ tỷ mang đi. Mặt nham giác lắc đầu, ta không phải ý tứ kia, luôn cảm thấy nàng giống như đối ta có thành kiến rất lớn, ta. Ta rất muốn biết nàng ý tưởng chân thật, nếu như biết được thái tử đến Vũ Châu, có thể hay không muốn gặp mặt. Cải trang thành một người khác đi đối mặt Tô Huyển, mặt nham giác trong lòng cũng rất khó chịu, tiểu nha đầu kia nhìn như cơ linh, kỳ thật tâm tư rất thuần thiện, có thể là thân ở Tô Gia gia đình như vậy hoàn cảnh, người khác đối nàng một điểm tiện tay mà thôi trợ giúp, nàng đều trong lòng còn có cảm ơn. Hắn cũng lo lắng, một ngày kia nàng phát hiện mình tin cậy người kỳ thật chính là thái tử. Gia đầu có chút mát mẻ cho nên mặt nham giác mới làm ra quyết định như vậy. Đem thái tử đến Vũ Châu sự tình tung ra ngoài, hắn cũng có thể biết Tô Huyển thái độ đối với hắn. Cùng tâm tư. Hắn tin tưởng, Tô Huyển đối với hắn hữu tình, cũng không có quên thái tử. Vài ngày sau, thẩm thị đang chờ đợi giày vào bên trong sắp sụp đổ, tri phủ đột nhiên phái tới quan binh đem nàng cùng Tô Thường Châu mang đi. Một cử động kia, đem người Tô Gia đều kinh đến. Các ngươi có biết hay không? Thái tử điện hạ đến Vũ Châu, tự mình thẩm tra xử lý thẩm gia cùng thường viên ngoại bản án. Tô Huyển sững sờ, nhìn về phía ngay tại nghị luận hai cái tiểu quan kém. Cái này sự tình làm lớn chuyện. Lý đại nhân đoán chừng cũng sẽ ăn không được ôm lấy đi. Vậy chúng ta chẳng phải là đi theo không may. Ai? Ngày đó thế nhưng là ngươi đem cái kia tô tiếp thả ra. Quan ta chuyện gì? Đây chính là lý đại nhân lời nhắn nhủ. Tiểu quan kém dọa đến lắc một cái, cái này nồi hắn cũng không lưng. Tô huyển hiếp mắt mắt, không nghĩ tới thật đúng là kinh động cái kia chó thái tử. Sớm một chút xuống tới điều tra điều tra, cũng không đến nỗi để thẩm gia như thế ngông cuồng. Đêm đó, tô huyển tiến vào không gian mân mê thảo dược. Lục mau ghé vào một bên nhìn xem động tác trong tay của nàng, hót phân, ngươi tâm tình không tốt. Tô huyển trợn nhìn nó liếc mắt không có lên tiếng. Lục mau, thảo dược mà thôi, không biết còn tưởng rằng ngươi tại nhổ răng dùng lớn như vậy lực. Đảo cái nước thuốc, lâu như vậy, cổ không thương sao. Tô huyễn dừng lại động tác trên tay, ngửa đầu nhìn về phía thâm thúy tinh không, không có gì. Tâm tình khó chịu. Lục mau nháy mắt mấy cái, vì sao? Cái kia chó thái tử đến Vũ Châu. Chó. Thái tử. Lục mau, tới thì tới thôi. Đánh hắn một trận. Vì mình kiếp trước hả giận. Ngươi cũng không phải đem khí dấu ở trong lòng người. Tô Huyển vứt xuống trong tay thuốc chù y, thở hắt ra, ta coi là sẽ không lại vì bóng người kia vang cảm xúc, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng vẫn là rất không được tự nhiên. Khả năng lúc đầu của thân thể này, tiềm thức không cam lòng đi. Với ta mà nói hắn đã chẳng phải là cái gì. Lục Mao không hiểu, nếu không ta thay ngươi đi cắn hắn dừng lại. Tô Huyển lắc đầu, thôi đi. Hắn võ công cao cường, ngươi không nhất định là đối thủ của hắn. Ăn thiệt thòi. Kia là đại thuận chiến thần, 8 tuổi liền lên chiến trường. Coi như hắn không làm gì, cho dù đứng tại trước mặt cả người đều phát ra tự nhiên mà thành bá khí. Chương 47, ta cùng ngươi làm giao dịch. Vu Nhược Yên yêu thích không buông tay mà thưởng thức trong tay ngọc khóa. Phía trên khắc lấy một cái nhàn nhạt giác chữ. Đây chính là đại thuận đưa tới thuộc về thái tử ca ca duy nhất tính vật. Tin tức đáng tin. Thái tử ca ca thật đến Vũ Châu. Nàng hưng phấn hỏi hướng Lạc Tây lúc đầu muốn đi hoàng cung tìm thái tử. Kết quả nói cái gì thái tử ca ca vi phục xuất tuần thể nghiệm và quan sát dân tình đi. Bọn hắn thật đúng là có duyên. Đều đến Vũ Châu. Lạc Tây chấp tay, trong thành lưu truyền sôi sùng sục tri phủ chính miệng thừa nhận. Bây giờ tại Vũ Châu điều tra thường viên ngoại bản án. Vu Nhược Yên đối những cái kia tình tiết vụ án không có hứng thú, mà nàng duy nhất cảm thấy hứng thú chính là mặt nham giác. Qua nửa năm nửa nàng liền cùng cập, bồi dưỡng chuyện tình cảm phải thừa dịp sớm không phải đợi đến thời điểm nàng đã tới thái tử ca ca vẫn là như vậy lặng lẽ đối đãi nàng cũng không tốt đối phụ hoàng cùng mẫu hậu bàn giao cái kia tô huyển thế nào rồi còn không có biện pháp tới gần nàng sao lạc tây lắc đầu anh em nhà họ từ võ công cao cường người của chúng ta tới gần không được dù sao đây là người ta đại thuận địa giới cũng không tốt làm to chuyện chẳng qua thuộc hạ tra được một sự kiện ồ Chuyện gì? Từ gia có người đi mấy nhà dược đường, đang tìm kiếm băng liên. Vu nhược yên mị nhãn khẽ công, ha. Nói bọn họ như vậy đã có người trúng băng cúc hàng. Lạc Tây nói, hẳn là ngày ấy thay tô huyễn ngăn lại ám khí người. Hình như là từ gia đại công tử. Vu nhược yên biểu môi, kia băng liên há lại dễ chiếm được như thế sao? Băng liên các nàng trên tay không có. Giải dược ngược lại là có một viên. Nếu như không có giải dược, khi người trúng độc chỉ sợ không còn sống lâu nữa sinh tử trước mặt bản công chúa không tin kia từ đại công tử không hề bị lay động lạc tây nhướng mày công chúa có ý tứ là ngươi tự mình đi chỉ cần đem tô huyển giao ra giải dược liền cho hắn bây giờ nàng thế nhưng là công chúa của một nước còn khinh thường cùng một đám lưu phạm lãng phí tinh lực lạc tây chìm mắt nhẹ gật đầu thuộc hạ phân tích cái kia từ đại công tử chắc hẳn cũng chính là nhất thời xúc động anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại biết mình trúng độc cũng nhất định là chịu không ít khổ. Lúc này cũng đã hối hận. Thuộc hạ lập tức liền đi. Tin tức đều rải vài ngày. Mặt nham giác thấy rõ Tô Huyễn đã nghe được tiểu quan trên lệch nghị luận. Vì sao nàng không có chút nào vì mà thay đổi? Mỗi ngày nên làm gì làm cái đó? Liền cùng không biết thái tử cái này người. Mặt nham giác có chút nghẹn lòng. Người nói nàng có phải là thật hay không đối ta, quên đi. Mặt tích minh miếng miếng môi, rất là đồng tình nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vết sẹo người, chân tướng từ dịch cũng nói với hắn không ít, người đem tô phủ cho chép, đều không có điều tra nàng có phải là thật hay không chết rồi, nếu như không phải nhìn thấy viên kia ngọc trâm, chắc hẳn cũng vĩnh viễn sẽ không biết tô Huyễn tỷ tỷ còn còn sống ở thế. Nếu như ta là nàng, cũng sẽ không lại đối dạng này người ôm lấy hy vọng. Mặt nham giác nhíu nhíu mày lại, hắn nói rất đúng, nếu như không phải nhìn thấy viên kia ngọc trâm, lại đi một chuyến tô phủ biết nàng là tô phủ lục tiểu thư, hắn chỉ sợ thật cho là nàng đã không tại. Như vậy cả đời này, bọn hắn liền bỏ lỡ. Nếu như ta thẳng thắn chính mình là thái tử. Đem hiểu lầm nói rõ ràng, ngươi nói nàng có thể hay không? Lời còn chưa dứt. Ngoài viện đột nhiên truyền đến binh binh bang bang tiếng đánh. Nhau. Mặt nhăm giác quơ lấy mặt tích minh ném cho từ dịch, xem trọng hắn. Lách mình ra ngoài. Hảo hán. Chúng ta là đến nói giao dịch lại là các ngươi. Cút Nguyên bảo dơ trường kiếm lên, một kiếm bổ tới. Làm hại điện hạ trúng độc. Còn dám tới nói giao dịch. Lạc Tây đứng tại người áo đen bày sau lưng, đầu đội màu đen lộ mỏng vây mũ, nghe được một tiếng này thô lỗ tiếng mắng, tức giận tiếng lên. Thật đúng là tốt xấu không phân. Tô huyễn nghe được động tĩnh cũng chạy ra. liếc mắt liền nhìn thấy những cái này kỳ quái mặt người áo đen, chính là ngày ấy hành thích thích khách. Lại tới rồi dông dài rồi. Cô Thường Châu cùng thẩm thị không tại, còn lại cũng đều là tay trói gà không chặt người, lúc này dọa đến không dám ra phòng. Lý Thanh Tùng cùng quan sai cũng đều trốn đến nguyên chiêu mấy người sau lưng. Luận võ công. Bọn hắn cùng anh em nhà họ tự nhưng trên lệch quá xa. Đám người này kẻ đến không thiện. Đây thật là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên. tôi tiếp sự tình còn không có cái kết luận. Thích khách lại đánh đến tận cửa. Lý Thanh Tùng khóc không ra nước mắt, thật không nghĩ lại kiếm chuyện, các ngươi đến cùng là ai a? À? Vì sao nhiều lần xâm phạm? Những cái này thật chính là một đám bị xét nhà lưu phạm. Không biết làm sao đắc tội đại hiệp. Mặt nham giác nhìn thấy tô Huyễn ra tới đôi mắt run rẩy. mấy ngày nay, nàng đều không có làm sao cùng hắn nói chuyện, đi cái đối diện cũng chính là lễ phép lên tiếng chào hỏi, hắn rõ ràng cảm giác nàng đối với hắn có chút xa lánh. Cho ăn uống cũng không cần, tựa như tận lực giữ một khoảng cách hắn hướng phía tô huyển bên người tới gần mấy phần đừng sợ ta sẽ bảo hộ ngươi lạc tây nhìn thấy tô huyễn mặt trố mắt một cái chớp mắt đó chính là công chúa trong miệng nói tô huyễn hoàn toàn chính xác xinh đẹp đừng nói cái này tướng mạo ngược lại thật sự là không giống trung nguyên đại thuận quốc nữ tử ngược lại là có điểm giống các nàng đông Anh quốc lão tử không rảnh cùng các ngươi những cái này che đầu che mặt tạp toái nói giao dịch giết bọn hắn mặt nham giác lạnh giọng mở miệng Nguyên chiêu bốn người toàn thân tiến lên. Đao kiếm ma sát chói tai âm thanh vang lên lần nữa. Lạc Tây nhìn thấy Tô Huyễn Dung mạo nhất thời xuất thần, một chút bất tập trung kém chút bị Nguyên Chiêu kiếm thương đến. Nàng cầm kiếm ngăn cản, nhẹ nhõm tránh đi Nguyên Chiêu tấn công mạnh. Tô Huyễn nhìn ra nữ nhân này hẳn là trong mấy người võ công cao nhất. Rất rõ ràng nàng cũng không ham chiến. Thật dây dưa, anh em nhà họ từ cũng sẽ có chút phí sức. Dù sao võ công tốt nhất từ đại ca hiện tại bên trong lấy độc, căn bản không thể vận dụng nội lực lạc tây hướng về phía mặt nham giác trào phúng cười một tiếng mỹ nhân trước mắt ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi có điều ta chỉ là phụng mệnh đến nói cho từ đại công tử một tiếng băng cúc hàng giải dược chúng ta chủ tử để ta mang đến điều kiện chính là giao ra tô huyển một tên cũng không để lại mặt nham giác ánh mắt âm hàng một tia dao động đều không có nguyên chiêu bốn người nghẹn đủ lệ khí chạy như bay cuốn lên một mảnh bụi đất chờ một chút. Tô Huyển hô to lên tiếng. Lạc Tây nhíu mày nhìn về phía Tô Huyển, bị nàng kia trời chiều chiếu rọi màu hổ phách đồng mắt lung lay thần. Dừng tay. Ta cùng ngươi làm giao dịch. Mặc dù ta căn bản không rõ chủ tử của ngươi vì sao năm lần bảy lượt tìm ta phiền phức. Nhưng người từ gia là vô tội. Tô Huyển ăn nói mạnh mẽ, không sợ hãi chút nào. Lạc Tây ngược lại là có chút bội phục nàng cổ này khí thế, không nhìn ra, như thế cái không có chút nào võ công tiểu nữ tử, còn rất có điểm đảm đương. Tô Huyễn Mặt nham giác gấp, gân xanh trên trán phanh phanh trực nhảy. Tô Huyễn ôn nhu cười khẽ, từ đại ca. Người ta vốn là bèo nước gặp nhau. Bọn hắn tìm người là ta, với ngươi không quan hệ. Ta không thể đem ngươi liên lụy tới chết. Bọn hắn không phải thái tử người. Mặt nham giác ngón tay phát trung, hắn sợ Tô Huyễn còn cho rằng là thái tử muốn giết nàng. Tô Huyễn không có chút rung động nào, ta biết. Ngươi biết mặt nham giác sững sờ hắn kém chút thốt ra không nên tin bọn hắn ta chính là thái tử câu nói này Tô huyễn không ngốc lần thứ nhất nhìn thấy những cái này thích khách nghe được bọn hắn nói là thái tử phái tới thời điểm không có nghĩ nhiều như vậy trong lòng có hận hận cái kia thái tử vì sao như thế không kịp chờ đợi đối nàng đuổi giết đến cùng nhưng lúc này đây mượn trời chiều nàng thấy rõ những cái này thích khách mắt mũi không quá giống trung nguyên người nếu như thái tử muốn giết nàng căn bản không cần như vậy huy động nhân lực chỉ cần cho lý thanh tùng mang câu nói là được cô huyển hướng phía lạc tây vương tây đưa giải dược ra đây ta đi với ngươi đi gặp chủ tử các ngươi băng cúc hàng không thể lại kéo mặc dù từ đại ca giả bộ vô sự nhưng nàng biết hắn mỗi ngày trong đêm đều đang chịu đựng thực tâm thống khổ nàng cũng muốn nhìn xem đến cùng là vội vã như vậy muốn mệnh của nàng đến cùng ai là còn không có nhập thu, lúc này cũng không phải băng liên nở rộ mùa, nếu như đợi đến bắt đầu mùa đông, cho dù tiến vào núi tuyết may mắn hái được băng liên, từ đại ca cũng chờ không cho đến lúc đó. Tô huyễn rất may mắn. Đối phương vậy mà chủ động đưa tới cửa đưa giải dược. Một thế này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thế đánh bạc tính mạng chân thành đối đãi qua nàng, vô luận như thế nào, nàng không cho phép từ đại ca vì thế mất mạng. Lạc tây trong mắt lóe lên tán thưởng, trong mắt cười cười, từ trong ngực móc ra hộp thuốc. Tô Huyển đưa tay đón, đột nhiên. Bị lạc tay trở tay bóp chặt cuốn họng. Chăm chú kiềm chế ở bờ vai của nàng. Ngươi buông nàng ra. Mặt nham giác bắt không, đôi mắt đỏ ngào. Nội lực vận không ra, trưởng phong cũng căn bản theo không kịp tốc độ. Môi sắc tùy theo phát tím biến đen. Tô Huyển để ở. Trong mắt, trong lòng có loại bị người nắm chặt đau. Bên nàng mắt hướng phía sau lưng nữ tử áo đen nhếch lên một vòng cười khẽ, ta không biết võ công đừng khẩn trương như vậy. Ta chỉ muốn nghiệm chứng một chút cái này thuốc thật giả. Dứt lời, nàng không thèm để ý chút nào trong cổ con kia băng lãnh như ưng trảo ngón tay, mở ra hộp gỗ phóng tới trước mũi ngửi ngửi, bỗng nhiên một chút ném cho mặt nham giác. Từ đại ca, đây là giải dược. Ngươi nhanh ăn vào. Chương 48, ta biết ngươi sao. Mặt nham giác tâm bỗng nhiên rút lại, đầu lưỡi hung tợn chống đỡ lấy hàm răng. Ngón tay dùng sức nắm chặt hộp gỗ. Đừng tới đây nếu như ngươi muốn ta hiện tại liền cắt đứt cổ của nàng. Lạc Tây nhìn hầm hầm hướng mặt nham giác, nhìn lướt qua phía sau hắn mấy người. Kiềm chế lấy tô huyển chậm rãi rời khỏi dịch trạm phá viện. Khoát lát một tiếng. Lạc Tây hướng xuống đất nện xuống một cái thuốc bột. Bụi bay lên, nguyên chiêu mấy người che lại miệng mũi, đợi kia sương trắng tản ra, đã không gặp bất luận bóng người nào. Là động thuật. Nguyên chiêu nhanh chóng kiểm tra một hồi cổng xung quanh. Liền cái dấu chân đều không có mặt nham giác ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía một cái phương hướng, đốt ngón tay một đỉnh mở ra hộp gỗ, nha đầu này. Vậy mà đánh bạc hết thảy vì hắn đổi lấy giải dược. Ngũ ca. Mặt tích minh tại từ dịch trong ngực tránh thoát. Nước mắt đầm đìa. Yên tâm. Ngũ ca nhất định sẽ đem nàng bình an tìm trở về. Lý Thanh Tùng thò đầu một cái, nhìn thấy thích khách không gặp, anh em nhà họ từ cũng không thấy. Mang theo mấy cái quan sai từ góc tường bò ra tới hắn đứng người lên rung lên trên đầu gối cho, ôi. Chuyện này là sao a? À? Từng cái. Đâu còn có chút lưu phạm bộ dáng. Nói đi là đi. Còn đem hắn cái này áp giải quan sai để ở trong mắt sao? Tô huyển bị lạc tây một đường mang theo, cũng không biết mất trọng lượng cảm giác tiếp tục bao lâu. Lạc tây vặn vặn lông mày, liếc nàng liếc mắt, không nhìn ra. Ngươi lá gan không nhỏ. Không có chút nào sợ. Tô huyển công công môi, ta lại không có làm việc trái với lương tâm. Vì sao muốn sợ? Ngược lại là các ngươi, giấu đầu che mặt. Có cái gì nhận không ra người? Lạc tây mày nhíu lại phải càng sâu chút, nàng không thích tô huyễn cái ánh mắt kia. Tựa như nhìn thằng hề đồng dạng. Nàng thế nhưng là đông anh quốc võ công tốt nhất hoàng gia nữ vệ. Nha đầu này vậy mà tại chế dẻo nàng. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Làm sao? Ngươi thích vừa mới cái kia tên mặt thẹo nếu như không thích, vì sao đánh bạc tính mạng vì nam nhân kia đổi giải dược? mình một điểm võ công đều không có, biết rõ bị nàng mang đi chỉ có một đường chết. cô huyễn nhướng mày, nhìn lướt qua hắc xa bị gió thổi phật phía dưới lộ ra bên mặt thiện ác không tại đẹp xấu. dung mạo ngươi cũng không tệ, còn không phải cầm giải dược áp chế người khác. lạc tây hít sâu một hơi, hy vọng chờ một chút ngươi còn có thế như vậy nhẹ như mây gió. cô huyễn bạch nàng liếc mắt, nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh. Sơn động. Không đúng. Hình như là cái động đá vôi. Cái này trong miệng nữ nhân chủ tử thật đúng là đặc biệt. Vậy mà có thể tìm tới loại địa phương này. Lạc Tây đem người mang theo đi vào động đá vôi, quanh co khúc khuỷu thềm đá có chút trơn ướt. Lạc Tây cũng không cự tuyệt lấy nàng, ở phía trước dẫn đường. Tô huyển miếng miếng môi, đây là nhìn lâu không dậy nổi nàng. Cho rằng nàng chạy không được đúng không? Ước chừng tại chiều sâu 100 mét địa phương, Tô huyển nhíu nhíu mày lại lại xuống, nàng không gian chỉ sợ cũng không thể dùng. Tại hiện đại thời điểm, nàng đi ra một lần nghĩ cách cứu viện trọng mộ nhiệm vụ. Đám người kia muốn cướp thủy hoàng mộ huyệt, kết quả ngược lại bị khốn dưới mặt đất 400 m trong động. Nàng mang theo lục mau đi theo chiến hữu đi xuống thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện không gian không thể dùng. Cũng không biết là từ trường quấy nhiễu vẫn là nguyên nhân khác, chỉ có qua như vậy một lần trải qua. Tô huyển nhanh chóng dùng ý thức cùng không gian bên trong lục mau hạ đạt chỉ lệnh ta bị đưa vào động đá vôi. Ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lục mao bỗng nhiên một cái cá chết xoay người đứng người lên. Một mặt trịnh trọng gật đầu. T. Tô huyển đột nhiên ngồi sổng người xuống. Lạc tây quay đầu, thấy được nàng viện bên hông đống đá vụn, làm sao rồi? Quá trơn. Chân xoay. Tô huyển liếc một cái đống đá đằng sau bò lỗng ngỗng đen nhánh khuôn mặt nhỏ. Lục mau uống tại ám sắc khe đá ở giữa, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện một đôi mắt cảnh giác ống ánh, ngậm miệng không có một chút tiếng vang. Cô huyển hài lòng câu môi. Phiền phức. Lạc Tây ghét bỏ. Cô huyển xoay bỗng nhúc nhích cổ chân, không có việc gì. Ta còn có thể đi. Vẫn còn rất xa. Lạc Tây nhìn lướt qua mắt cá chân nàng, không có đáp lại, quay đầu tiếp tục đi, bộ dáng chảnh quá đấy. Cô huyển biểu môi, cẩn thận từng ly từng tí cùng ở sau lưng nàng tiếp tục thuận bậc thang đi xuống dưới. Bậc thang đường càng ngày càng hẹp hai bên thạch nhũ càng ngày càng dày đặc. Từng viên mang đá gập ghềnh, đẹp mắt là thật là dễ nhìn. Tia sáng u ám, cũng không khó coi ra riêng biệt ống ánh sáng long lanh. Chỉ là không cẩn thận liền sẽ bị mẻ đến cùng. Tô huyễn đưa thay sờ sờ, băng lạnh buốt lạnh. Dựa theo bước số, lại thô sơ giản lược tính toán một chút mỗi cấp nấc thang cao độ. Cờ mờ nờ. Bọn hắn hiện tại không sai biệt lắm hẳn là xuống đất 400 mét địa phương. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, không gian lớn có thể so với cung điện. Tia sáng cũng sáng không ít. Mấy quả ống ánh dạ minh châu xoáy tại đỉnh chóp, cùng xung quanh thạch nhũ hình thành tia sáng phản xạ. Tựa như chống phản quang ngói lưu ly lộ ra ống ánh ống ánh, đủ mọi màu sắc, ngược lại là thật đặc biệt. Ở giữa một tấm trôi chảy hình thủy tinh chỗ ngồi, thật dày da lông bày ở bên trên, một năm nhẹ nữ tử nhiên. Người dựa vào lấy. Nhìn qua tuổi tác dường như cùng với nàng không sai biệt lắm ngay tại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tô huyển vén mắt, cái này người. Làm sao nhìn có chút quen mắt. Nhưng nàng khẳng định cũng không nhận ra. Vu nhược yên lòng đang nhìn thấy tô huyển mặt lúc khiếp sợ sắp sụp đổ, mãnh liệt vẻ ghen ghét tránh vào đáy mắt, rất nhanh khôi phục bình thường. Ngươi chính là tô huyển. Thanh âm quanh quẩn, lộ ra một tia kinh thường. Tô huyển nhíu nhíu mày, ta biết ngươi sao. Chương 49, đầy người hơi tiền mặt đầu sát ta làm sao lại nhận biết một cái nho nhỏ lưu phạm chi nữ. Vu Nhược Yên trên mặt tràn ngập xem thường. Tô Huyễn cười khẽ, nếu biết ta chỉ là cái nho nhỏ lưu phạm chi nữ. Vì sao còn muốn tốn công tốn sức đem ta đưa đến nơi này? Không biết làm như vậy rất lãng phí tài nguyên sao? Vu Nhược Yên miếng môi, có anh em nhà họ từ tại, nàng người không động đậy Tô Huyễn, nàng có thể để lạc tây trên đường giải quyết nàng. Nhưng nàng thực sự muốn nhìn một chút Tô Huyễn đến cùng sinh ra dung mạo như thế nào khuôn mặt. Bây giờ nàng nhìn thấy, không chỉ dung mạo khuynh thành, liền nụ cười kia đều để nàng cực kỳ chán ghét. Thái tử ca ca chính là bị gương mặt này cho mê thần trí. Kiếp trước, tô gia lưu phạm đều nhanh đến dần châu. Cũng không biết thái tử ca ca từ chỗ nào biết được cái tính vật. Vậy mà bỏ xuống hết thảy đi tìm nàng. Đào mộ đào mộ đem thi thể mang đi. Hung tận đánh bọn hắn đông oanh mặt. Mà nàng, cuối cùng nhận được chính là một phong hối hôn sách. Chết đều chết, còn phá hư hai nước thông gia. Càng đáng sợ chính là, nàng về sau biết được thái tử độ nhập không cửa. Giữ gìn thanh đèn, nói cái gì chuộc tội. Không mấy năm cũng chết. Đáng ghét. Thật là một cái họa loạn quân tâm yêu tinh. Khi chuyện về sau, nàng sợ hơn suy nghĩ. Quả thực chính là ác mộng của nàng. Nghe nói đại thuận thái tử cho ngươi một viên tính vật. Vu Nhược Yên hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tô huyễn trong lòng trầm xuống, tính vật nàng nói hẳn là viên kia ngọc trâm a chẳng lẽ bọn hắn vẫn là thái tử người không đúng tính vật nàng đã lưu tại tô phủ thái tử xét nhà cũng đã thu đi rồi nữ nhân này là như thế nào biết được nhìn thấy tô huyễn trong mắt nghi hoặc vu nhược yên cuối cùng tâm tình hòa hoãn cười cười không sao chỉ cần ngươi vừa chết món đồ kia ta tự nhiên sẽ tìm tới dù sao thái tử ca ca đạt được món kia tính vật thời điểm là nửa năm chuyện sau đó nàng có nhiều thời gian. Không chỉ có để Tô Huyển chết không thấy xác, sẽ còn hủy món kia nhiễu loạn thái tử tâm thần đồ chơi. Tô Huyển thở sâu, đè xuống trong lòng cuồn cuộn nộ khí, nàng nhíu mày đối đầu đôi kia dò xét cặp mắt đào hoa, Tô Phủ bị xét nhà. Tất cả mọi thứ đều bị quan binh lục soát đi. Đây là lời nói thật. Kiếp trước viên kia Ngọc Trâm, nàng xem như bảo bối mang ra. Đem so với mệnh đều trọng yếu. Nhưng về sau bị Tô Ninh nói xấu, nắm lấy nàng cho thái tử đưa tin cái này việc sự tình. Thẩm thị lục soát bao quần áo của nàng cho cầm đi. Bởi vậy Tô Thường Châu còn lấy cớ nàng không bị kiềm chế đánh đập nàng dừng lại. Không tới dần châu thời điểm thẩm thị liền cho làm. Kiếp này, nàng đem Ngọc Trâm lưu tại Tô Phủ. Cũng coi như cùng hắn làm cái kết thúc. Không nghĩ tới. Đột nhiên chạy ra người như vậy đến muốn. Thật sự là buồn cười. Vu Nhược Yên rõ ràng không tin, xì khẽ, theo thân phận của ngươi bây giờ, giữ lại cũng không có tác dụng gì, ta biết ngươi không nghĩ lấy ra. Nhưng ta cũng khuyên ngươi một câu, thứ không thuộc về ngươi cũng không cần tiêu nghĩ. Tô huyển hiểu, ngước mắt liếc mắt, ta nói vị cô nương này. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kia phá ngoạn ý ngươi mới đem ta mang tới sao? Như vậy ta cũng nói cho ngươi một câu. Thích nhặt đồ bỏ đi đây là quen thuộc. Quen thuộc không tốt liền phải đổi. Ta nói qua. Ta đã ném về phần trong lòng ngươi thái tử ngươi cảm thấy tốt liền lấy đi ta cùng hắn không có nửa phần quan hệ làm người hai đời cô huyển thật sự nếu không minh bạch cũng nhìn ra mánh khóe những người này không phải thái tử người nhưng mình cái này bị cùng hắn có quan hệ chắc hẳn nữ tử này là bởi vì tham sống ghen ở nơi nào nghe truyền ngôn liền phải diệt trừ nàng đã sớm biết người kia chính là cái lớn móng heo khắp nơi hái hoa ngắt cỏ nằm cũng trúng đạn chính là nói nàng loại này đi. Vu Nhược Yên nhíu nhíu mày lại, không cho phép ngươi nói như vậy thái tử ca ca. U A. Cái này hộ bên trên. Mắt mù. Tô huyển phun ra một ngụm trọc khí, rất là phiền chán lại tiếp tục cái đề tài này. Vu Nhược Yên đi đến trước mặt nàng, sóng mắt lưu chuyển tại tô huyển gương mặt, đôi mắt sáng thu thủy, môi anh đào răng trắng, làn da càng là tốt không thể bắt bẻ, liền một điểm lỗ chân lông đều không nhìn thấy. Quyến rũ nàng cười cười từ bên hông móc ra một viên ngọc khóa tại tô huyển trước mắt lung lay ta không biết thái tử ca ca đầu óc nóng lên đưa cái gì cho ngươi ngươi xem một chút cái này đây mới thực sự là thuộc về đại thuận thái tử tính vật tô huyển im lặng sáng long lanh ngọc chất lắc nàng phiền khí nhẹ nhàng phiêu liếc mắt phía trên kia rõ ràng giác chữ có chút chướng mắt nàng mím miếng, miếng môi lần nữa nâng lên trong mắt thanh minh một mảnh nếu là tính vật vậy liền hảo hảo thu đừng tùy tiện lấy ra lắc không biết còn tưởng rằng ngươi không có nhiều tự tin cô huyển giờ khắc này vô cùng may mắn một thế này sáng mắt tâm sáng Vu nhược yên liếc môi đem ngọc khóa giữ tại lòng bàn tay yên tâm không cần ngươi nhắc nhở nhận rõ vị trí của mình là chuyện tốt cũng coi như giúp ngươi chết được minh bạch cô huyển ánh mắt mãnh liệt cái này người là có bệnh nặng đi đem lời đều nói đến phân thượng này vì sao còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết cô huyển hướng phía sau lưng nhìn lướt qua Sao? Lục mau đâu? Lúc này nó không phải hẳn là ẩn từ một nơi bí mật gần đó vẫn sức chờ phát động sao? Tô huyễn đưa. Tay vuốt một chút bên tai tóc rối, ngón trỏ cùng ngón giữa cuộn mình làm một cái chỉ có nàng cùng lục mau mới nhìn hiểu thủ thế. Nha! Thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Vậy mà thật không gặp. Ta nhìn ngươi gương mặt này giữ lại không có chút tác dụng chỗ. Chẳng bằng vạch nát được rồi. Miễn cho về sau câu dẫn nam nhân quyến rũ lòng người. Dứt lời, Phu Nhược Yên che giấu nụ cười, nhắm lại cặp mắt đào hoa hướng phía Lạc Tây chọn liếc mắt. Lạc Tây kinh ngạc, giết không phải. Còn muốn vạch mặt. Nàng cũng không có nghe được công chúa cùng cái này tô huyễn ở giữa có thâm cừu đại hận gì, đơn giản chính là một cái đại thuận thái tử, hiện tại cái này tô huyễn đã đều như vậy thê thảm, vì sao còn muốn làm được như thế? Chủ tử. Lạc Tây chắp tay, muốn nói lại thôi. Vu Nhược Yên ngưng lông mày, thế nào, ta để ngươi đem mặt của nàng vạch nát. Ngươi nghe không hiểu sao. Đối phó như thế một cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu, chẳng qua chỉ là giơ tay chém xuống sự tình. Vạch nát nữ nhân mặt, lạc tay hoàn toàn chính xác chưa làm qua. Nàng chần chờ một chút, từ bên hông rút ra chủy thủ, cất bước tiến lên. Đối đầu tô huyễn không có chút trung động nào ánh mắt, nâng tay lên dừng một chút, không biết thế nào, đối cái này song màu hổ phách đồng mắt nàng có chút không xuống tay được vô nhược yên rất không hài lòng lạc tây lúc này biểu hiện một điểm hoàng gia thị vệ sát phạt quả đoán đều không có nàng tức giận đoạt lấy lạc tây dao găm trong tay hướng phía tô huyển tấm kia làm nàng đố kỵ đến phát điên khuôn mặt nhỏ bổ tới lục mau thở hồng hộc duỗi dài lấy đầu lưỡi trong lòng duy nhất nghĩ chính là tiền tiền mùi vị ở đâu càng ngày càng gần nó vừa mới bí mật quan sát hóc phân xung quanh nói ít cũng có hai mươi người liền hắn há miệng căn bản không đủ. Huống hồ bọn hắn có trải qua. Dưới nền đất không tín hiệu. Không gian căn bản dùng không được. Nó không thể mạo hiểm. Chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất viện binh. Mà nó duy nhất nghĩ tới cứu binh chính là cái kia đầy người hơi tiền mặt đầu sát. Chương 50, hơi tiền nam, ta có thể tìm được ngươi. Lục mau như là một chi rời dây cung hỏa tiễn. Áo khoác, lon, cũng rơi, cái gì đều không để ý tới. Lấy bình sinh có khả năng tốc độ nhanh nhất hướng phía tiền mùi vị chạy vội. Ở thời đại này một thất tuấn mã, nhanh nhất cũng chính là vận tốc 60 cây số. Mà nó đã gia tốc đến 80 cây số. Không đến một chén trà. Liền nhìn thấy một mảnh đội kỵ mã thân ảnh. Go go go. Hơi tiền nam. Ta có thể tìm được ngươi. Nó hướng phía phía trước nhất cưỡi ngựa nam nhân trực tiếp bay nhào qua. Móng ngựa thật cao nhảy lên, kinh hải kêu vang mặt nham giác mắt trung lên, một chân trèo lên lên y ngựa, khó khăn lắm tránh thoát kia trí mạng bổ một cái. Một cái xoay người kinh công rơi xuống đất. Nguyên chiêu rút kiếm, vừa muốn đâm đi qua, nhìn thấy tại mặt đất vạch ra một đạo khói lửa đồ chơi, con ngươi vèo phóng đại. Tiểu thần thú. Lục mau sông tốc độ quá nhanh. Chỉ là phanh lại liền lao ra mười mấy mét. Bàn chân của nó bị không có bãi cỏ đường đá trà phá, cũng không lo được nhiều như vậy, xoay người, hướng phía mặt nham giác mấy người ríu rít cuồng lẩm bẩm. Mang bọn ta đi. Mặt nham giác không chút do dự, lần nữa nhảy tóc lên ngựa. Cùng nhau ra tới tìm người nguyên bảo, nguyên tài, cùng nguyên tiếng chưa từng gặp qua lục mau, trong mắt kinh ngạc vô cùng. Đây là thứ đồ gì? Là tô cô nương tiểu thần thú. Nó sẽ mang theo chúng ta tìm tới tô cô nương. Giá. Mấy người không chút do dự, kẹp chặt bụng ngựa tranh thủ thời gian đi theo. Nó vừa mới là có ý gì? Nguyên Bảo truy vấn. Nguyên Chiêu hung ác vung roi ngựa, hẳn là biết Tô Cô Nương ở đâu. Nguyên Tài rất là hiếu kỳ, Điện Hạ nghe hiểu rồi. Nguyên Chiêu nhìn đồ đần giống như liếc qua Nguyên Tài, đều nói là Tô Cô Nương thần thú, Điện Hạ tự nhiên nghe không hiểu thú ngữ, có thể thấy nó cũng biết là chuyện gì xảy ra, tốt a. À. Mấy người tại sau lưng gắn sức đuổi theo. Khi thú nhỏ tốc độ so ngựa của bọn hắn chạy nhanh nhiều. Lục mau dừng ở động đá vôi cửa hang, Ha xoẹt lấy miệng rộng hướng phía nơi xa nhìn một chút. Cái cổ tăng lên. Khí thế giống như báo nhỏ. Nó hướng về phía mặt nham giác biểu biểu đầu, dẫn đầu chạy đi vào. Nguyên lai like tại Tây Sơn. Khó trách bọn hắn chuyển tầm vài vòng đều không tìm được. Nếu như không phải tiểu thần thú mang theo. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra tới đây. Vu nhược yên vẻ mặt nhăn nhó, nhìn xem trên cổ tay bị đâm vào ngân châm, lại nhìn một chút rơi trên mặt đất chủy thủ. Tô huyển. Ngươi tiện nhân này. Ngươi chết không yên lành. Lạc Tây mí mắt giật một cái, đi theo công chúa nhiều năm, còn là lần đầu tiên từ trong miệng nàng nghe được như vậy ăn nói thô tục. Từ khi 9 tuổi bị hoàng hậu thu làm nghĩa nữ, nàng nhưng vẫn luôn là có tri thức hiểu lễ nghĩa, ăn nói vừa vặn. Coi như lại ký, cũng sẽ không mất dáng vẻ. Huống chi, tại Lạc Tây trong mắt, công chúa nộ khí thật không biết từ đâu mà lên. Cô huyễn ngoắc ngoắc môi, nhìn về phía viên kia ngân châm, trêu tức trêu chọc, cảm giác thế nào? Trúng độc tư vị cũng không tốt qua đi. Trúng độc. Lạc Tây đôi mắt giật mình, nắm lại vu nhược yên thủ đoạn. Mạch tượng dị dạng. Tô huyển biết y thuật. Không có nội lực không có võ công, ra tay lại là nhanh chuẩn hung ác. Liền nàng đều không có phòng bị, chủ quan. Tô huyển ghét bỏ xoa lấy một chút ngón tay, đó cũng không phải cái gì độc, chẳng qua là một loại tạm thời gây tê thần kinh gây tê tán, sẽ ảnh hưởng mạch tượng hỗn loạn, tại ống tay áo mang theo trong người, dùng phòng thân. Đưa giải dược ra đây. Vu nhược yên cắn răng, thủ đoạn chết lặng cảm giác hoảng lại đến cánh tay, sợ hãi tự nhiên sinh ra. Giải dược. Tô huyển cười khẽ, lắc đầu, lại nhìn chung quanh một chút, có như thế qua loa sao. Đem ta đưa đến nơi này. Còn muốn vạch nát mặt của. Ta. Liền muốn giải dược. Ngươi mau đưa giải dược giao ra. Chúng ta. Chủ tử, là ngươi căn bản không thể gây tổn thương cho người. Lạc Tây sốt ruột, phu nhược yên nửa người đều tê dại, lúc này có chút đứng không vững hướng trên người nàng má. Bên cạnh áo đen thị vệ đem tô huyển bao bọc vây quanh. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Tô huyển bình tĩnh tự nhiên, kỳ thực trong lòng cũng có chút hoảng, cổ thân thể này đối phó không được những người này, không gian lại không thể dùng, nàng chỉ có thể kéo dài thời gian. Muốn giải dược có thể. Đem ta thả. Về sau nước giếng không phạm nước sông trong miệng ngươi nói thái tử, ta đối với hắn không có chút nào hứng thú. Vu nhược yên nhíu nhíu mày, đầu lưỡi rung lên, đừng tin nàng. Giết nàng. Coi như cái này độc không hiểu, tô huyễn cũng phải chết. Hơn nữa còn muốn hủy thi diệt tích. Chủ tử. Lạc tây giật mình mắt, không phải liền. Ngậm miệng. Nàng phải chết. Đốt nàng. Hóa thành tro, nhìn nàng còn thế nào câu dẫn thái tử ca ca. Tô huyển vũ tiệp run rẩy, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Đừng nói nàng, Lạc Tây cũng rất kinh ngạc, chủ tử vậy mà liều mạng. Cũng không buông tha cái này Tô Huyển. Nàng không dò ra đây là gì độc, nhưng chỉ cần thả Tô Huyển, liền có thể cầm tới giải dược, vì sao muốn như vậy được ăn cả ngã về không? Còn chờ cái gì? Động thủ. Phu Nhược Yên nửa gương mặt đã tê liệt không hề hay biết. Thị vệ nghe lệnh, nhao nhao đem bó đuốc ném đến Tô Huyển xung quanh. Ba ba ba, Ánh lửa nổi lên bốn phía, cũng không biết từ chỗ nào chảy đến càng nhiều dầu hỏa. Vây quanh tô huyển hình thành vòng hình. Nàng bị nhốt trong biển lửa ở giữa, xuyên thấu qua hừng hực giấy lên đại hỏa nhìn về phía miệng méo mắt lát nữ nhân. Nàng coi là thả trong đó khói độc sương mù đạn, nữ nhân này tiếc mệnh sẽ buông tha mình. Nhưng nàng cược sai. Giữa các nàng đến cùng là cái gì thù cái gì oán a. À. Một thế này đến không dễ, chẳng lẽ cứ như vậy trông thay biển lửa sao? Tô Huyển chưa bao giờ qua chán ghét này tấm không có chút nào võ công thân thể. Từng tầng từng tầng dầu hỏa hương vị càng ngày càng sạch. Lửa cũng đốt càng ngày càng vượng. Huyển Nhi. Phản phất thần để từ trên trời giáng xuống. Mặt nham giác nhào vào biển lửa, lăn mình một cái trực tiếp đem Tô Huyển ôm vào trong ngực. Từ đại ca. Làm sao ngươi tới rồi? Tô Huyển trong mắt tràn ngập chấn kinh. Bận rộn lo lắng giúp hắn sợ diệt trên thân nhiễm ngọn lửa. Vu Nhược yên tâm hận nhìn xem nhào vào trong lửa người, nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ lối ra đối thị vệ ra lệnh, nhưng một câu đều nói không nên lời. Cái này người từ gia. Thời điểm then chốt lại tới phá hư. Liền kém một chút. Chủ tử. Chúng ta đi. Lạc Tây dựng lên vô Nhược Yên nhanh chóng rời đi tại chỗ. Nguyên chiêu mấy người thấy không rõ bên trong tình thế, bị nóng trực hỏa khí phun một mặt. Bên trong phát ra dầu hỏa tiếng nổ vang tóe lên hỏa tinh phun về phía hai người, mặt nham giác nghiêng người, giúp Tô Huyển ngăn lại hết thảy tất cả. Thế lửa quá mạnh, mặt nham giác ôm lấy Tô Huyển ở giữa xoay một vòng, nhìn thấy khách quan hơi yếu kém tường lửa, chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn không biết kia phía sau lửa lớn bao nhiêu. Mặt nham giác nhanh chóng đem ống tay áo dùng sức giật ra, đem Tô Huyển đầu bao. Sẽ làm bị thương đến con mắt. Đừng mở mắt. Hắn nghiêm nghị nhắc nhở. Lúc này Tô Huyển đôi mắt đã ướt. Nàng ôm chặt mặt nham giác cái cổ, dùng sức gật đầu, Từng, Nàng coi là hôm nay mình thật sẽ chết tại biển lửa. Không nghĩ tới từ đại ca vậy mà lại một lần nữa liều mình cứu giúp. Lục mau gấp dơ chân, làm sao ánh lửa ngút trời, đốt đến đỉnh động, nó căn bản vào không được. Dầu hỏa tiếng đổ tung vang lên lần nữa. Mặt nham giác tìm đúng thời cơ, thật sâu nhất lên một hơi, hướng phía biển lửa nhảy tới. Nhưng, vội vàng không kịp chuẩn bị, Chuyển lửa kia cũng không phải là hắn nghĩ như vậy yếu kém, lo lắng làm bị thương Tô Huyển, tật mắt tàn khốc, một cái xoay người, dùng cánh tay để chống đỡ, lần nữa chống lên một hơi nhảy ra ngoài. Đại ca Nguyên chiêu bốn người nhìn thấy từ khác một bên ra tới hai người, bận rộn lo lắng đi nhào mặt nham giác trên người lửa. Lục Mao cũng nhanh chóng giúp mặt nham giác dập lửa. Tô Huyển không có thương tổn cùng chút nào, nhưng vẫn bị hắn vững vàng ôm vào trong ngực. Chương 51, hiểu lầm quá sâu. Tô huyễn giật ra trước mắt che chắn, tranh thủ thời gian xem xét mặt nham giác thân thể. Lục mau thì là tại hai người bên cạnh vòng quanh vòng. Từ đại ca. Cánh tay của ngươi thụ thương. Tô huyễn nắm lấy mặt nham giác khuỷu tay, nhìn xem bị bỏng rơi một khối da cánh tay, lo lắng không thôi. Bị dầu hỏa bỏng, vết thương nhất định phải lập tức xử lý. Ta không sao. Ngươi không sao chứ. Mặt nham giác không lắm để ý, không quan trọng cười khẽ. Tô huyễn lắc đầu, đôi mắt ẩm ướt đỏ, ngươi làm sao? Phần ân tình này, để nàng làm sao còn? Nguyên chiêu, đại ca. Những người kia chạy. Mặt nham giác nhéo nhéo lông mày, hắn nghĩ không ra tô huyễn đắc tội người nào, lại muốn dùng loại phương thức này đẩy nàng vào chỗ chết. Trở về hắn nhất định phải tra rõ ràng. Rời khỏi nơi này trước. Mấy người một chó, hướng phía lối ra đi. Vu Nhược Yên bị Lạc Tây mang theo, trở lại phủ thành khách sạn. Bột một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị địa, Lạc Tây hung tợn chịu một bàn tay. Công chúa. Lạc Tây bụng mặt không hiểu. Ngu xuẩn. Bên trên làm, cái này căn bản cũng không phải là cái gì độc dược. Hiển nhiên, thuốc tê lực đã qua, vu nhược yên khôi phục bình thường. Nhưng trong mắt lệ khí càng sâu. Liền kém một chút. Cái kia tô huyễn liền chết rồi, đều là ngươi, do do dự dự xấu bản công chúa đại sự. Lạc Tây có chút ủy khuất, buông thỏng mắt rất là mờ mịt, công chúa. Thuộc hạ là hoàng gia thị vệ. Bảo hộ công chúa là chức trách. Có thể. Thuộc hạ không rõ. Cái kia tô huyển đến cùng là như thế nào? Đắc tội công chúa. Hôm nay cái này sự tình nếu như truyền đến Đông Anh Đế trong tai, công chúa cũng khó từ tội lỗi. Dù sao kia động đá vôi thế nhưng là đại thuận quốc thổ, công chúa phóng hỏa, cái này cử chỉ rõ ràng sẽ ảnh hưởng hai nước quan hệ. vô Nhược Yên hờn dỗi, uống một hớp nước trà, thuận hài lòng thần, không ai nói, phụ hoàng sẽ không biết. Nàng liền không tin, nàng đường đường công chúa của một nước, còn đối phó không được một cái nho nhỏ lưu phạm. Toàn giết. Lạc Tây chấn động, khó có thể tin, thuộc hạ không đồng ý. Nếu như là tại Đông Anh, thân là thị vệ, nàng tự nhiên nghe theo công chúa điều động, nhưng đây là đại thuận, làm cho động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng hai nước quan hệ, trách nhiệm này quá trọng đại. Làm sao? Ta bây giờ nói chuyện như thế không dùng được sao? lạc tây không sợ cảm thấy mình lo lắng không phải không có lý công chúa thuộc hạ khuyên ngài tỉnh táo một chút dù sao đây là đại thuận quốc ngài cùng đại thuận thái tử có hôn ước sự tình làm lớn đối với ngài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt không bằng về trước đi chờ sau này gã tới kia đại thuận thái tử hậu cung còn không phải một mình ngài định đoạt vu nhược yên đều sắp bị lời này nhân khí chết hậu cung thái tử là loại kia hoa tâm người liền tốt tối thiểu sẽ không bởi vì một cái tô huyển như vậy đối nàng thực sự cùng với nàng nói không rõ, cũng lười lại tranh luận, an bài một chút. Ta muốn gặp Tô Thường Châu. Lạc Tây sững sờ. Ngươi không phải nói sự tình làm lớn, ảnh hưởng hai nước sao? Chuyện này tổng có thể làm được a? À? Nếu như lại làm hư, ngươi liền cho bản công chúa chạy trở về Đông Anh. Vâng. Lạc Tây khó xử gật đầu. Tô Huyễn giúp mặt nham giác dọn dẹp xong vết thương. Làn da nát rửa, da đã bị thiêu hủy một tầng. Vết thương cũ chưa lành, mới tổn thương lại lên từ đại ca thật xin lỗi tô huyển trồng mắt vì sao mặt nham giác chính thưởng thức tô huyển trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ thình lình nghe lời này có chút không hiểu tô huyển thấp cúi đầu một mặt hổ thẹn cái này sự tình cách nàng có chút khinh thường biết rất rõ ràng những người kia muốn nàng tính mạng tự nhận là có không gian mà không có sợ hãi kém chút hại người hại mình nếu như không phải ngươi giúp ta đổi giải dược hôm nay cũng sẽ không bị bọn hắn mang đi nói tới nói lui là ta thiếu ngươi tô huyển vén mắt đối đầu cặp kia chân thành vô cùng ánh mắt nước mắt tại hốc mắt đảo quanh nàng ung dung mở miệng ta cả đời này từ xưa tới nay chưa từng có ai giống từ đại ca như vậy đối ta ta nàng nghẹn ngào những người kia đến cùng là ai mặt nham giác ánh mắt tại tô huyển trên mặt đảo quanh tô huyển che giấu thần sắc lo lắng lắc đầu ta không biết bọn hắn chẳng qua nữ nhân kia cho ta nhìn một kiện tính vật, là thái tử đồ vật. Thái tử? Mặt nham giác sắc mặt có chút khó coi, cái này sự tình thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Hắn lúc nào đưa qua đồ vật cho những nữ nhân khác rồi? Ừm, là cái ngọc khóa. Tiếp theo cười khẽ, có chút tự dễu, chắc là sợ ta cản con đường của nàng, cho nên mới nghĩ nhổ cỏ nhổ tận gốc đi, nhưng ta đã cùng cái kia thái tử không có bất cứ quan hệ nào. Mặt nham giác chìm lông mày, dùng sức nghĩ cũng nghĩ không ra cái gì ngọc khóa. Có điều, hắn ngược lại là có một điểm phương hướng. Đã người kia kiên kỵ như vậy ngươi tồn tại, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, có lẽ cái kia thái tử đối ngươi thật nhiều để ý. Tô huyển khẽ giật mình, lập tức cười khổ, không có khả năng, nếu như để ý hắn liền sẽ không đối ta phát ra thư cầu cứu làm như không thấy. Mặt nham giác chờ đến cơ hội, cuối cùng không có bị Tô huyển ngăn lại cái đề tài này. Thư cầu cứu. Tô huyển nuốt cô một chút, sống mắt tại mặt nham giác thoa đầy vết sẹo trên mặt lung lay, ừm, ta sắp không chịu đựng nổi thời điểm viết qua tin cho hắn, nhưng hắn về cho ta chính là hai chữ, đi chết. Mặt nham giác môi mỏng khẽ nhếch, nghe đầu ông ông, ngươi. Viết qua tin, còn được đến hồi âm. Hắn làm sao không biết. Cái này đạp mã, đờ mờ, là chuyện khi nào. Tô huyễn không thể nào giải thích, dù sao kia là chuyện của kiếp trước. Nàng gần như tuyệt vọng, viết một phong thư cho mặt nham giác, nói cho chính hắn là ai, có hồi âm chính là băng lãnh vô tình hai chữ mặt nham giác mờ mịt vừa định để lộ trên mặt che trắng thẳng thắn lúc này tô lão thái thái gọi tiếng liền vang lên tiểu lục a tiểu lục ngươi ở bên trong à ta tại tổ mẫu tô huyễn quay đầu ứng thanh lau lau nước mắt ẩm ướt khóe mắt tô lão thái thái đôi mắt lo âu không ngừng nhìn quanh ngươi không sao chứ tô huyễn đi tới nắm chặt nàng tay cười cười ta không sao là từ đại ca đã cứu ta. Hắn thụ thương. Ngươi đi đâu rồi? Tô lão thái thái nghe nói tô huyển bị mang đi, gấp đến độ không được, nửa ngày cũng không thấy người, chỉ nghe liễu thị trào phúng nói đầy miệng, trở về liền tiếng từ đại phòng, nàng liền tới tìm. Mặt nham giác nhìn xem cánh tay bị xử lý qua bỏng, đáy mắt một mảnh âm trầm, huyển nhi cầu cứu qua. Còn được đến hồi âm. Chẳng lẽ có người giả mạo hắn? Giờ khắc này, hắn quyết định thẳng thắng, cũng không phải ở đây, muốn tìm cái thích hợp thời gian, tối thiểu không ai quấy rầy thời điểm, hắn muốn đem tâm ý của mình nói rõ ràng, hắn cảm thấy giữa bọn hắn hiểu lầm quá sâu. Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện gây sự nữ nhân. Nguyên Chiêu đi thăm dò. Nữ nhân kia trong tay ngọc khóa là chuyện gì xảy ra? Ngọc khóa? Nguyên Chiêu kinh ngạc, điện hạ, cái gì ngọc khóa? Chính là thái tử đưa ra ngoài ngọc khóa. Nguyên Chiêu khổ mặt, thái tử. Đó không phải là chính ngài sao? đưa không có đưa, ngài trong lòng mình không có điểm số sao. Mặt thích minh dời tiểu toái bộ tới gần, bị ngũ ca lạnh lùng khí thế bị hù có chút lạnh mình, ngũ ca. Ngươi, ngươi thật sự đưa tính vật từng đi ra ngoài. Mặt nham giác miếng. Môi, mắt long long nhìn chầm chầm hắn, nói bậy. Ta làm sao không biết. Từng. Mặt thích minh sờ sờ mũi, đâm lao phải theo lao, hắn đã đáp ứng mẫu hậu không nói cho ngũ ca, nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn không nói tình hình thực tế, cái kia. Là phụ hoàng mẫu hậu làm chủ đưa đi Đông Anh quốc. Phụ hoàng. Mặt nham giác hiểu. Hóa ra là Đông Anh quốc dở trò quỷ. Chương 52, hôn ước này cho ngươi như thế nào? Điện hạ. Chẳng lẽ người kia là Đông Anh công chúa? Mặt nham giác cao mày, trầm mặt không nói. Kia. Phải làm sao mới ổn đây? Nguyên chiêu bắt đầu lo lắng nếu là Đông Anh quốc công chúa. Liền hướng về phía kia hai cái hoàng đế làm bằng sắt giao tình, người kia bọn hắn không thể chạm vào. Nhưng lại đem tính vật gì cho Tô Huyển nhìn, đây không phải lộn xộn sao. Không nghĩ tới kia Đông Anh quốc công chúa tự mình đến. Hở? Không đúng. Khi công chúa làm sao biết tô cô nương. Liền bọn hắn điện hạ đều là tô phủ bị xét nhà về sau mới phát hiện. Mặt tích minh hai tay vòng ngực, một mặt ăn dưa, ngủ ca nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Cái kia đông anh tên giả mạo thật là chán ghét. Vậy mà đối tô huyễn tỷ tỷ làm ra chuyện như thế. Ngũ ca, về sau ngươi có thụ. Mặt nhăm giác mí mắt nhảy loạn, lúc đầu việc hôn sự này chính là tại hắn niên thiếu vô tri thời điểm bị cứng rắn giữ lại. Phụ hoàng cùng đông anh hoàng giao tình rất sâu, thân so thân huynh đệ còn thân hơn. Thần đàn phát thể tương lai nhất định phải làm thân gia. Thái tử vị trí cũng không là chính hắn nguyện ý, hôn sự cũng không phải căn cứ vì đại thuận phân ưu suy nghĩ, hắn đều nhận lời. Nhưng bây giờ những cái này bị đè ở trên người gánh để mặt nham giác có chút phiền chán. Gặp hắn trầm mặt không nói, mặt tích minh không bình tĩnh, ngủ ca. Ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý a. À. Nếu như cái kia công chúa còn tìm tô huyển tỷ tỷ phiền phức. Kia. Từ công công. Bút mực. Mặt nham giác lạnh giọng nói. Từ dịch bị điểm, giật mình ưỡng một cái, tranh thủ thời gian chuẩn bị mấy người vây quanh ở bên cạnh bàn nhìn xem mặt nham giác trong tay bút lông hối hận cưới sách không ổn không ổn a à. điện hạ cái này hối hôn sách nhưng vạn vạn viết không được a à. từ dịch tranh thủ thời gian ôm lấy góc bàn cả người đều nằm sắp đi qua tránh ra mặt nham giác phiền khí điện hạ cái này thật không được a à. từ dịch khóc khi đông anh quốc quân cùng bọn hắn hoàng thượng đồng dạng Cả một đời đều nghĩ sinh nữ nhi, hai nước giao hảo đã nói trước, cái nào tiên sinh ra nữ nhi, liền đem nữ nhi gả đối phương hoàng tử vì phi. Tốt, đại thuận hoàng cố gắng nửa đời đều không có nửa cái nữ nhi sinh ra, thật vất vả Đông Anh quốc ra cái đoàn sủng tiểu công chúa, còn ném. Khi Đông Anh quốc quân cùng hoàng hậu bởi vậy đều nhanh thành bệnh tâm thần, chúng ta thuận đế cũng không biết có bao nhiêu đau lòng. Tuy nói bây giờ công chúa là nhận làm con thừa tự hài tử, thuận đế lại là miệng đầy đáp ứng cũng coi như tròn hai người thông gia chi mộng. Một khi thái tử điện hạ cái này hối hôn sách đưa tới, kia đông anh đế khẳng định cảm thấy mất mặt mũi, cho rằng thái tử ghét bỏ nhận làm con thừa tự chi nữ, cái này mất mặt mũi là nhỏ, làm không tốt bởi vậy lại giống lúc trước như vậy nổi điên. Cái này, cái này chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Khi Đông Anh bắt cương bên ngoài bắt cảnh quốc, thế nhưng là lâu dài mắt nhìn chầm chầm đâu. Nhìn xem bị từ dịch lật đi lật lại giấy, mặt nham giác thở dài một tiếng khí đục, đem bút lông quăng ra, trực tiếp đổi đến trên mặt của hắn. Vậy các ngươi nói, bản cung muốn làm thế nào? Mặt nham giác cao mày, chưa bao giờ có bất lực, nếu không. Giết nàng. Không thể không thể a. À. Từ dịch lần nữa thúc thiết, điện hạ, Đông Anh Đế sẽ phát điên. Nguyên chiêu gật gật đầu, từ công công nói không sai, Đông Anh Đế một điên, Hoàng thượng Hoàng hậu cũng sẽ điên đến lúc đó sẽ đem tất cả sai đều oán tại trên đầu của ngươi một khi ra được sự tình ra có nguyên nhân như vậy tô cô nương coi như nguy hiểm hiện tại chẳng qua là cái hung hăng càng quấy công chúa nếu như bởi vì tô cô nương ảnh hưởng hai nước quan hệ chuyện này coi như thật lớn thái tử điện hạ nói hoang nói là cải trang nếu như bị hoàng thượng biết hắn là vì cái cô nương khi tô huyển coi như ai cũng không giữ được hoàng thượng cùng hoàng hậu thiết huyết thủ đoạn ai chưa nghe nói qua cái gì cũng không được. Mẹ nó. Bản cung cái này thái tử làm thật sự là uất ức. Mặt nham giác nghiêng mặt qua, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mấy người cũng không có cái gì tốt biện pháp, đều là cúi thấp đầu xuống. Từ dịch lòng còn sợ hãi, nhanh lên đem kia viết hối hôn sách ba chữ giấy viết thư cho phá tan thành từng mảnh. Tích Minh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mặt Tích Minh khẽ giật mình. Có chút sững sờ, ngủ ca, ngươi sẽ không mất trí nhớ đi. Ta năm nay 10 tuổi a, à, ngươi quên rồi. 10 tuổi. Mặt nham giác nhìn về phía từ dịch, khi đông anh công chúa mấy tuổi. Từ dịch ngẩng đầu, ê. Đầu xuân liền cùng cập. Nếu không, đem hôn ước này cho ngươi như thế nào? Mặt tích minh. Ngũ ca. Ngươi là người sao? Tô Thường Châu cùng thẩm thị tại phủ nha Đại Lao vừa mới bị hỏi qua lời nói, lại bị quan binh đưa vào lồng giam. Thẩm thị vẻ mặt buồn thiêu, quán khí trùng thiên mà nhìn xem tô thường châu tô thường châu đôi mắt trốn tránh ta nói như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta ngươi không cần như vậy nhìn ta lão gia nhưng kia dù sao cũng là chúng ta nhi tử hừ ý của ngươi là đem hai ta cũng trộn vào hắn làm ra như vậy sự tình nếu như không hái sạch sẽ đến lúc đó tính cả phụ mẫu đều bị vấn trách đây chẳng phải là xấu đại sự của ta lão gia thẩm thị bất đắc dĩ ô ô khóc thành tiếng không nên nói nữa. Cái kia khốn nạn làm ra loại sự tình này, ai cũng không giúp được hắn. Thẩm thị, tối thiểu cũng phải để chúng ta nhìn một chút tiếp nhi đi. Nàng còn muốn hỏi một chút Ninh Nhi đến cùng ở đâu? Thẩm tự sơn bị bắt giam, Thẩm gia dược đường bị phong, Thẩm phủ xảy ra chuyện, không biết mẫu thân. Đúng rồi. Mẫu thân khẳng định biết Ninh Nhi ở đâu. Vẫn luôn là Bạch Kính Vân cùng Tiết Huy liên hệ. Bịch một tiếng, hai người phân biệt bị đưa vào khác biệt nhà tù. Ta có tính vật ở đây. Thấy rõ ràng, ta thế nhưng là Đông Anh công chúa. Ngươi dám can đảm không để ta thấy thái tử ca ca. Vu nhược yên thần khí dơ lệnh bài đứng tại tri phủ Phạm Kỳ trước mặt. Phạm Kỳ khó xử, cung kính nói nói, thái tử thật không ở nơi này. Hắn không phải đến Vũ Châu sao? Không phải đang làm thẩm gia bản án sao? Không tại phủ nha sẽ ở đâu? Cái này khi thái tử điện hạ đi đâu hạ quan làm sao dám hỏi a à? phạm kỳ sắp khóc được vậy ta hôm nay sẽ chờ ở đây hắn dứt lời phu nhược yên mang theo người liền đi vào bên trong căn bản mặc kệ phạm kỳ quýnh sắc phạm kỳ bất đắc dĩ vị này chủ hắn cũng không dám đắc tội đây chính là tương lai thái tử phi tương lai hoàng hậu hắn có một trăm cái đầu cũng không dám đem người đuổi ra ngoài nghe nói người của thẩm gia đều bị các ngươi bắt đến vũ nha rồi Vô nhược yên điềm nhiên như không có việc gì, nhìn chung quanh nhìn lướt qua cái này phủ nha bên trong trang hoàng, có chút két bỏ. Vũ Châu Tri Phủ, ở thật đúng là keo kiệt. Là. Đều tại Đại Lao, đợi điều tra minh chân tướng sau liền bị xử lý. Cái này sự tình không phải bí mật, là đầy Vũ Châu đều biết bản án, chắc hẳn vị công chúa này cũng nghe nói. Nha. Kia. Bị lưu vong tô thường châu cũng bị bắt tới rồi. Phạm Kỳ khẽ giật mình, khóe môi run lên, liền cái này sự tình thái tử điện hạ đều báo cho rồi cung kính gật đầu vâng vì sao a à? khi tôi tiếp phạm tội cùng hắn cha mẹ có gì tương quan đây là đại thuận luật pháp chỉ là bắt tới ra hỏi vu nhược yên biểu môi hướng phía lạc tây hiểu ý liếc mắt vào đêm lạc tây mê choáng phủ Nha thị vệ mang theo tại như nhược yên tiến vào giam giữ tô thường châu nhà tù tô thường châu giật cả mình đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy một cái cô gái trẻ tuổi cười như không cười nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Vu Nhược Yên cười khẽ, xem ra, ngươi không biết ta. Tô Thường Châu ngốc trệ, quan sát tỉ mỉ, có chút quen mắt, có thể. Không biết. Không sao. Ngươi cũng không cần nhận biết ta. Ta là tới giúp cho ngươi. Giúp ta. Tô Thường Châu đầy mắt cảnh giác, ta chẳng qua chỉ là cái lưu phạm, có gì cần ngươi trợ giúp. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể giúp ta tẩy thoát tội danh hay sao? Vu Nhược Yên cười lạnh, chậm rãi nhẹ nhàng, tô thường châu giấu rất sâu. Sự kiện kia cũng là nàng trước khi chết mới biết được. Chương 53, mặt nham giác không nói hai lời trực tiếp thân. Cái gì? Ngươi để ta giết tô huyển. Không có khả năng. Tô thường châu cự tuyệt. Thẩm thị cầm tô huyển đi cho Ninh Nhi làm thế thân. Cái này sự tình có thể có. Làm xong việc, người vẫn là sẽ bị trả lại có thể giết Tô Huyển, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Huống hồ nha đầu kia còn không thể giết. Làm sao? Ngươi còn dự định giữ lại Tô Huyển đi hoàn thành sự kiện kia. Vu Nhược Yên trào phúng câu môi. Tô Thường Châu nheo cặp mắt lại, ngươi đến cùng là ai? Làm sao nữ tử này có vẻ như biết chút ít cái gì? Chuyện cơ mật như vậy, làm sao lại có người biết? Ta nói, ngươi không cần phải để ý đến, có điều. Tính toán của các ngươi ta cũng biết ngươi coi như ta là một cái biết trước người đi ta hiện tại liền nói cho ngươi biết nếu như giữ lại tô huyển các ngươi kế hoạch căn bản được không còn có một việc ngươi nhất định còn không biết a à. thái tử đã đến vũ châu nói không chừng liền sẽ biết tô huyển tồn tại nặng nhẹ chính ngươi cân nhắc một chút đừng tưởng rằng giữ lại cái nha đầu kia liền có thể thế nào tiếp qua mấy tháng doanh công chúa liền phải đến đại thuận ngươi cũng không nghĩ tại cái này trong lúc mấu chốt sinh ra biến cố gì không phải Thái tử đến Vũ Châu. Tô Thường Châu mí mắt bắt đầu cuồng loạn. Khi thái tử không phải muốn giết Tô Huyển sao? Có thế có biến cố gì? Chính mình cũng không cho rằng sự tình, nói cũng đúng quể oải. Dạ. Bọn hắn không phải thái tử người. Vu Nhược Yên lắc đầu, có chút im lặng, cái này Tô Thường Châu thật sự là bùng nhão không dính lên tường được, liền loại người này có thể làm được bao lớn sự tình. Cho ta ngẫm lại. Tô Thường Châu lòng có chút hoảng nghĩ kỹ liền đem cái này bao thuốc phóng tới tô huyễn ăn uống bên trong. Ghi nhớ, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vu Nhược Yên ném một bao thuốc bột tại tô thường châu dưới chân, nghiêng mắt quét nhẹ, cuối cùng ghét bỏ ra nhà tù. Tô huyễn ngay tại cuối đầu, mượn ánh nến cho tô lão thái thái theo vây mũ. Sắp sửa trước, tô lão thái thái nói hai câu đầu có chút chìm, lão nhân gia lớn tuổi, không thể gặp gió. Bột một tiếng. Bên tay nàng trên mặt bàn đột nhiên rơi xuống một phong thư cô huyển bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía tất cả mọi người ngủ tỉnh chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang nàng nhíu mày sẽ không lại là cái kia nữ nhân điên đưa tới a à? quan sát một chút phong thư cũng không có ngâm độc nàng cầm lấy mở ra một nhóm cường tráng mạnh mẽ chữ đột nhiên đụng vào tầm mắt đến hậu viện rừng cây ta ở đây đợi ngươi ký tên mặt nham giác cô huyển đôi mắt run lên thái tử hắn tìm nàng đến rồi không có khả năng. Còn có. Cái chữ này dấu vết, không quá giống. Mặc dù nàng không chút tiếp xúc qua thái tử chữ. Nhưng kiếp trước kia hai cái băng lãnh hồi âm, cùng mặt trên chữ viết nói hùa, lại không phải một người viết. Tại hiện đại, nàng tiếp xúc qua kiểu chữ phân tích, là bản nhân viết vẫn là bắt trước, nàng liếc mắt liền biết. Cô huyển đem tin ném vào không gian, bỏ mặt. Ngửi ngửi ngửi. Lục mau ủi sống mũi, nhìn thấy trống rỗng bay tới phong thư đây không phải cái kia hơi tiền nam hương vì sao nó cũng lười lý duỗi ra trải qua dược thủy móng vuốt tiếp tục ca ưu nằm đang lúc cô huyển chuẩn bị thổi tắt ngọn đến thời điểm về một tiếng lại rơi một phong là ta hiểu lầm ra tới gặp mặt ta đem hết thảy đều nói cho ngươi cô huyển miếng miếng môi thở ra một hơi gặp liền gặp chỉ cần không hạ hố sâu cái gì yêu ma quỷ quái nàng còn không sợ lớn không được thả chó lục mau chính nhàm chán đâu thổi tắt ngọn nến tô huyễn từ gian phòng nhẹ chân nhẹ tay đi ra thẩm thị không tại tô gia những người này ngược lại là yên tĩnh không ít cũng thái bình rất nhiều vừa ra khỏi cửa tô huyễn đã cảm thấy không hiểu tỉnh nàng đề cao cảnh giác nhìn một chút mở cửa sân thủ vệ quan sai vậy mà đều nằm xuống đất ngáy lên cái này người đến có chuẩn bị đều an bài tốt a nhìn nhìn lại từ đại ca phòng đã đen đoán chừng là ngủ. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nàng hướng phía hậu viện đi đến. Mảnh này dịch trạm chiếm diện tích không nhỏ, đánh giá trước kia hẳn là tòa cho vãng lai khách thương chuẩn bị dịch trạm, cũng không biết lúc nào hoang phế, trở thành lưu phạm lâm thời nghỉ ngơi địa. Tới gần sau rừng còn có cái hồ nước, chỉ có điều đường bên cạnh hành lang đỉnh nói có chút rách nát không chịu nổi. Tròn trị trăng tròn phản chiếu tại trong hồ nước ương, người xuyên ám sắc trường bào, sợi tóc như thác nước, đầu đội ngọc Quang nam tử đứng chắp tay, đưa lưng về phía nàng, nơi ống tay áo kim tuyến mãn văn bị ánh trăng soi sáng ra oánh trác mà cao quý ánh sáng. Cảnh tượng này, giống như nàng tại trong tô phủ nhìn thấy hắn lúc như vậy, chẳng qua là bây giờ là lạnh không đêm trăng, mà khi đó là lửa nóng mặt trời rực rỡ. Như cùng nàng trái tim. Không sai, là thái tử. Ký ức lập tức xông vào tô huyển trong đầu. Nàng rủ xuống rủ xuống mắt, đứng vững tại cùng hắn duy trì 5 mét khoảng cách mặt nham giác đã sớm nghe được sau lưng tiếng bước chân nhưng lúc này một trái tim sắp nhảy ra cuốn họng hắn có chút khiếp đảm không có lập tức quay người cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy trong lòng cuồn cuộn nhiệt huyết khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi cũng không biết mình cái tư thế này có thể hay không để nàng nhớ tới hai người quá khứ thái tử điện hạ muộn như vậy ngài hạ mình gọi ta cái này nho nhỏ lưu phạm không biết có chuyện gì thanh âm băng lãnh mà xa cách mặt nham giác hung ác nhíu mày vũ trong lúc nhất thời lưng có chút cứng đờ. Tô huyển giật giật môi, đứng lặng tại chỗ, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Nếu như ngài là đến cảnh cáo ta, như vậy không cần tự mình đến, chỉ cần để người thông truyền một tiếng là được. Tô huyển lời nói lạnh nhạt. Mặt nhăm giác nắm chặt quyền, bỗng nhiên xoay người, một tấm khuôn mặt tuấn tú ở dưới ánh trăng cương nghị lập thể. Tô huyển ngước mắt đối đầu tấm kia đã từng mong nhớ ngày đêm mặt, giờ phút này nàng đã tâm lặng như nước. Rốt cuộc đã không dậy nổi một tia gợn sóng nhìn xem nam nhân giữ im lặng, Tô Huyễn chợt cảm thấy buồn cười, có khó như vậy lấy mở miệng sao? Muốn nói cái gì liền nói tốt? Kiếp trước nàng như vậy cầu để người này mang nàng đi, kiếp này vậy mà mình liền chạy đến rồi. Nhưng nàng đã không phải là kiếp trước cái kia khúng núng, không biết trời cao đất rộng Tô Huyễn. Không có yêu cầu xa vời, liền sẽ không mê thất mình. Nguyên lai like có chút sự tình cũng không phải mình nghĩ như vậy khó. Thái tử Điện Hạ Ngô 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 Tô Huyển đôi mắt trợn to. Không thể tin úp úp mở mở lên tiếng, nhìn xem dáng tại trước mắt khuôn mặt tuấn tú. Môi đỏ bị cậy mở, lạnh một hương khí trượt vào răng ở giữa. Nàng làm sao đều không nghĩ tới. Thái tử. Mặt nham giác vậy mà. Vậy mà không nói hai lời trực tiếp liền hôn vào đến rồi. Phản phất bị sét đánh bên trong, tô huyển đại não anh một chút liền nổ. Chậm qua thần, nàng bắt đầu xô đẩy, làm sao nàng làm sao đánh mặt nham giác lồng ngực, Nam nhân hai tay giống như kiềm sắc đưa nàng chăm chú giam cầm, hắn vốn muốn nói chút gì, nhưng dưới tình thế cấp bách, nhất là nghe được kia băng lãnh xa lại lời nói, hắn chỉ muốn làm như vậy. chương 54, ta vừa mới thân ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng có cảm giác. Nơi xa trên cây nguyên chiêu đột nhiên đem mặt tích minh con mắt che lên. Mẹ vậy! Thái tử điện hạ lúc nào như thế bi mảnh rồi. Đây thật là chấn kinh bọn hắn những cái này quan cung cái cầm. Đau mắt hột A. Đau mắt hột vẫn là tránh mau đi. Mặt tích minh còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị Nguyên Chiêu cho cuốn đi. Nếu như biết thái tử điện hạ như thế gấp gáp, đánh chết Nguyên Chiêu cũng sẽ không mang theo mặt tích minh đến nhìn lén. Lực lượng cách xa, tô huyển xô đẩy chẳng qua. Tại hắn lần nữa tiến thẳng một mạch nháy mắt, nàng hung tận hướng phía ngôi của hắn cắn. Ừm. Ngưng lông mày hừ nhẹ đồng thời, mặt nham giác bị tô huyển đẩy một cái lão đảo. Hắn liếm liếm bị cắn phá môi, một cổ ngai ngái nện loạn hắn tâm, mấy ngày không gặp, không nghĩ tới ngươi đổi thuộc tính. Hắn khôi phục dĩ vãng thanh âm, giả dạng làm từ lão đại lúc, hắn luôn luôn đè ép thanh âm, nghe tang thương lại khàn khàn. Lúc này từ tính êm tai, mê hoặc chọc người. Lưu manh. Tô huyển lau lau thấm ướt môi đỏ. Gặp qua không muốn mặt. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Đây là cái kia thái tử sao? Nàng trong trí nhớ thái tử, là xấu hổ nói câu lời tâm tình đều sẽ vành tai ửng đỏ nguyên lai like đều là trang thỏa thỏa dọc một cái lớn móng heo cô huyễn coi như để chó cho gặm quay mặt chỗ khác cho nên nửa đêm canh ba thái tử điện hạ tìm ta chính là đến chiếm tiện nghi hai đời lần này nụ hôn đầu tiên hết rồi mà lại cũng không mỹ hảo vì cái gì đem ngọc trâm lưu lại phản phất đây là mặt nham giác khúc mắt hắn quyết định đến thời điểm chính là muốn chính miệng hỏi một chút đồ không cần tự nhiên không cần đưa đến trên thân. Tô huyễn nhàn nhạt. Ta nói qua, để ngươi. Đợi ta từ Giang Nam trở lại đón ngươi. Ta không có nuốt lời. Mặt nham giác nhìn chầm chầm nàng, không hề chớp mắt. Tô huyễn cười lạnh, trong mắt lộ ra trào phúng, trở về tiếp ta. Đáng tiếc tô phủ bị xét nhà. Đó là bởi vì tô thường châu nói ngươi đã chết. Nói ngươi cùng thị vệ cấu kết, bị hắn đánh chết. Ta. Ta lúc ấy rất tức giận cho nên cho nên ngươi mới có thể chép tô phủ nhà tô Huyễn nhướng mày trong lòng kinh ngạc đáy mắt lại dị thường bình tĩnh ta nói như vậy cũng không phải là oán hận ngươi kê biên tài sản tô phủ tô thường châu trừng phạt đúng tội chỉ là ngươi ta cũng không liên quan ta nhìn thấy viên kia Ngọc Trâm mới biết được ngươi còn sống mà ngươi là tô phủ Lục tiểu thư đây hết thảy đều là về sau mới biết được ngươi khi đó cũng không có nói cho ta mặt nham giác nhìn xem tô Huyễn trong mắt không có một gợn sóng có chút hoảng hắn coi là đem sự tình nói rõ ràng tô huyển đối với hắn liền sẽ không còn có hiểu lầm trong thời gian này không hề dài hiểu lầm giải khai nàng đối với hắn sẽ không còn có thành kiến nhưng sự tình cũng không phải là mình nghĩ như vậy nữ tử trước mắt dường như cách hắn có chút xa nhưng hắn không biết tại tô huyển thế giới bên trong đây hết thảy đều là cách một thế hệ sự tình bây giờ nói rõ ràng thì có ích lợi gì hắn coi là những cái kia đều là hôm qua sự tình mà nàng đã sớm thương hải tan điền. Hai người lần lượt trầm mặt. Ngươi còn thích ta sao? Mặt nham giác không tri tâm đau nhức, đánh vỡ trầm mặt, con ngươi đen như mực chăm chú nhìn chầm chầm nàng mặt nghiêng. Không thích. Cô huyễn bình tĩnh lông mày, thốt ra. Ta không tin. Ta vừa mới thân ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng có cảm giác. Cô huyễn giật mình mắt. Ngươi. Nói nhảm, đây chính là nụ hôn đầu của nàng liền bị cái này cẩu nam nhân cướp đi nàng có thế không khẩn trương sao được. Nhấc lên cái này gốc trạ. Nàng liền nghĩ đánh người. Nhưng nàng biết mình căn bản đánh không lại hắn. Đường đường thái tử, vậy mà làm ra bẩn thiểu hành vi, ngươi đều không xấu hổ sao. Tô huyễn im lặng. Mặt nham giác liếm liếm môi, ánh mắt rơi vào tô huyễn môi, trên mặt viết vẫn chưa thỏa mãn. Tô huyển lười nhát nhìn hắn, mặt hướng hồ nước. Tô phủ cái kia tô huyễn hoàn toàn chính xác thích qua ngươi. Nhưng nàng thật đã chết hiện tại ta là sống lại mặt nham giác rõ ràng không để ý tới giải sống lại hàm nghĩa ngươi đang tức giận khí ta không có ngay lập tức tới tìm ngươi tô huyễn cười nhạo khinh miệt câu môi ngươi không chỉ có đùa nghịch lưu manh vẫn là cái tự luyến cuồng mắt mù a đoản mệnh đồ ăn tô huyễn ngươi làm sao lại thích như thế cái nam nhân tốt ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian ngươi nên nói cũng nói xong ta muốn trở về Cô huyển quay người nhấc chân muốn đi Mặt nham giác một cái từ phía sau đưa nàng ôm lấy Không cho phép đi Lời nói không nói rõ ràng Cô huyển chỉ lên trời liếc mắt Dùng sức bấm một cái hắn kiềm chế tại trước ngực mình cánh tay T Vị trí kia thế nhưng là bỏng Cái này nhẫn tâm nha đầu Nhưng mặt nham giác chỉ có thể nhịn Không phải đã nói rõ ràng sao Tốt Đều là hiểu lầm Ta đã biết nhưng ta không thích ngươi. Về sau chúng ta riêng phần mình mạnh khỏe. Buông tay. Tô huyễn muốn cắn người. Duy chỉ có dạng này khả năng phát tiết trong lòng nàng tức giận. Ta mang ngươi đi. Có được hay không? Chỉ cần ngươi gật đầu. Ta có thể cho ngươi một cái thân phận mới. Rời xa tô gia. Mặt nham giác ôm nhu, đáy lòng lộ ra nói không nên lời sợ hãi, phản phất bung ra tay, cô nương liền sẽ đi xa, hắn đem mặt vùi vào tô huyễn sợi tóc hấp thu để hắn mê say mùi thơm ngát thả ta ra lớn móng heo tô huyển cắn răng giơ chân lên hung hăng hướng phía mặt nham giác mu bàn chân đập mạnh đi lên t mặt nham giác bị đau bị ép buông lỏng tay ra nâng lên đau buốt nhất chân dùng tay vuốt vuốt lớn móng heo là cái gì huyển nhi đói rồi tô huyển tránh thoát sắc phê móng vuốt đi mau mấy bước quay người hừ thái tử điện hạ quả nhiên quyền thế ngập trời Sinh tử của người khác tất cả ngươi một ý niệm. Ngươi cho rằng ngươi có thể chi phối cuộc sống của người khác sao? Đem ta mang đi. Mang đến đây. Là đổi tòa thành. Vẫn là ẩn nấp. Hoặc là đặt ở ngươi trong phủ làm cái tỳ nữ vẫn là động phòng. Nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi thiên tuyển vợ đã tìm tới cửa. Về sau chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Cũng đừng cho người vô tội gây phiền toái. Nói xong, Tô Huyễn cũng không quay đầu lại. Càng chạy càng nhanh cuối cùng chạy về dịch trạm trong nội viện một đời kia nàng thấy không rõ thân phận của mình coi là chỉ cần lẫn nhau thích cho dù người tô gia không chào đón nàng cho dù tô thường châu căn bản không xem nàng như người nhìn chỉ cần hắn nói thích nàng như vậy nàng cái gì còn không sợ cuối cùng chẳng qua là hoàng lương nhất mộng một thế này nàng sẽ không lại bị hắn nhiễu loạn tâm thần tô huyễn không ngốc làm nàng nhìn thấy viên kia ngọc khóa thời điểm bao nhiêu liền đoán được tăng thêm những người kia thâm thúy mặt mày không phải trung nguyên tướng mạo rất có thể chính là đông Anh người mà nàng tiến vào hoàng đế tư kho nhìn thấy những cái kia thư đông Anh công chúa chính là thuận đế vì ngũ hoàng tử chỉ thê tử bây giờ nàng là hiện đại tô huyển không có hèn mọn nữ tử ủy thân cho nam tử bộ kia cho nên nàng không thể nào là bất luận kẻ nào thì thiếp sẽ không trở thành thái tử hậu cung một viên nàng muốn tiêu sái tùy tiện còn sống báo thù chính là nàng hiện tại duy nhất mục đích mang đi tô lão thái thái tìm an nhàn địa phương sinh hoạt, vẫn như cũ là mình dự tính ban đầu. Tô huyển chưa có trở về gian phòng, nhìn thấy trong phòng đen đến đèn, nàng trực tiếp tiến vào không gian, đi đánh răng. Chó thái tử. Trong lòng đem mặt nham giác mắng trăm ngàn lần. Lục mau ngáp một cái, tự tại cổng, hít hà. Hóc phân. Ngươi hôm nay tài vận thật sự là trùng thiên A. À. Làm sao trên người hơi. Tiền vị càng ngày càng nặng. Đừng đề cập nhìn thấy cái kia chó thái tử. Tô huyển hung tận đánh răng, úp úp mở mở lên tiếng, cả người cùng cái xù lông gà giống như. Chó. Thái tử. Lục mau không xác định lại đối hư không hít hà. Móng của nó thụ tai nạn lao động, lúc này không tiện đi đường. Cùng đầu to lớn hào sâu róm giống như hướng phía trước ủi ủi. hắc vân đang tức giận, nó liền không lắm miệng. Nói thật ra, vì sao trong miệng nàng chó thái tử cùng mặt đầu sát một cái vị? chẳng lẽ hơi tiền đều là cái này mùi vị. Chương 55, ngươi không phải người tô gia. Mặt nham giác nằm ngửa, tư thế cùng lục mau có chút nói hùa, chẳng qua hắn nhưng không có lục mau như vậy hài lòng, lúc này tâm loạn như ma, có chút tuyệt vọng nhìn qua nóc nhà. Lo lắng bị tô huyễn phát hiện, hắn cũng không trở về dịch trạm, mà là tìm cái không xa khách sạn, bên người hóa trang hóa trang, trang điểm trang điểm. Vây quanh hắn một người vội vàng. Từ dịch thực sự không hiểu, mấy lần ở một bên đều muốn nói lại thôi. Thái tử Điện Hạ không phải đi tìm tô cô nương rồi. Vì sao trở về đúng là như vậy sống không dậy nổi dáng vẻ. Thợ trang điểm tiểu thái giám cũng không dám lên tiếng, Điện Hạ khí tràn quá mức âm lãnh, có thể sống như thế khỏe mạnh toàn bộ nhờ bao ở cái miệng này. Nhưng từ dịch là mặt nham giác trước mặt nhất được sủng ái hồng nhân, hắn thực sự có chút không nín được, khụ khụ. Cái kia, Điện Hạ, ân. Đã đều thấy tô cô nương, vì sao còn muốn trang A? mặt nham giác hiếp lại lãnh mâu lăn ra ngoài tập thể tay run một cái kém chút không có đem đồ trên tay dán hắn một mặt từ dịch yên lặng đau lòng điện hạ hai giây xem ra gặp mặt hiệu quả không lý tưởng a à. cũng không dám lại chướng mắt quyết định đi nhanh lên nàng đang tức giận không đầu không đuôi một câu từ dịch bước chân dừng lại khí ta không có ngay lập tức đến tìm nàng mặt nham giác từ từ nhắm hai mắt tự quyết định từ dịch thế nào cảm giác cũng không phải là đơn giản như vậy khi điện hạ dự định mặt nham giác có lòng mà không có sức cũng may ta không nói ta chính là từ đại không phải cái thân phận này liền không có từ dịch lần nữa đau lòng thiên chi kiêu tử không nghĩ tới vì tình mà buồn rầu thành dạng này trong lòng thật lạnh thật lạnh cũng không làm được gì không thể giúp thái tử nếu không tựa như tích minh nói như vậy đưa nàng trộm đi mặt nham giác nhìn thẳng nóc nhà ung dung mở miệng. Từ dịch. Điện hạ cử chỉ điên rồ. Từ dịch vuốt vuốt áo tù, xoay người, thở dài ngồi vào mặt nham giác bên người. Điện hạ. Khi đông anh công chúa đều tìm tới cửa. Tô cô nương bởi vậy còn suýt nữa mất mạng. Lão nô nghĩ, có lẽ chuyện này mới là mấu chốt. Mặt nham giác kinh ngạc, không nhìn ra, ngày thường khóc sức mướt lão già, một đôi mắt ngược lại là thông minh. Từ dịch lời nói chân thành, nếu không y lão nô nhìn. Điện hạ vẫn là từ bỏ đi. Bây giờ cục diện này, coi như điện hạ thật đem người tiếp đi. Như thế nào dàn xếp? Làm sao dàn xếp? Khi tô cô nương cũng không quá giống cái mặt cho người định đoạt tính tình, cái này sự tình một khi bị hoàng thượng biết. Phụ hoàng nếu như làm ra tổn thương tô huyễn sự tình. Ta liền xuất gia làm hòa thượng. Tức chết hắn. Mặt nham giác ngữ khí quật cường. Từ dịch nhanh khóc. Tuổi trẻ kinh cuồng A. Nào có đơn giản như vậy? Lão nô lắm miệng. Điện hạ bất giận. Lớn móng heo. Từ dịch khẽ giật mình, cười cười, điện hạ chắc hẳn đói, lão nô đi lầu dưới phòng bếp nhìn xem. Ừm. Cầm hai cái cho huyển nhi đưa qua. Tô huyển nhìn xem mặt tích minh đưa tới thơm ngào ngạt mập đô đô móng heo có chút mộng. Cho ta. Quá quý giá, ngươi ca thụ thương vẫn là cho hắn cầm đi ăn đi. Mặt tích minh thử lấy răng mèo, Phía bên phải gương mặt gạt ra một cái lúng đồng tiền nhỏ, chúng ta đều nếm qua. Đây là anh ta để ta lấy ra đưa cho ngươi. Tô huyển gãi gãi đầu, tối hôm qua gặp được cái lớn móng heo, trước kia thịt kho tàu móng heo liền xuất hiện, thật là khéo. Cũng không có phụ lòng hài tử hảo ý, Tô huyễn nhận lấy, cùng lúc trước, Tô huyễn cầm một chút dược hoàng làm trao đổi. Mặt tích minh không có cự tuyệt, tối hôm qua hắn nhìn thấy, ngũ ca đem Tô huyễn tỷ tỷ ôm lấy. Về sau phát sinh cái gì hắn không thấy được, trong mắt hắn, tỷ tỷ cùng ngủ ca càng ngày càng xứng. Tô Huyển vừa mới ăn xong điểm tâm cũng không đói, đưa một cái cho tô lão thái thái, mình lưu lại một cái. Tô lão thái thái đêm qua náo choáng đầu, từ hôm nay cũng không sớm. Nhìn thấy tô Huyển có chút ngây người, ngươi là ai a? À? Tô Huyển trong lòng siết chặt, tổ mẫu. Ngài không biết ta rồi. Thời gian dài như vậy đến nay, lão thái thái thế nhưng là chưa từng đưa nàng nhận lầm qua. Chẳng lẽ là lão niên si ngốc nghiêm trọng rồi cô lão thái thái cao mày lắc đầu, quay đầu nhìn về phía tô kỳ kỳ nhi. tô kỳ khẽ giật mình, hướng phía tô huyễn trào phúng cười một tiếng, u a, xem ra ngươi khoảng thời gian này hiếu tâm không tốt, tổ mẫu không biết ngươi, đã sớm nói không. ông đùi cũng không chiếm thô ôm. tô huyễn lòng chua xót rũ xuống cúi đầu, được rồi, lão thái thái là bệnh nhân làm gì so đo? ngươi không phải người tô gia, ta cũng không phải tổ mẫu của ngươi. ngươi, mẫu thân đừng muốn nói hưu nói vượng tô thường châu sải bước vào ngăn lại tô lão thái thái ăn nói linh tinh hắn tại phủ nha đại lao bị thẩm hoàn toàn rủ sạch cùng tô tiếp quan hệ đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên thẩm gia trên thân thẩm lan xuân tuy là bất mãn nhưng bây giờ thẩm gia không thể cứu vãn tô tiếp giết người đã thành kết cục đã định cũng chỉ đành thuận theo tô thường châu ý nếu như tô thường châu lại bởi vì chuyện này tội càng thêm tội đừng nói có thể hay không đến dần châu bọn hắn chỉ sợ đều ra không được vũ châu trước kia liền bị quan binh đưa trở về. Vừa vào cửa, liền nghe được tô lão thái thái thanh âm. Thường Châu, nha đầu này, không phải người tô gia. Lão thái thái, ngươi ngày thường mơ hồ cũng coi như. Làm sao lúc này ngay cả mình cháu gái ruột cũng không nhận ra rồi. Lời này là thẩm thị nói. Tô lão thái thái bị nghiêm nghị quát lớn, vẻ oải rụt rụt thân thể, đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chầm chầm tô huyễn đã lạ lẫm vừa khẩn trương. Tô Huyển nổi lên nghi hoặc, có chút không hiểu. Tiểu lục A. Đừng nghe nàng nói bậy. Càng già càng hồ đồ. Thẩm thị gượng cười. Thẩm Lan Xuân sẽ không như vậy vẻ mặt ôn hòa, mấy ngày này nàng chỉ cùng lão thái thái thân cận, đối bọn hắn đều là làm như không thấy, Các ăn cát, lão thái thái dạng này đối nàng, bình thường giảng, Thẩm Lan Xuân phải nói điểm ngồi châm chọc mới đúng. Không nghĩ tới, vậy mà là an ủi nàng. Hư giả. Trong lúc nhất thời, Tô Huyển cũng làm không rõ ràng Tô Lão Thái Thái lúc này đến cùng là thanh tĩnh vẫn là hồ đồ. Theo lý thuyết, nàng cho Tô Lão Thái Thái uống không ít nước linh tuyền, mà trong nước còn thả cường thân kiện thể thuốc, bệnh biến cũng sẽ không như thế nhanh. Một đời kia, Lão Thái Thái nhưng vẫn luôn là hồ đồ đến cùng, luôn luôn tiểu lục tiểu lục gọi, chưa từng phạm sai lầm. Nếu như không phải tăng thêm, xuất hiện biến hóa như thế, như vậy chỉ có một khả năng. Bệnh của nàng tại chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ rõ ràng những cái này, Tô huyển không chút biến sắc gật gật đầu điềm nhiên như không có việc gì nên làm gì làm cái đó đi mà một bên tôn di nương lại là nuốt khô một chút khẩn trương hướng phía tô huyển phương hướng nhìn tô huyển phát giác đối đầu tôn di nương ánh mắt đối phương lập tức cúi thấp đầu xuống lúc này giả tô ninh lấy một chậu nước đi tới tổ mẫu rửa mặt đi tô huyển nhướng mày kém chút đem nàng quên nàng tồn tại cảm thật đúng là thấp a à. ai tô lão thái thái cười cười đứng dậy nắm tay đưa tới trực tiếp đem tô huyển cho nàng dùng giấy dầu bao lấy móng heo bỏ vào tô ninh trên tay tô huyển có chút cảm giác khó chịu không nói gì dự định nhắm mắt làm ngơ đây chính là tiểu lục cho tổ mẫu tam tỷ tỷ thật sự là có ý tốt cầm tô kỳ không làm bao lâu không thấy thịt đã đếm không hết thẩm thị bất công mình nữ nhi đem đồ tốt đều hướng tô ninh trong tay tắt nàng đều nhanh thèm thịt thèm choáng lão thái thái làm sao cũng hướng trong tay nàng tắt Lão thái thái ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng không thiếu chất béo, nhìn thấy thịt cũng không thèm, nhìn thấy có người hầu hạ nàng, thói quen cử động mà thôi. Chương 56, đầu óc để ngựa hộ đá. Giả Tô Ninh bị Tô Kỳ cái này nói chuyện trong lòng máy động. Nàng chẳng qua là cái thẩm phủ hạ nhân, bị buộc lấy đáp ứng giả trang lưu phạm, giúp nó thoát thân sự tình, mà lại thẩm tự sơn đã báo cho nàng, trừ thẩm thị, không muốn cùng người Tô Gia quá nhiều giao lưu, cẩn thận nói nhiều lời mất, Vậy ta Không muốn Cho ngươi đi Nói Tô Ninh đem giấy dầu bao liền phải đút cho Tô Kỳ Tô Kỳ sững sờ Vừa mới nắm lấy giấy dầu bao Lại bị thẩm thị trực tiếp chiếm đi qua Ninh Nhi Đây là lão thái thái đưa cho ngươi Ngươi đổ hào phóng Lúc nào Còn có khiêm nhượng đồ ăn đạo lý Thằng ngu này Thẩm thị trừng giả Tô Ninh liếc mắt Tô Kỳ quyệt miệng Mắt thấy đến tay thịt cứ như vậy hết rồi nhưng tô ninh kia rụt rè bộ dáng làm sao chuyện. Tô gia đích nữ, luôn là một bộ hơn người một bậc, đại gia khuê tú dáng vẻ, lúc nào để ý như vậy cẩn thận rồi. Tô huyển công môi, thẩm thị muốn để cái giả tô ninh thật giả lẫn lộn, cái này cũng không tốt chơi. Nàng đứng dậy cũng thật muốn biết tô ninh ở đâu. Thiết kế người khác tiếp mục bây giờ rơi xuống trên đầu của mình, sẽ là như thế nào một bộ cảm tưởng. Điện hạ. Ngài đưa ra ngoài móng heo, giống như đến cái kia tô tam cùng thẩm thị trong tay mặt nham giác vén mắt, rõ ràng không vui. Nhìn chầm chầm vào người tô gia nguyên bảo hiểu ý an ủi, điện hạ yên tâm. Điện hạ đồ vật há lại dễ cầm như vậy. Mặt nham giác, hừ. Bản cung ngược lại muốn xem xem, người tô gia như thế khi dễ nàng, nàng đến cùng muốn hay không cùng bản cung đi. Nguyên bảo nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy điện hạ lúc này biểu lộ cùng lục hoàng tử không có sai biệt, có chút ngây thơ. Chạng vạn tối thẩm thị cùng tô ninh hai người lần lượt chạy cỏ tranh xí cùng nhà xí giao lộ ở giữa hai người kéo mặt mũi tràn đầy vàng như nến viện bụng leo đến trên giường tốt vạn chúng nhìn trừng trừng cũng dám hại đương gia mẹ cả là ai mấy người bị nàng kêu một cái giật mình phải ngươi hay không tô huyễn thẩm thị cái thứ nhất nghĩ tới chính là tô huyễn bởi vì móng heo là nàng cho tô huyễn không hiểu không phải đồng thời mình thèm ăn đáng đời ngươi còn không thừa nhận nhất định là ngươi ngươi không muốn đem ăn uống phân cho ninh nhi cho nên mới vụng trộm hạ dược tô huyển đều bị thẩm thị cái này siêu cường suy luận cho khí cười đại phu nhân ngươi chẳng lẽ quên kia là ta cho lão thái thái ăn uống cũng không phải đưa cho ngươi vậy ngươi nhất định là muốn độc hại lão thái thái cô lão thái thái nghe xong đột nhiên mở mắt ra đáy mắt hoảng sợ nhìn về phía tô huyển ngươi muốn hại ta. Tô huyễn nhíu mày lại, không phải tổ mẫu. Ta làm sao có thể hại ngài đâu. Khoảng thời gian này, hai ta ăn cùng một chỗ, ngủ ở cùng một chỗ, ngài đều quên rồi. Tô lão thái thái mờ mịt lắc đầu. Tô huyễn cảm thấy trầm xuống. Lão thái thái là bệnh nhân, nàng một cái bác sĩ, không cần thiết cùng bệnh nhân tranh luận. Thẩm thị cười lạnh, tô lão thái thái biểu hiện ngược lại là thật hợp nàng tâm ý. Khoảng thời gian này, nàng đang lo không có địa phương phát tiết ninh nhi mất liên lạc đang lo tìm không thấy tô huyễn khuyết điểm giáo huấn nàng đâu ngày thường có lão thái thái che chở nàng không tốt quá mức hiện tại lão thái thái đột nhiên không nhận nàng ngược lại là cái thời cơ tốt nghĩ như vậy thẩm thị chống lên thân dự định phát tiết trong lòng tích tụ mặc dù hai chân bất lực đánh như thế cái tiểu nha đầu cũng đủ nàng nâng tay lên hướng phía tô huyễn tấm kia làm cho tất cả mọi người đều đố kỵ mặt đánh tới nhưng bàn tay còn không có rơi xuống, thủ đoạn liền cứng lại ở giữa không trung. Ôi! Buông tay, buông tay! Thẩm thị đau nhe răng nhếch miệng, thân thể nghiêng lệch, tay cũng nháy mắt chết lặng đau nhất. Tô huyễn mạnh mẽ dùng ngón cái bóp lấy nàng dương trì huyệt, thẩm thị kêu khàn cả giọng. Kiếp trước, bọn hắn nói đánh là đánh. Còn tưởng rằng nàng tô huyễn vẫn là cái kia người người có thể lớn thức nhắm gà sao. Nàng ai đều không để ý. Không phục cùng đi. Dừng tay cô thường châu thanh âm từ trong viện vang lên người từ gia cũng đều vây quanh mặt nham giác đang chuẩn bị ra tay giúp đỡ ai ngờ cái nha đầu kia không sợ hãi chút nào các ngươi đang làm gì ông ngoại cô huyễn cho ta cùng ninh nhi hạ dược cô huyển hất tay của nàng ra cổ tay từ ống tay áo móc ra khăn xoa xoa thẩm thị mặt đen đây là ghét bỏ nàng sao là nàng suy nghĩ nhiều đi ta lặp lại lần nữa ta không có càng khinh thường Hạ Dược. Nếu như nàng nghĩ Hạ Dược, các nàng chết sớm. Nhưng nàng khinh thường loại phương thức này. Nàng muốn tru tâm. Tru nát những cái này nát phổi tâm. Các ngươi những cái này tham ăn lòng dạ hiểm độc quỷ. Cái kia móng heo là ta cho tô huyễn tỷ tỷ Mặt tích minh nhịn không được. Các ngươi đoạt người khác ăn uống. Còn muốn nói xấu tỷ tỷ cho các ngươi hạ dược. Như thế đại nhân, thật là không biết liêm sĩ. Tóm lại, mặt tích minh đoạn đường này, thế nhưng là kiến thức cho tới bây giờ không biết đến thế giới. Càng thêm nhìn thấy nhân tính mặt xấu xa ác độc. Lại là ngươi. Chúng ta tô gia sự tình, cùng ngươi cái tiểu hài tử không quan hệ. Thẩm thị mặt quýnh. Liền tiểu hài tử đồ vật đều cầm. Còn có mặt mũi nói. Lời này là mặt nham giác nói. Tô huyễn miếng miếng môi, nhìn hắn một cái. Từ đại ca người một nhà thật đúng là thiện tâm, hoàn toàn cùng tô gia thành so sánh có dạng này một cái huynh hữu đệ cung đơn giản gia đình thật tốt thẩm thị một người cũng chợt cảm thấy nói không lại nhiều như vậy người cái này từ thị huynh đệ thật đúng là quá ghét làm sao chuyện gì đều có hắn nàng nhìn lướt qua tô huyển trùng hợp thấy được nàng cùng từ đại công tử hai hai nhìn nhau lập tức trong lòng có chút cảm giác khó chịu nói tới nói lui chẳng lẽ gương mặt này bị từ đại coi trọng rồi không phải làm sao đều nói không thông những cái này người từ gia vì sao tổng giúp đỡ Tô Huyễn? Bọn hắn làm sao không đến giúp nàng, giúp Ninh Nhi? Hết lần này tới lần khác chính là Tô Huyễn đâu? Nhất định là. Trước đó nàng ngược lại là không có hướng phương diện kia nghĩ, lúc này, ngược lại là cảm thấy có ý tứ sự tình muốn phát sinh. Tô Huyễn gương mặt này cũng chính là từ nhỏ đến lớn dấu ở trong phủ, cứ như vậy dạng, còn để thái tử chờ đến cơ hội, cũng không biết hai người là tại sao biết. Nếu như phóng tới địa phương khác, kia há không phải là cái gì người đều có thể bị nàng mê đi. Bởi vì thẩm gia một màn này sự tình, trừ đôi kia khuyên tai, nàng đã tiêu hết tất cả bạc. Chỉ là chuẩn bị phủ nha bên trong quan binh, muốn gặp tô tiếp cùng thẩm tự sơn một mặt, đều không có làm thành. Những cái kia quan sai tâm thật là đen, tiền thu, còn không làm việc. Nếu như có thể sử dụng tô huyển đổi ít tiền, cũng không tính lãng phí gương mặt này. Nhưng từ đại mà, chính là cái lưu phạm, khẳng định cũng là nghèo rất mùng tơi, Tìm ai đâu? Tiêu chảy cái này gốc trả xem như đi qua Thẩm thị ôm bụng ôi lấy trở về nhà Cũng coi như tìm cho mình cái bậc thang hạ Ban đêm lặng lẽ đem ý tưởng này Cùng Tô Thường Châu nói chuyện Tô Thường Châu lập tức phản đối Ngươi cái này bà nương Đầu óc thật để ngựa hộ đá Ngươi cũng không nghĩ một chút Lúc trước nếu như không phải là bởi vì ngươi muốn Cầm tô huyển cho Ninh Nhi làm thế thân Có thế ra nhiều chuyện như vậy sao? Mình không có an bài tốt Liền lỗ mãn còn muốn giày vò. Yên tĩnh yên tĩnh đi ngươi. Tô thường châu thiệt là phiền. Trong lòng thật mâu thuẫn. Nữ nhân kia hắn nghe vào. Cũng lo lắng thái tử thật tìm tới tô huyển. Một khi đem tô huyển mang đi. Kia. Hết thảy đều xong. Chương 57, nhìn xem kiệt tác của mình, sướng hay không. Dết. Không dết. Vào đêm, tô thường châu tràn trọc. Thở dài. Nghĩ tới nghĩ lui hắn hạ quyết định tô huyển vẫn là muốn lưu bên kia thế nhưng là điểm danh muốn nàng đi dần châu nhưng nếu như thái tử thật là cái hoa si não tìm tới tô huyển làm sao bây giờ khi thẩm thị chủ ý cũng không tệ trách nát chi thân thái tử còn có thế muốn nhưng nếu như thái tử hỏi hắn vì sao lừa hắn nói tô huyển đã chết vậy hắn cũng có thế biên cái lý do bởi vì lúc trước nói với hắn cái kia nha hoàng hoàn toàn chính xác chết rồi thi thể được mang ra cũng là rất nhiều người nhìn thấy. Ai biết hắn nói cái kia? Tô Thường Châu cười cười, rất là hài lòng phen này rõ ràng mà kế hoạch chu toàn. Đã có thế ngăn cản thái tử, để nàng lọt vào ghét bỏ, còn có thể đem người đưa đến dần châu hoàn thành đại kế. Tô Huyễn không biết tô gia mới an bình mấy ngày, nàng lại bị người ở sau lưng tính toán. Mà trong đêm, lão thái thái tự hồ đối với nàng rất sợ hãi, không nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ. Tô Huyển nghẹn cả lòng nguyên chiêu đem những tình huống này đều báo cho mặt nham giác hắn nhíu mày cái kia tô lão thái thái không phải cùng huyễn nhi quan hệ cũng không tệ sao vì sao tính bất ngờ tình đại biến đầu óc có bệnh khi thì hồ đồ khi thì thanh tĩnh thế nhưng là trước đó ngược lại là cho tới bây giờ không có không biết tô cô nương hôm nay lại trước mặt mọi người nói nàng không phải người tô gia mặt nham giác khóa lại lông mày trong lòng ê ẩm sưng trong miệng thì thào không phải người tô gia Nguyên chiêu quyệt miệng, lão thái thái này cũng không biết là thế nào. Rất tốt, làm sao đột nhiên nói ra những lời này? Lúc ấy thuộc hạ nghe được thời điểm đều thay tô cô nương khó chịu. Tô cô nương như vậy chiếu cố nàng, có vật gì tốt chỉ cần có mình, liền khẳng định sẽ có lão thái thái kia. Hừ, nhà như vậy không cần cũng được. Không chừng a, à. tô cô nương thật không phải là người tô gia. Ngài nhìn tô thường châu tai to mặt lớn mắt nhỏ, hai người nào có một điểm giống? Mặt nham giác nghe nguyên chiêu, trầm mặt không nói, hắn đổ hy vọng tô huyễn không phải người tô gia. Như vậy, hắn hiện tại nhất định giơ tay chém xuống. Giết bọn này tạp toái, cho dù huyễn nhi nói không thích hắn, hắn cũng phải đem nàng mang đi. Có thể. Kể từ khi biết tô huyễn không chết, hắn để nguyên đi vào điều tra tô gia lục tiểu thư sự tình. Mẹ đẻ triệu tú hòa, vốn là tô lão thái thái trong viện nha hoàng. Nghe nói là từ đông doanh lang thang đến cô nhi bị lão thái thái từ người người môi giới trong tay mua bởi vì xinh xinh đẹp dung mạo lại không giống trung nguyên người sau bị tô thường châu coi trọng có tô huyễn tô huyễn dung mạo so tô phủ những người khác xinh đẹp rất nhiều liền không gì đáng trách tô gia cũng chính là cái kia lão thái thái đối nàng cũng không tệ lắm hiện tại tô lão thái thái bài xích nàng chắc hẳn gia đầu kia không chừng vụn trộn chảy nước mắt đâu hôm sau tô huyễn đi theo tô ninh sau lưng đi bên cạnh giếng nhìn xem bốn phía không ai nàng nhỏ giọng tại giả tô ninh bên tai nói đầy miệng, không nghĩ tới tam tỷ tỷ biến hóa như thế lớn. Sao tai bớt đều hết rồi? Thật không biết là làm sao bảo dưỡng. Có biện pháp gì có thể bỏ đi, cũng dậy một chút ta thôi. Ta vừa chiếu tấm gương đều cảm thấy khóe mắt viên này mụn ruồi đen nhỏ rất là chướng mắt, ha ha. Giả tô ninh mí mắt theo tô huyển kia khẽ trương khẽ hợp miệng nhỏ thình thịch cuồng loạn. Ngươi! Ngươi! Ta! Ta! Ta nửa ngày! nhã không ra một câu đầy đủ chớ khẩn trương ta biết ngươi không phải tô ninh trừ thẩm thị hẳn là chỉ có ta biết cô huyễn điềm nhiên như không có việc gì quan sát đến giả tô ninh thần sắc ta ta không biết ngươi đang nói cái gì ngươi không cần để ý ngươi viên kia nốt ruồi dáng dấp nhìn rất đẹp giả tô ninh kết ba kiên trì tiếp tục trang ha ha thật sao nốt ruồi không quan trọng nhưng nếu như giả chết thuốc mất hiệu đây chính là muốn chết người. Giả Tô Ninh hoảng sợ giật mình mắt. Ngươi, có ý tứ gì? Tô Huyển cười khẽ, mấy ngày nay quan sát người này, nàng đã nhìn ra, tâm lý tố chất không ra hồn, cho người làm thế thân loại sự tình này cũng hẳn là lần thứ nhất làm, không có kinh nghiệm nhát gan, không phải sẽ không ngay cả lời đều không thế nào nói, phàm là lưu ý quan sát rất dễ dàng lộ tẩy. Hẳn là thẩm gia thu xếp cái này sự tình thời gian quá gấp, không có thời gian huấn luyện liền gấp vào cương vị, mặt có thể giống nhau, cái khác cái kia đều không giống. Mặt chữ ý tứ. Ta hiểu dược lý, ngươi trong ngực cất viên kia giả chết thuốc. Là độc dược. Độc dược. Giả tô ninh triệt để ngốc. Thẩm lão gia lời thề son sắc, viên kia thuốc đối thân thể vô hại. Chỉ cần ngủ lên ba ngày ba đêm, hắn liền phái người đi đón nàng. Sau khi trở về nguyện ý lưu tại thẩm phủ, liền tăng lên nàng vì đại nha hoàng. Nếu như không nguyện ý, liền cho nàng an bài tốt cuộc sống sau này đem văn tự bán mình trả lại cho nàng. Nhưng hôm nay thẩm gia xảy ra chuyện A. Nàng khoảng thời gian này chính là tại vì chuyện này lo lắng bất an, muốn hỏi một chút thẩm thị, trở ngại nhiều người lại không tiện. Cũng lo lắng nói nhầm. Ai, tô huyễn tiếc hận thở dài, quay người muốn đi. Ngươi, chờ một chút. Làm sao? Ngươi không phải là muốn làm cả một đời tô ninh A. Đi theo chúng ta đi lưu vong. Tô huyễn cười khẽ giả tô ninh đưa tay sờ sờ dịch dung mặt kia không có khả năng cái này dịch dung thuật thời gian ngắn mang theo vẫn được thời gian dài sẽ rơi mà lại sẽ dịch dung thuật người cũng không phải nàng có thế mời được chỉ có thể lừa dối một hồi gặp nàng xoắn xuýt tô huyễn chọn môi trợ giúp lưu vong bỏ trốn thế nhưng là đại tội một khi bị phát hiện muốn bị tại chỗ xử tử giả tô ninh lưng phát lạnh nhắm lại mắt như thế xem ra nói thế nào nàng đều là một con đường chết cô nương ngươi nói cho ta những thứ này. Có phải là có biện pháp có thể giúp ta? Bang. Nói nhảm. Nàng làm sao lại giúp một cái tham dự mưu đồ giết hại mình người? Ta chẳng qua là cảm thấy thẩm thị làm như vậy, đối ngươi thật quá tàn nhẫn. Người người bình đẳng, con gái nàng mệnh là mệnh, chẳng lẽ mệnh của ngươi liền như là cỏ rác sao? Giả Tô Ninh nghe xong, nước mắt ẩm ướt hai mắt, cô nương là người hảo tâm. Những ngày này ta đều nhìn ở trong mắt cô nương đối một cái si ngốc 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 lão thái thái đều như vậy tốt, cầu cô nương xuất thủ cứu giúp đi. Người tốt. Tô huyễn trong lòng cười lạnh. Người tốt nàng làm qua. Ngây thơ, thuần thiện, đối người không bố trí phòng vệ. Những cái này người tốt nhãn hiệu, mỗi một cái đều cho nàng tạo thành đã kích trí mạng. Tô huyễn khóe môi cong lên một cái đẹp mắt đường cong, cười vô hại, kỳ thật ta cũng giúp không được ngươi cái gì. Ngươi có thể tự mình giúp mình, chỉ cần đem thật tô ninh tìm tới tự nhiên là có thế thoát thân tìm tới thật tô ninh thế nhưng là ta cũng không biết nàng đi đâu rồi a à. cái này dễ dàng nghe nói thẩm gia đi tìm tiết gia có người nhìn thấy thẩm tự sơn đi qua cái kia vứt bỏ diêu nhà máy trạng sáng trời sắp sáng thời điểm nàng dành thời gian dẫm cái điểm lục mau phát hiện tô ninh bị giam tại một cái vứt bỏ hầm trú ấn nàng lười đi nhìn tô ninh chết sống cái này sao phải làm cho thẩm thị tự mình đi nghiệm chứng tốt tô huyễn biết coi như Tô Ninh còn sống, cũng là sống không bằng chết. Nhưng một người yên lặng sống không bằng chết, sao không để người thiết kế cùng một chỗ nhìn kiệt tác của mình, tới thoải mái hơn đâu. Giả Tô Ninh nghĩ nghĩ, đột nhiên minh bạch. Cái kia Tô Ninh tại kia cất giấu. Đâu? Mà nàng, đã nói xong giả chết, cuối cùng biến thành chết thật. Cho cái kia Tô Ninh làm bia đỡ đạn, còn bị thẩm gia lừa gạt cam tâm tình nguyện. Cốc một cái giết người diệt khẩu thủ đoạn. Nàng không thể chết tốt. Ta biết tiếp gia cái kia vứt bỏ diêu nhà máy ở đâu. Cô nương kia cảm thấy lúc nào đi, hiện tại những cái này quan sai. Tô huyển nhìn lướt qua cổng trà lơ phất phơ hợp lý giá trị quan sai, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Quan sai có quan hệ gì, không đem bọn hắn dẫn qua, làm sao tìm được tô ninh. Chương 58, bây giờ ta, không phải người mà là quỷ. Tô kỳ nhìn thấy tô huyển bên này tình cảnh, đi tới. Tam tỷ tỷ cùng lục muội muội nói cái gì thì thầm đâu không có gì, chính là cảm thấy tam tỷ tỷ làn da tốt, hỏi thăm một chút nàng là thế nào bảo dưỡng. Dứt lời, tô huyễn ý tứ sâu xa nhìn lướt qua giả tô ninh, đánh hảo thủy liền đi. Tô kỳ đem ánh mắt rơi vào tô ninh trên mặt, lộ ra kinh ngạc, đừng nói, làn da thật là không tệ, bóng loáng tinh tế, so tại tô phủ thời điểm đều tốt. Xem ra bí mật không ít vụn trộn ăn được đồ vật. Tô huyễn như thế thì thôi, trời sinh nội tình tốt, các nàng mấy cái này tiểu thư còn không đều dựa vào quý báu dưỡng gia bảo dưỡng, cái này lưu vong trên đường, nào có những cái này đồ vật. Càng xem Tô Kỳ càng ngày khí, vừa định há miệng chua hai câu, kết quả Tô Ninh liền vội vội vàng đi. Tô Kỳ nhíu mày, càng xem nàng càng không thích hợp. Thẩm thị bị phủ nha mang đi sau tất cả mọi thứ đều là cái này giả Tô Ninh thu, một phương diện nơi này trừ nàng không có người có thể tin cậy, một phương diện khác, cái này người là đại ca an bài, lượng nàng không có lá gan làm tay chân kể từ đó, thẩm thị ngược lại là đem cái này giả Tô Ninh xem như nha hoàng. Lúc này, Tô Kỳ trở về, liếc mắt liền nhìn thấy Tô Ninh tại cho thẩm thị chỉnh lý bao phục, hướng phía cái kia bao phục liếc qua, chắc hẳn mình đôi kia khuyên tai khẳng định ở bên trong. Nàng cùng liễu di nương gần như người không có đồng nào, tại tiếp tục như thế, không chừng ngày nào, hai nàng sẽ cùng chó xù đồng dạng, cầu đến thẩm thị trước mặt. Tô huyễn mục đích đạt tới, tâm tình vui vẻ đi tìm người từ gia. Nhìn thấy cái kia bỏng vết thương, Tô Huyễn có chút gấp. Lại nhìn thấy mặt nham giác bên môi màu đen thuốc cao, cái trán thình thịch nhảy lên. Từ đại ca. Miệng của ngươi làm sao rồi? Mặt nham giác khóe mặt giật một cái, há mồm liền đến, bị một con mèo rừng nhỏ cào. Mèo. Tô Huyễn thật đúng là không thấy được một con mèo hoang ẩn hiện qua, cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu giúp hắn xử lý bỏng, còn nghĩ linh tinh, ngươi vì cái gì không khiến người ta gọi ta, vết thương này đều nhiễm trùng mặt nham giác liếc nhìn tô huyễn kia khẩn trương biểu lộ trong lòng ủy khuất không được trách ai còn không phải ngươi cái này nhẫn tâm nha đầu không chỉ cắn hắn còn bóp hắn không có việc gì ngữ khí có chút hờn dỗi tô huyễn không đành lòng trước mấy ngày là mấu chốt kỳ vết thương nhiễm trùng lần nữa nát rửa cho dù khỏi hẳn cũng sẽ lưu lại không nhỏ vết sẹo thật xin lỗi nàng lần nữa nói xin lỗi nói không nên lời ấy nấy từ đại ca cánh tay này chỉ sợ muốn lưu lại vết sẹo da của hắn không sai nội tình tinh tế sạch sẽ trừ trên mặt bị đau chặt qua vết đau có chút khiếp người cơ bắp đường cong lại là vừa đúng lưu lại như thế một mảng lớn vết sẹo đều là bởi vì nàng trên thân nam nhân có chút sẹo tính là gì mặt nham giác giọng nói nhẹ nhàng không muốn nhìn thấy nàng khổ sở dáng vẻ nàng còn không có nhìn thấy trước ngực hắn cùng phía sau lưng vết sẹo đâu đều là trên chiến trường lưu lại bỗng vết sẹo khác biệt cái khác làn da nếp uống, rất là ảnh hưởng mỹ quan. Tốt ở thời đại này người đều là che phủ nghiêm nghiêm thật thật, Tô Huyển Như cũ có chút lòng chua xót. Lấy ra tốt nhất thuốc nhét vào trong tay hắn, đây là trừ sẹo cao, chờ da làn da bắt đầu phím hồng thời điểm, ngươi liền mỗi ngày bôi. Có thể làm nhạt sắc tố, mặc dù khôi phục không đến bộ dáng lúc trước, bao nhiêu cũng có thế quản điểm dùng. Còn có, ngươi trên mặt sẹo cũng có thể bôi một chút. Trên mặt hắn vết đau, đều tăng sinh, Tô Huyển một mực có ý nghĩ này, lại sợ tổn thương lòng tự tôn của hắn, cho nên chưa hề nói, hôm nay cho tới cái này, dứt khoát liền sách đầy miệng. Mặt nham giác sững sờ, vô ý thức muốn đi sờ mặt, nhấc đến giữa không trung lại rơi trở về, không sao. Ta lại không dựa vào mặt ăn cơm. Tô huyễn coi như hắn lời này là bất đắc dĩ bản thân an ủi, cũng không nói thêm cái gì. Mặt nham giác cảm thụ được trên cổ tay kia hơi lạnh tay nhỏ, phủi đi trôi qua kéo đi, đáy lòng phát rung, không có tiền đồ nhớ tới nụ hôn đầu của hắn con mắt thẳng tắp rơi vào tô huyễn buông xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn theo nhịp tim tăng lên ánh mắt nhuộm thấm nóng rực tô huyễn mặc dù phong bế tình cảm của mình thế nhưng không phải hoàn toàn vô tri người từ gia năm lần bảy lượt đối nàng liều mình giúp đỡ nhất là hắn nhìn ánh mắt của nàng để nàng sẽ có dị dạng cảm giác quen thuộc tự như kiếp trước cái kia thái tử như thế nhìn nàng là thuộc về nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt nàng vốn là muốn đem từ đại ca xem như bằng hữu hoặc là đại ca nhìn nhưng hắn luôn luôn như vậy ánh mắt nhìn nàng vạn nhất về sau. Nàng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Tốt, cái này băng gạt không cần bao, vết thương phơi lấy ngược lại sẽ tốt mau một chút. Giọng nói của nàng tận lực nhẹ nhõm. Xử lý xong mặt nham giác tổn thương, Tô Huyễn muốn đi. Khục. Cái kia. Có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Mặt nham giác nhất lên dũng khí. Tô Huyển nhào một chút lông mày, tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, không phải nàng nhiều đề cao bản thân, mà là thật vất vả gặp được giống từ đại ca dạng này người nàng không nghĩ mất đi người bạn này ngươi nói đi cái kia nghe nói thái tử tại vũ châu ta đã viết liên quan tới từ gia vụ án cho hắn không nghĩ tới hắn tự mình xem qua còn nói sẽ một lần nữa suy xét từ gia tình tiết vụ án ta đang suy nghĩ nếu như nếu như từ gia lần này có thế lật lại bản án chúng ta đều không cần đi dần châu đến lúc đó chúng ta có thể giúp ngươi rời đi liền nói ngươi là ta cha nhận làm con thừa tự nữ nhi, là muội muội của ta. Nghe nói như thế, Tô Huyển đột nhiên trợn mắt, đáy lòng thở dài một hơi. Muội muội. Hoàn toàn chính xác, ý nghĩ này thật nhiều tốt. Đại Thuận từng có qua tiền lệ như vậy, vị thành niên nữ hài theo người nhà lưu vong, nếu như có gia đình nguyện ý thu dưỡng nhận làm con thừa tự, là có thể không cần nhận phụ mẫu liên lụy, mà nàng còn không có cùng trát, ở thời đại này, còn thuộc về vị thành niên nữ hài tử. Nàng kinh ngạc, từ đại ca liền những cái này đều nghĩ đến. Nàng thật nhiều cảm động. Tô huyển trong mắt lóe ra lệ quan, nếu như kiếp trước có thể gặp được tốt như vậy đại ca ca tốt bao nhiêu. Nàng sẽ không chút do dự, dứt khoát quyết nhiên đi theo đám bọn hắn rời đi, rời đi tô gia, rời đi cái kia hổ lan chi cư. Như vậy lòng của nàng liền sẽ không giống bây giờ đồng dạng. Tạ ơn từ đại ca hảo ý, thế nhưng là ta, cũng không muốn rời đi. Vì cái gì? Những người kia như vậy đối ngươi. Ngươi vì sao còn muốn cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ? Mặt nhâm giác có chút gấp, giả vờ khàn giọng thanh tuyến, gần như phá âm. Tô huyển câu môi, lạnh đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bởi vì ta đã từng chết tại trong tay bọn họ, bây giờ ta, không phải người mà là quỷ. Là ác quỷ. Đòi nợ ác quỷ. Mặt nhâm giác tâm đột nhiên bị nàng câu nói này nắm đau nhất. Có ý tứ gì? Hắn mắt tại tô huyển trên mặt không ngừng lắc lư, vì sao nói như thế mình? Sao có thể là quỷ đâu? Nàng đến cùng nhận qua như thế nào tổn thương? Mới có thể nói ra như vậy để người lo lắng. Rõ ràng thân thể vừa mềm lại ấm, vì sao hắn cảm nhận được lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương tâm. Chương 59, đơn giản chính là muốn một cái nàng. Tô huyển rũ xuống trong mắt, lông mi dài nửa che lấy đen nhánh đồng, chỉ yên tĩnh mấy giây, lúc ngẩng đầu lên khôi phục nụ cười trên mặt. Cũng không trả lời thẳng hắn vấn đề mới vừa rồi. Từ đại ca, nếu như có thể tẩy thoát tội danh, người sau này có tính toán gì? Dự định. Hắn có thế có tính toán gì, đơn giản chính là muốn một cái nàng mà thôi. Nhưng đã nói láo đã nói ra miệng, mặt nham giác cũng chỉ có thể kiên trì giả ý tinh ranh mắt, quan liền không làm, tìm an nhàn địa phương, tiếp tục sinh sống, mở khối ruộng, loại điểm cây ăn quả. Cây ăn quả. Tô huyển kinh ngạc. Từng đâu, anh đào cây, mùa xuân hoa đẹp, mùa thu kết quả đây là đã từng có nữ hài nói với hắn. Chỉ có điều những cái kia cây bị tặc cho đào. Tô huyễn ngẩn người, lập tức hàm răng lấp lánh, ta cũng thích anh đào cây. Ý nghĩ này không sai. Mặt nham giác liễm mắt, nhìn xem tô huyển tấm kia sinh động gương mặt xinh đẹp, trong lòng phát khổ. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta về trước đi. Tô huyễn nói xong liền đi. Lưu lại mặt nham giác yên lặng suốt thần. Từ dịch đi tới đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, người đều đi mặt nham giác nhíu mày tức giận lay mở hắn móng vuốt đừng phiền ta từ dịch cười khổ thái tử vẫn là tuổi còn rất trẻ từ nhỏ sống ở ấm áp gia đình có hoàng đế mang theo có hoàng hậu sủng ái còn có bốn người ca ca thủ hộ đối đãi hắn thật không có trải nghiệm qua một cái không được sủng ái thứ nữ gặp phải nhân gian khó khăn hai người vốn chính là người của hai thế giới cũng chính là thái tử loại này thích gì càng muốn đạt được tính tình mới có thể làm ra vô tri không sợ cử động từ dịch nghỉ khuyên, cũng biết hắn căn bản nghe không vào, lúc này chỉ có thể đóng chặt lão miệng. Nguyên bảo ông một cái túi lớn trở về, bên trong chứa mấy chục bình hoa đào nhưỡng. Hắn đem bao phục bỏ lên trên bàn, liền ra ngoài. Mặt tích minh nhìn xem tròn mập mạp bình nhỏ rất là hiếu kỳ, từ công công, đây là vật gì? Từ dịch cười nói, đây là đại nhân uống đồ chơi, không thích hợp ngươi. Đại nhân uống. Thừa dịp không ai chú ý, mặt tích minh vụng trộm hướng trong ngực thăm dò hai bình nếu là đại nhân uống tô huyễn tỷ tỷ khẳng định cũng có thể uống hắn muốn bắt đi cho nàng giả tô ninh nhìn xem quan sai tâm tình tốt trong tay còn nhiều một cái bầu rượu giả bộ vô sự tiểu ca nếu như lưu vong trên đường có người qua đời sẽ xử lý như thế nào a à? tiểu quan kém ngưng lông mày qua đời ai đi thế khụ khụ ta chính là thuận miệng hỏi một chút ngươi cũng nhìn thấy chúng ta lão thái thái đầu óc không tốt niên kỷ cũng lớn tiểu quan kém nhưng nha ngươi nói nàng a dễ làm a cắt lấy một khối bộ kiện đem thi thể ném đi bãi tha ma giả tô ninh chấn động bộ kiện cái gì bộ kiện tiểu quan kém chế nhạo bình thường là ngón tay nếu như trên đường không có tay cũng có thể là chân dù sao a nhất định phải có dao nộp đồ chơi không phải ai biết người kia chết hay không Vèo một cái giả tô ninh tay cùng chân đồng thời co quắp cuộn tròn rụt lại nàng chẳng qua chỉ là nghĩ chứng thực nhìn xem cái kia tô Nguyễn nói có đáng tin cậy hay không bởi như vậy nguyên lai nàng nói đều là thật không có tay không có chân khi nàng còn sống còn có ý nghĩa gì thẩm gia thật sự là thật là lòng dạ độc ác như thế sau khi nghe ngóng giả tô ninh càng là một khắc đều không nghĩ đợi tại cái này trong phòng ngươi không nên ở đây ngươi không phải tô gia hài tử vì sao muốn đến hại tô gia tổ mẫu ta là tiểu lục a ngài ngài lại suy nghĩ thật kỹ. Tô lão thái thái ông bao phục, hung hăng đi đến dựa vào, ngươi lấy đi. Ta không ăn ngươi cho đồ vật. Tô huyễn trong tay đùi gà bị tô lão thái thái lạch cạch một chút đánh tới trên mặt đất. Ăn cũng không cần, mạch cũng không để thanh, trong vòng một đêm, phản phất nàng thành hồng thủy mãnh thú. Tô huyễn nghẹn. Lòng, đem đùi gà nhặt lên, lấy ra đi tại bên cạnh giếng giặt. Tô ninh ngây ngốc đi tới, thất thần thì thào, nguyên lai cô nương nói đều là thật. Tô Huyễn chọn mắt, thôi đi, ta không cần thiết lừa ngươi. Ta lại không biết ngươi, chẳng qua nhìn ngươi bị bọn hắn dạng này đùa nghịch, rất là đáng thương thôi. Nàng lắc lắc trong tay tẩy qua đùi gà, đưa cho nàng, nặt cho cái kia giữ cửa. Giả Tô Ninh không hiểu, chất phát nhìn về phía đưa tới đùi gà. Đột nhiên, nàng hiểu. Hôm nay cô nương ân cứu mạng, hiểu hà suốt đời khó quên. Hiểu hà. Nguyên lai nàng gọi hiểu hà a. À. Cô Huyễn không uổng phí kia tâm tư đường đây cho chỉ rõ. Muốn làm thế nào toàn bộ nhờ chính nàng. Nàng cũng không tiện giật dây quá nhiều. Miễn cho bị người khác bị cắn ngược lại một cái. Dạng này sự tình, cũng không phải không có trải qua. Thẩm phủ ra tới người, căn bản liền không có đem nàng hướng người tốt phương diện nghĩ. Giả Tô Ninh nhấc lên một hơi, hướng phía vừa mới nói chuyện tiểu quan kém đi tới. Tô Huyển như không có việc gì vào phòng, nhìn thấy Tô Lão Thái Thái dáng vẻ rất bất đắc dĩ, cũng không có lại cùng với nàng nói chuyện nàng ngồi vào phá bên cạnh bàn tiếp tục theo vây mũ thẩm thị sờ lấy bên hông duy nhất còn thừa kia một kiện đáng tiền đồ chơi rất là phiền muộn giờ phút này trố mắt xuất thần Tô huyển dư quan thoáng nhìn thẩm thị khổ không thể tả dáng vẻ liền thoải mái khó chịu a à? khó chịu còn tại phía sau đâu lưu phạm chạy lưu phạm chạy một cuốn họng đem tất cả mọi người kinh đến thẩm thị một cái giật mình vụt một chút đứng người lên ai chạy rồi tất cả mọi người vây quanh mẹ nó có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục cũng đừng là bọn hắn người tô gia chạy a à. là tô ninh tô ninh chạy nói chuyện quan sai miệng bên trong còn tại nhai lấy thịt gà đều không có bỏ được nhã thẩm thị quá sợ hãi ai nha còn không mau truy nàng nàng không thể chạy a à. dứt lời theo đuôi quan sai đuổi theo cái này giả nếu như chạy rồi nàng ninh nhi nhưng làm sao bây giờ a à? đến lúc đó còn không phải một đỉnh lưu phạm mũ chụp tại nàng ninh nhi trên thân truy nã giống một tràng nhưng làm sao đặt chân a à? bên này động tĩnh không nhỏ không chỉ tất cả người tô gia từ gia cũng bu lại nghe được tô ninh chạy mặt nham giác lạnh mắt nhíu lại cái kia tô ninh không phải bị huyễn nhi làm đi diêu nhà máy sao những ngày này cái này khẳng định là thẩm gia an bài giả làm sao bỏ gánh rồi. Nghĩ như vậy, mặt nham giác nhìn về phía tô huyển mặt nghiêng, lúc này tiểu cô nương khóe môi cong lên một vòng giống như tiểu hồ ly giảo hoạt cười. Nàng làm. Vì sao? Không phải mình nghĩ như vậy a? À? Vì sao không trực tiếp bạch trần giả, lại thả đi giả? Thẩm thị phát điên. Nói cái gì cũng không thể để nha đầu này chạy. Nàng theo sát phía sau, Tô Thường Châu cũng vội vàng đi theo, quan sai đem hai người tại cửa ra vào ngăn lại các ngươi không thể đi ra ngoài. quan sai đại nhân, ta, nữ nhi của ta không thể chạy a. À? để chúng ta cùng nhau đi tìm đi. nói không chừng còn có thể đem nàng khuyên trở về. đúng vậy a. À. quan sai đại nhân, để chúng ta đi thôi. làm cha làm mẹ, nàng nhất nghe lời của chúng ta. tôi thường châu đi theo sốt ruột phụ họa. quan sai cao mày, khó mà làm được. vạn nhất các ngươi lại chạy đây không phải là lộn xộn sao. Tô huyễn tiến về phía trước một bước, cũng đi theo khuyên lên, quan sai đại nhân, nếu như tô ninh bị buộc đến tuyệt lộ, nghĩ quẩn, náo ra nhân mạng coi như không tốt, người nhà đi khuyên nhủ, có thể thật có thể khuyên bảo nàng. Nàng chưa ăn qua dạng này khổ, nhất thời hồ đồ thôi. Nói rất đúng. Yên tâm đi. Những người này có thể chạy tới đây. Để người tô gia đều đi theo đi tìm. Lời này là mặt nham giác kêu đi ra, chỉ cần Tô Huyển nói hắn liền giúp nàng. Hắn giống như cũng minh bạch nàng dạng này nhường ý đồ. Tiểu nha đầu này, đang chơi cái gì? Chương 60, nghiêm trọng hoài nghi nàng có phải là Tô Thường Châu thân sinh. Vừa cầm tới người ta từ lý chính phân cho rượu của bọn hắn, từ đại kiểu nói này, tiểu quan kém cũng không thể nói gì hơn. Người ta võ công cao đâu. Đến cái thích khách, còn phải người ta ra tay bảo hộ. Ngày thường ăn ngon uống sướng, cũng không ít tắc, mặt mũi này nhất định phải cho kia đi nhanh đi. Một tiếng lời nói dưới, Tô Thường Châu cùng thẩm thị còn có cái khác mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, giống liễu di nương, Tô Kỳ, còn có nhị phòng nàng dâu cũng đi theo đi qua. Trường hợp như vậy, Tô Huyển Sao có thể vắng mặt. Tôn Di Nương cùng nữ nhi chiếu cố lão thái thái, cũng không có ra ngoài tham gia náo nhiệt. Mặt tích minh cũng muốn đi, bị mặt nham giác lớn cánh tay vung lên cho cản lại, trung thực đợi. Tiểu thí hài cái kia đều có ngươi. Mặt tích minh bất mãn biểu biểu môi, lẩm bẩm lên tiếng, tô huyễn tỷ tỷ cũng đi, ta muốn đi bảo hộ nàng. Hừ. Dùng ngươi bảo hộ. Nguyên bảo. Xem trọng hắn. Chân dài một bước, mặt nham giác đuổi theo tô huyển kia như tên trộn bước chân. Phía trước mấy cái quan sai tìm tô ninh cái bóng theo đuổi không bỏ. Những cái này quan sai đều không có gì quá cứng công phu, mặc dù chạy không tính quá phí sức, thế nhưng sẽ không kinh công, không có như vậy lưu loát đem người cầm tới ngươi làm. Mặt nham giác nện bước ngày thường đi đường tốc độ, đi vào tô huyển bên người, mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí chắc chắn. Tô huyển câu môi, đáp án rõ ràng. Từ đại ca có thể hay không cho là ta lòng dạ rắn rết. Làm sao lại như vậy? Những cái kia nát phổi đáng đời. Mặt nham giác lập tức tỏ thái độ. Hắn cũng không phải thánh cha. Nào có như vậy Bồ Tát tâm địa. Ngày đó hắn nguyên bản là để nguyên chiêu đem tô gia ba đổi đi qua, Ai ngờ tô huyễn lại xuất thủ trước, mặc dù hắn cũng không biết nàng là làm sao làm được, nhưng nhìn đến già hắn trên giường đã biến người thời điểm, trong lòng mười phần hả giận. Cô nương ý nghĩ cùng hắn lại là thường nhất. Trí, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn vốn là tâm hữu linh tê. Nếu như không phải là bởi vì tô huyễn là người tô gia, hắn đã sớm nghĩ từng cái giết chết được rồi. Có điều hiện tại nàng muốn chơi, chỉ cần vui vẻ, làm sao đều được mặt nham giác có loại cảm giác quá dị, phản phất trước mặt cái này tô huyển mới thật sự là tô huyển. Ta chính là muốn để tự tay thiết kế chuyện này người, nhìn nàng một cái thiết kế thành quả thôi. Tô huyển không che giấu chút nào. Lãnh mâu nhẹ dơ lên, cùng hắn ánh mắt giao hội. Tại từ đại ca trước mặt, nàng không cần che giấu. Mặt nham giác rất là đồng ý, ừm. Ý kiến hay. Cùng một chỗ. Tô huyển nghiêng câu khóe môi, cười đến một mặt đắc ý. Diêu nhà máy không ở trong thành, tới gần ngoài thành, địa giới hoang vu, không có chút dấu người. Hở? Làm sao không gặp rồi? Người đâu? Rõ ràng nhìn thấy tiếng đến rồi. Dẫn đầu Lý Thanh Tùng uống lên thân ngã khí, mệt thở nặng. Quay đầu hung tợn trừng mắt về phía Tô Thường Châu, nói cho ngươi. Con gái của ngươi nếu là chạy. Bản quan tha không được ngươi. Thẩm thị run rẩy sẽ không. Ninh Nhi. Ninh Nhi a à nàng hướng phía đen như mực trong viện kêu to lên tiếng ngươi đừng chạy nương đều trông thấy ngươi đừng sợ a à. nương đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ nói đến làm được cô huyễn chế dẻo đáp ứng sự tình đồ đần mới tin hở thanh âm gì nhị phòng nàng dâu vưu thị đầu ứng một cái dựng thẳng lên lỗ tai ở bên kia trong đó một cái tiểu quan kém chỉ hướng một bên đám người đi vào một cái hầm trú ấn cổng quan sai dơ bó đuốc, tại buộc lấy xích sắt lớn trước cửa lung lay. Nào có người. Vừa định quay người tiếp tục tìm, đột nhiên từ bên trong truyền ra tảng đá nện thanh âm. Bên trong có người. Lý Thanh Tùng mở miệng, giữ cửa đập ra. Thẩm thị nhíu mày, giả từ ninh không có khả năng ở bên trong. Tìm người quan trọng. Quản những cái này làm gì? Không ai có thể quan tâm nàng một mặt hoài nghi, tiểu quan kém quơ lấy một cục gạch, hung tận hướng phía dây sắt đập xuống. Bang một tiếng, cổ khóa rơi xuống đất, xích sắt cúi đến hai bên. ai u, vị gì a? À? đám người lập tức che lên miệng. Tô huyễn cười lạnh, kích động a. À. ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong, không có vị mới là lạ. vào xem. lý thanh tùng ra lệnh một tiếng. thẩm thị trong lòng có chút không hiểu khẩn trương, nàng cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì, tóm lại nhịp tim càng ngày càng hoảng. tiểu quan kém nghe được mệnh lệnh, cả gan còn kéo lên bên người một cái khác quan sai hai người bó đuốc dò đường cẩn thận từng ly từng tí đi vào không có qua mấy giây chỉ nghe được a à, quỷ a à, mẹ nó một cái tiểu quan trên lệch cổ chân bị người chăm chú nắm lấy hắn dọa đến kém chút tại chỗ tè ra quần một cái khác lá gan so hắn lớn hơn một chút quơ ánh lửa con mắt khẽ giật mình cái này đây không phải tô ninh sao tô thường châu cùng thẩm thị cũng nghe được lẫn nhau đối mặt tranh thủ thời gian đi vào Cô Huyển đứng ở cổng, bóng đêm đưa nàng bao phủ giống như một cái mặt lạnh sát thần, nàng hất cầm lên, lạnh suy nghĩ nhìn về phía thẩm thị kia run lẩy bẩy run lẩy bẩy thủ đoạn. Ngao, một tiếng, thẩm thị lúc này đổ địa. Tô Ninh trên thân không có một kiện hoàn chỉnh quần áo, cả người cùng cái phế phẩm đồng dạng co quắp tại ẩm ướt trên mặt đất. Cởi ít áo ra cho nàng. Tô Thường Châu đột nhiên quay người chỉ hướng Tô Huyển. Tô Kỳ nghe xong toàn thân run lên, tranh thủ thời gian bó lấy cái cổ cổ áo. Tô huyễn nhíu mày, dựa vào cái gì? Chỉ bằng kia là ngươi đích tỷ tỷ. Tô Thường Châu không có chút nào mập mờ, nói gọi là một cái chính nghĩa lẫm nhiên. Mẹ nó. Tô huyễn không nghĩ tới. Tô Thường Châu vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy. Tô Thường Châu. Ngươi muốn chết. Mặt nham giác lạnh giọng mở miệng, một tay lấy Tô huyễn nắm ở bên cạnh thân. Tô Thường Châu bị khí thế kia chấn nhiếp một chút, trục trục lạnh lẽo cái cổ, cái này người từ da làm sao mỗi lần đều muốn nhảy ra giữ gìn Tô Huyển. Hiện tại là Tô Gia sự tình, cùng hắn có liên can gì? Chớ quấy rầy. Ngươi đem áo ngoài thoát, phủ thêm cho nàng. Lý Thanh Tùng mở miệng ra hiệu bên cạnh thân quan sai, nghệ Tô Thường Châu liếc mắt, có chút ghét bỏ, đều là con gái của ngươi, ngươi cũng không thể dạng này. Để tiểu cô nương cởi ít áo. Thua thiệt cái này làm cha nghĩ ra, bất công lệch đến kẻo kẹt trong ổ, hắn đều không nghe. Rất nhanh, tô ninh bị cuốn bên trên chỗ tư mật bị hai cái quan sai mang ra ngoài a à, kia là tô ninh nhị phòng vưu thị không thể tin bịt miệng lại bên cạnh tô thường hải da mặt cũng không thể ức chế mà run lên run tô da mặt lần này thật đúng là bị đại phòng cái này đích nữ cho mất hết không cần hỏi liền nhìn xem kia đầy người vết bẩn rối tung tóc còn có khuỷu tay cùng đùi lộ ra loang lỗ máu ứ động cái nào đoán không ra xảy ra chuyện gì Tô Thường Châu sở dĩ như vậy nghiêm nghị yêu cầu Tô Huyển, mà là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ninh dáng vẻ, liền đem cổ này hận trực tiếp đặt ở Tô Huyển trên đầu. Nếu như không phải thẩm thị thu xếp có sai, gây ra rủi ro, như vậy hắn Ninh như sao lại nhận loại này làm nhục? Những cái này vốn nên là Tô Huyển đến tiếp nhận. a à, đã tam tỷ tỷ ở đây, khi trước đó chạy mất tam tỷ tỷ, là ai a à? Tô Huyển thêm một mồi lửa. Vạch mặt đúng không? Nàng không quan tâm, Tô Thường Châu vừa mới để lộ ra sắc mặt, nàng còn có cái gì không rõ. Đã như vậy, có người không nghĩ muốn gương mặt này, nàng cũng không giúp giữ lại. Cho là mình tại Tô Thường Châu, tại người Tô Gia trong mắt là cái không được sủng ái thứ nữ thôi. Hiển nhiên, tại Tô Thường Châu trong lòng, chưa từng có xem nàng như người, chịu khổ chịu tội, luôn luôn đem nàng đẩy ở phía trước. Giờ khắc này, nàng đã nghiêm trọng hoài nghi, mình đến cùng phải hay không Tô Thường Châu thân sinh.